Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 1671, hài hòa thật sự là cầu còn chưa được. Vương Tử Quân cười cười đặt quyển sách trong tay xuống rồi nói, anh Triệu nếu lần sau đến mà không tìm tôi nhất định sẽ phạt rượu anh ấy. Phùng Vũ Trạch nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thở dài một hơi. Dù sao thì nói chuyện với lãnh đạo trong bầu không khí hài hòa cũng làm cho người ta cảm thấy cầu mà không được. Sau khi hàn huyên vài câu thì Phùng Vũ Trạch bắt đầu báo cáo công tác. Khi nói đến phương diện đường cao tốc thì Vương Tử Quân lên tiếng, tôi đã sớm liên hệ với tỉnh Sơn Nam về chuyện xây dựng đường cao tốc ở thành phố các anh, vì tăng cường liên lạc giữa hai tỉnh mà quyết định xây dựng một đường cao tốc nối liền thành phố An Dịch và Rừng Mật, có đi qua thành phố các anh. Vương Tử Quân nói rồi treo một tấm bản đồ lên, sau đó vẽ phác thảo một địa điểm ở tỉnh Sơn Nam, sau đó vẽ một đường thẳng đi qua thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trạch nhìn tuyến đường kia mà không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn là cán bộ thành phố Thanh Chuyên, hắn biết rõ ý nghĩ của cán bộ Thanh Chuyên, có thể nói tiếng lòng của cán bộ Thanh Chuyên chính là xây dựng một con đường cao tốc nối liền thành phố mình và Rừng Mật. Thậm chí trong hội nghị hội cựu chiến binh của thành phố Rừng Mật đầu năm nay, có nhiều cán bộ lão thành đã vỗ bàn nói, nếu như ai có thể xây dựng được đường cao tốc trong nhiệm kỳ này, người đó là đại công thần của thành phố Thanh Chuyên. Lúc này nhìn vào tính toán của Chủ tịch Vương thì không chỉ là đường cao tốc nối liền với Rừng Mật, còn đi thông qua thành phố An Dịch của Sơn Nam. Nếu như con đường này được hoàn thành, như vậy sẽ là một lợi ích cực kỳ lớn đối với thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trạch là Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hắn sẽ là đại công thần. Chủ tịch Vương, tôi xin tỏ thái độ với ngài, nếu như có thể xây dựng được con đường này, tất cả phương diện quỹ đất đi qua thành phố Thanh Chuyên, căn bản không cần tỉnh bỏ ra một đồng nào. Phùng Vũ Trạch hít vào một hơi rồi nhanh chóng tỏ thái độ. Sau khi nghe Phùng Vũ Trạch tỏ thái độ thì Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn mất không ít tâm tư để xây dựng con đường này, cuối cùng quyết định nhi tiến hành làm đường chung với tỉnh Sơn Nam, không những đề cao tính quan trọng của nó, còn làm cho mối liên lạc kinh tế giữa hai thành phố phát triển không ngừng. Sau khi nói thêm một lúc, Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi thay đổi chủ đề, Chủ tịch Vũ Trạch, các khu quy hoạch của thành phố các anh như thế nào? Đã chuẩn bị tốt để nghênh đón cơ hội kiểm tra hay chưa? Mong Chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thực sự cầu thị ở phương diện tự kiểm tra và truy cứu sắp tới, cũng sẽ chứng thực tốt những gì mà lãnh đạo tỉnh lên tiếng đôn đốc công tác. Phùng Vũ Trạch nói rồi đứng lên nói tiếp, thành phố Thanh Chuyên chúng tôi nhất định sẽ không làm cho Chủ tịch Vương thất vọng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Phùng Vũ Trạch thì không khỏi cười cười, hắn vỗ vỗ lên vai Phùng Vũ Trạch rồi nói, tôi tin tưởng vào Chủ tịch Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch rời đi, Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế của mình. Hôm nay hắn nói chuyện cùng với Lôi Hợp Tuấn và Phùng Vũ Trạch, hắn chợt xuất hiện hai loại cảm nhận. Tuy Lôi Hợp Tuấn không dám làm suy giảm lời phân phó của mình, thế nhưng lời nói có chút phun ra nuốt vào, đã biểu hiện thái độ của mình ở sự kiện này. Vương Tử Quân biết rõ Lôi Hợp Tuấn sở dĩ lựa chọn như vậy trước tiên không muốn mình làm chim đầu đàn, nguyên nhân chủ yếu là ngoài mình thì Lôi Hợp Tuấn còn có sự chèo chống của Uông Thanh Minh. Vì vậy bây giờ điều Vương Tử Quân cấp bách cần làm chính là thành lập mạch người của mình. Tuy Đường Chấn Huy công tác trong tỉnh Mật Đông 4 năm thế nhưng lại không để lại cho mình nhiều người. Cũng vì nguyên nhân này mà làm cho công tác của Đường Chấn Huy ở Mật Đông là rất khó khăn. Tuy Vương Tử Quân bắt đầu tốt hơn Đường Chấn Huy, thế nhưng nếu muốn chỉ thị của mình được quán triệt, như vậy không thể nào bỏ qua phương diện người của mình. Đám người muốn làm rối loạn trật tự kỷ cương thì phải kết bè kết đảng, thế nhưng mình muốn thực hiện được lý tưởng, cần phải tập trung các đồng chí có chung chí hướng. Lực lượng của một người dù sao cũng chỉ có hạn mà thôi. Ngay sau hội nghị thông báo giai đoạn thứ hai của hành động chỉnh đốn cải cách các khu quy hoạch trong tỉnh vào ngày hôm sau, công tác kiểm tra lẫn nhau được bắt đầu. Trước khi công tác này được bắt đầu, có không ít địa phương quyết định phương án xem tình thế ra sao rồi hãy hành động. Khi có không ít địa phương đang chờ đợi tinh thần chỉ thị từ tuyến tỉnh, lúc này thành phố Thanh Chuyên đã phái ra một tổ kiểm tra đứng đầu là phó chủ tịch thành phố chạy về phía thành phố Kim Hà. Bí thư thị ủy Lý Hanh Dư của thành phố Kim Hà căn bản không quan tâm đến chuyện này, hắn còn muốn liên hệ với bí thư Cố về sự kiện lần này, để cho các khu quy hoạch của mình bảo trì độ viên mãn. Thế nhưng người của thành phố Thanh Chuyên đã đi đến khu quy hoạch kém cỏi nhất của huyện Hà Quang thành phố Kim Hà.
Chỉ sau một buổi sáng kiểm tra thì tất cả tình hình của khu quy hoạch bộc lộ rõ ràng trước mặt tổ kiểm tra. Sau khi tổ kiểm tra đi sang một huyện khác, bí thư và chủ tịch huyện Hà Quang đều chạy đến phòng làm việc của Lý Hanh Dư. Hai người các anh làm thế nào vậy? Đây là số liệu mà các anh báo cáo lên, các anh nhìn vào cho tôi, có sự chênh lệch thế nào với kết quả điều tra? Lý Hanh Dư cầm văn kiện trong tay dùng giọng khàn khàn nói, khu quy hoạch đã được mở rộng hơn 2 năm, thế nhưng các anh chỉ tuyển được một hạng mục, hì hì, đúng là tiến độ tốt. Sau khi nghe giọng nói nổi giận đùng đùng của bí thư Lý Hanh Dư, bí thư và chủ tịch huyện Hà Quang căn bản cúi đầu như học sinh tiểu học phạm sai lầm, không dám lên tiếng. Sau khi phát giận xong thì Lý Hanh Dư trừng mắt nhìn hai vị lãnh đạo huyện Hà Quang, hai ngày trước tôi đến huyện các anh kiểm tra công tác, các anh nói khu quy hoạch của mình căn bản khó có vấn đề, các anh nói xem, cái gì là khó có vấn đề. Tôi, bí thư, người thành phố Thanh Chuyên căn bản không nói chuyện tình cảm, có một số việc mà tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, thế nhưng bọn họ. Lúc này trên cái trán trụi lùi của vị bí thư huyện ủy huyện Hà Quang đã vã đầy mồ hôi. Hắn thật sự không ngờ trí nhớ của bí thư Lý lại tốt như vậy, hai ngày trước mình nói những gì thì bí thư còn nhớ rõ ràng. Hừ hừ, đầu tư 200 triệu, Trương Sĩ Luân, anh nói xem những con số này lấy được từ nơi đâu? Là anh lấy từ trong đầu mình ra sao? Lý Hanh Dư nhìn bộ dạng ủy khuất của viên bí thư huyện ủy, hắn càng thêm nổi giận, thế là dùng giọng rít gào nói. Nếu như là trước kia bí thư huyện ủy bị lãnh đạo thành phố mắng mỏ dậy bảo như thế, chắc chắc chủ tịch huyện sẽ rất vui, nhưng bây giờ có vui hay không? Rõ ràng là hắn không vui nổi. Hắn biết bây giờ sở dĩ bí thư Lý còn chưa nổi giận với mình, căn bản là vì cấp bậc của mình còn chưa đủ. Xem ra không đủ cấp bậc cũng có cái lợi của nó. Sau khi Lý Hanh Dư phát giận xong thì thư ký trưởng khẽ đi đến, hắn nói với Lý Hanh Dư, bí thư Lý, người của ủy ban cải cách đã đến. Bí thư huyện ủy nghe thấy như thế thì biết sẽ phải làm gì, hắn giữ chặt lấy tay của Lý Hanh Dư rồi nói, bí thư Lý, lát nữa người của tổ điều tra đến, ngài nhất định phải hỗ trợ cho các đồng chí tuyến huyện như chúng tôi một chút. Lý Hanh Dư nghe thấy như vậy và biết rõ người này định làm gì, hắn căn bản không chút vui mừng. Hắn khoát tay áo với đối phương, sau đó đi ra bên ngoài. Sau khi Vương Tử Quân cho ra phương án, Lý Hanh Dư đã hiểu Vương Tử Quân muốn làm gì, nhưng dù có hiểu thì hắn cũng không thể phá giải. Nhân tâm bất đồng thì lại có kết quả bất đồng, lúc này cũng không phải là mình chú ý đến mình là được. Người bên cạnh mình tuy muốn báo thù nhưng cũng phải chứng thực chỉ thị của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư nghĩ đến điều này mà không khỏi cảm thấy bi ai. Chương 1672, một hai quân đối chọi sống chết mặc bay. Mặt trời ngã về phía tây có màu sắc động lòng người. Vương Tử Quân trải qua một ngày công tác mệt nhọc, lúc này thấy mặt trời khuất sau núi, thế là trong lòng cảm khái vô hạn. Mặc dù đời này hắn đầy hào quang, cũng nhận được không ít, thế nhưng nếu so với kiếp trước cũng xem như mất đi khá nhiều thứ. Năm xưa khi còn ở Yên Chi Nam thì giờ này hắn đã về nhà rồi. Người dân vùng nông thôn có tính cách hào phóng. Nơi đó chỉ cần không mưa dầm thì khá tươi sáng và sạch sẽ. Sau khi tan học chỉ cần ngồi trên băng ghế nhỏ dưới giàn hoa thiên lý, lặng lẽ nhìn dư âm hoa nở hoa tàn, lặng lặng chờ Liêu An như làm thức ăn, đây cũng là một hưởng thụ xa hoa. Vương Tử Quân chợt sinh ra một hoài niệm đơn giản, trêu đùa với đứa cháu hàng xóm, láng giềng tương cứu giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, căn bản là cuộc sống ấm ám mà bình thản. Hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian kiếp trước thế là không khỏi nhìn vào thực tại và có chút hoảng hốt. Vùng nông thôn trời trăng hoa cỏ, trăm hoa đua nở, khí tức say lòng người, thế nhưng tất cả bây giờ chỉ là hư ảo, đáng tiếc là thế sự lưỡng toàn. Đời người nếu giống như lái xe, có thể bình tĩnh chọn lựa phương hướng, sau đó tùy ý chạy đến mục tiêu nào đó, như vậy sẽ không bất đắc dĩ và trầm trọng như vậy, nếu tính mạng có thể tùy ý xoay chuyển như bánh xe. Như vậy Vương Tử Quân thật sự muốn quay ngược thời gian, thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thì bánh xe đó cũng không nghe lời, căn bản là hắn bất lực. Không gian bắt đầu có chút u ám, trước khi đêm tối chưa chính thức kéo đến thì bầu không khí trong phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt có chút hiu dị. Chủ tịch Vương, sao ngài không bật đèn lên? Đây là tiến độ của ngày hôm nay. Triệu Hiểu Bạch từ bên ngoài đi vào, hắn vừa mở đèn vừa đưa một vật cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhận lấy văn kiện, hắn nhìn thoáng qua,
tâm tư rời rạc vừa rồi được thu vào trong lòng. Lúc này các tổ điều tra trong tỉnh đã được điều động, thành phố Thanh Chuyên và Kim Hà cùng kiểm tra lẫn nhau cho ra những sự kiện oanh liệt, thế là các thành phố khác căn bản cũng không ngồi yên. Đặc biệt là thành phố Rừng Mật và Linh Long, hai bên giống như đang ra sức với nhau, dù chỉ là một chút vấn đề cũng được bộc lộ rất rõ ràng. Điều này căn bản là bình thường, vị trí trong quan trường như bãi đậu xe, nếu anh không nhanh chân giành lấy, như vậy người khác sẽ đến trước. Vì thế bây giờ có liên quan đến phương diện thành tích của mình, bọn họ tất nhiên sẽ cực kỳ tích cực. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói, đã đưa kết quả thống kê này báo cáo cho bí thư Sầm chưa? Đã phái người đưa sang. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cũng không nói thêm điều gì. Chủ tịch Vương, vừa rồi Chủ tịch Hà có gọi điện thoại đến, nói là có vài vị lãnh đạo Bộ Giao thông đến tỉnh, hỏi xem hôm nay ngài có thời gian không? Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi nói khẽ, cậu liên lạc với Chủ tịch Hà, nói là hôm nay tôi hơi bận, sẽ không tiếp đãi các đồng chí kia, để cho Chủ tịch Hà tiếp đãi là được. Triệu Hiểu Bạch khẽ gật đầu, hắn định xoay người bỏ đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Chủ tịch Vương, vừa rồi Trần Chính Mai có gọi điện thoại đến, nói là bọn họ đã chọn địa điểm gặp mặt, chính là Giai Hối Cư, hỏi xem hôm nay ngài có rảnh không? Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch, hắn chừng mắt một lúc lâu rồi hỏi, hôm nay là thứ mấy? Triệu Hiểu Bạch không ngờ Vương Tử Quân lại quên đi mất, hắn cười nói, Chủ tịch Vương, hôm nay là thứ bảy. Vương Tử Quân vỗ vỗ đầu rồi cười nói, Hiểu Bạch, cậu nếu không nói thì tôi sẽ chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của cậu rồi. Lãnh đạo chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của thư ký, điều này căn bản là quá bình thường, thậm chí là đương nhiên. Vương Tử Quân nói lời xin lỗi làm cho Triệu Hiểu Bạch cảm động. Khoảng thời gian qua Chủ tịch Vương khá mệt mỏi, đến nổi ngay cả thứ bảy cũng không nhớ. Đẩy mạnh chỉnh hợp các khu quy hoạch trong tỉnh không phải là một chuyện dễ dàng, lực cản của nó là như thế nào thì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chủ tịch Vương muốn đánh một trận thật tốt, cũng không biết đã phí bao nhiêu tâm tư. Biết đâu lúc này không biết có bao nhiêu người đang đứng trốn chờ nhìn náo nhiệt. Dưới áp lực như vậy, có lẽ Chủ tịch Vương khó thể nào có tâm tình vui vẻ bảo trì trạng thái bình tĩnh vui sướng cho được. Chủ tịch, ngài chỉ cần nói với thư ký trưởng Trương Tề bảo khi nào tôi xin nghỉ đừng trừ lương là được. Triệu Hiểu Bạch cười nói. Vương Tử Quân cười lớn nói, được, tương lai cậu kết hôn thì tôi sẽ cho cậu nghỉ thêm vài ngày. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch vừa cười vừa nói với Vương Tử Quân. Cậu gọi điện thoại cho Trần Chính Mai. Nói là 8 giờ tối nay tôi sẽ đến Giai Hối Cư. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Triệu Hiểu Bạch. Lúc này Trần Chính Mai gọi điện thoại đến, Triệu Hiểu Bạch tất nhiên biết nữ đồng chí kia muốn mời Chủ tịch Vương cùng dùng cơm. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói không muốn đi dùng cơm với người của ban ngành giao thông, Triệu Hiểu Bạch cho rằng ý nguyện của Trần Chính Mai sẽ được thực hiện, không ngờ 8 giờ Chủ tịch Vương mới đến. Nếu đến giờ đó thì có vẻ hơi muộn. Triệu Hiểu Bạch nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Chủ tịch Vương đã đồng ý rồi, sẽ cùng tâm sự với đám cán bộ Nam Giang này, thế nhưng lại không chịu dùng cơm. Vương Tử Quân nhìn hình bóng bỏ đi của Triệu Hiểu Bạch, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Tiểu Bắc. Khi giọng nói của Mạc Tiểu Bắc vang lên, hắn cười nói, Tiểu Bắc, hôm nay anh mời hai mẹ con đi dùng cơm, chọn chỗ nào đây? Mạc Tiểu Bắc căn bản cười với lời mời không đầu không đuôi của Vương Tử Quân, tốt quá. Vài ngày qua em và con cũng chưa đi ra ngoài. Cách văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông hai con đường là một nhà hàng nhỏ, Vương Tử Quân đi đến đó lẳng lặng chờ hai mẹ con Mạc Tiểu Bắc đi đến. Hơn 10 phút sau thì Mạc Tiểu Bắc đưa theo Tiểu Bảo Nhi đi vào trong phòng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng mệt mỏi thở không ra hơi của con trai, hắn không khỏi ôm con hôn một cái, con trai ngoan, không nên đi nhanh như vậy, bây giờ con đã là cậu bé lớn, cần phải học cách bảo vệ mình. Giống như vấn đề an toàn. Tiểu Bảo Nhi ôm lấy cổ Vương Tử Quân, nó dùng giọng làm nũng nói, bố, hôm nay con đi đến nhà bạn học dùng cơm, nhà bọn họ có món cá chép lớn ăn rất ngon, mẹ chưa từng làm món này cho Tiểu Bảo Nhi ăn bao giờ. Vương Tử Quân nhìn cái mệnh vểnh lên của Tiểu Bảo Nhi, hắn không khỏi béo gương mặt nó một cái, sau đó cười nói, cá chép Hoàng Hà ăn rất ngon, bố nói người ta làm một con ăn nhé. Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh nhìn hai cha con vui đùa với nhau mà trên mặt có vài phần dịu dàng.
Khi nhân viên phục vụ đến ghi món ăn, Mạc Tiểu Bắc vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi, đi xuống, con đừng quấy lấy bố như vậy. Ngoài bữa cơm sáng thì ít khi Tiểu Bảo Nhi được ăn cơm chính trong ngày với bố, vì vậy những tình huống như hôm nay là khó có được. Tiểu tử này cực kỳ hưng phấn, nó chạy một vòng quanh bàn, sau đó nhào vào lòng Vương Tử Quân, lại chạy sang vuốt tóc mẹ, gương mặt khó áp chế được cảm giác vui sướng. Sau khi món cá chép được đưa lên, Tiểu Bảo Nhi ăn một miếng, sau đó nó nháy ấm ra hiệu, bố, cá này ăn ngon hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là con muốn bố mẹ cùng ăn cơm với con. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút đau lòng, lời nói của con trai làm hắn sinh ra vài phần áy náy. Bố, bố của bạn con nấu cơm ăn rất ngon. Chương 1672, 2, hai quân đối chọi sống chết Mạc Bay. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt hâm mộ của Tiểu Bảo Nhi, hắn không khỏi có chút đau xót. Thân phận của mình mặc dù là đầy hào quang thế nhưng căn bản có quá ít thời gian dành cho gia đình, thế là hắn không khỏi cảm khái, không khỏi sờ lên đầu con trai rồi dùng giọng trịnh trọng tuyên bố, ngày mai bố không đi làm, sẽ ở nhà nấu cơm, thế nào? Khi dùng xong cơm tối thì đã 7 giờ 30, Vương Tử Quân rất muốn cùng Tiểu Bảo Nhi về nhà chơi đùa, thế nhưng hắn đã đồng ý với người ta, cũng không thể nào làm ngược lại được. Hắn nhìn hai mẹ con Mạc Tiểu Bắc nhập vào trong dòng xe cộ cuồn cuộn, thế là không khỏi thở dài, sau đó sải bước đi về phía chiếc xe của mình. Gia Hối Cư nằm ở đường Tây Giao thành phố Rừng Mật, đây là một hội sở to lớn kinh doanh ăn uống nghỉ ngơi giải trí. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì nơi này đèn màu rực rỡ, hàng loạt những chiếc xe xa hoa tụ tập đến nơi này như lễ hội. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì hai nhân viên nữ mặc sườn xám màu đỏ với gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn đã cung kính tiến lên khom lưng nói, chào tiên sinh, hoan nghênh đại giá quang lâm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn bước vào bên trong. Khi còn chưa đi được hai bước thì thấy một người phụ nữ mặc tây trang xem ra đã hơn 30 tuổi nhanh chóng tiến lên. Người phụ nữ này nhìn qua khá lung linh, bộ dạng làm cho người đối diện sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trần Chính Mai. Trần Chính Mai chờ đã hơn nửa giờ, chỉ cảm thấy hai chân mỏi nhưng khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì không khỏi kích động. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút gò bó của Trần Chính Mai, hắn cười cười vươn tay bắt tay với nàng rồi nói, chào đồng chí Chính Mai, mọi người đang ở đâu, chúng ta đi thôi. Dưới sự dẫn đường của Trần Chính Mai, Vương Tử Quân đi đến một đại sảnh trên 100 mét vuông. Nếu so với các đại sảnh khác có ánh đèn ảm đạm nhưng tiếng nhạc như sấm, nơi đây có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Các vị, Chủ tịch Vương đến thăm mọi người. Sau khi mở cửa giúp cho Vương Tử Quân, Trần Chính Mai dùng giọng kích động nói với đám đông đã xếp thành hai hàng trong phòng. Đèn đuốc sáng trưng, có hơn 30 cán bộ đang nhìn về phía mình, Vương Tử Quân không khỏi cười nói, lúc này tôi nói trước, hôm nay mọi người mời đến đây gặp mặt, không phải là đi họp. Thế nên mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện. Vương Tử Quân nói lời thoại y mái làm cho bầu không khí trong phòng thả lỏng hơn. Trần Chính Mai là một thành viên tích cực, nàng vừa mời Vương Tử Quân ngồi xuống vừa nói với nhóm đồng bạn của mình, nếu Chủ tịch Vương đã nói như vậy, chúng ta cứ thực hiện theo chỉ thị của Chủ tịch Vương, chúng ta mời Chủ tịch Vương phát biểu vài lời được không? Tiếng vỗ tay vang lên, các cán bộ Nam Giang căn bản hiểu rõ kinh nghiệm công tác của Vương Tử Quân. Thế nên cực kỳ kính ngưỡng. Lúc này bọn họ có được cơ hội tiếp xúc thoải mái với Vương Tử Quân, hầu như đó là sự kiện cần còn không được, thế nên sau khi Trần Chính Mai nói xong thì mọi người tranh thủ ngồi xuống. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy Trần Chính Mai là một người phụ nữ lung linh, nếu anh muốn ngủ thì cô ấy sẽ kê gối, người như vậy nhất định sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho người khác. Ứng phó với những tình huống thế này cũng không phải là việc gì khó với Vương Tử Quân. Hắn cười phất tay nói, tôi đến tham gia họp mặt cũng là vì muốn tiếp xúc với mọi người một cách không chướng ngại. Nếu như xem họp mặt hôm nay là một buổi tôi trò chuyện với mọi người, điều này rất dễ dàng, nhưng như vậy tôi đến đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi thấy không bằng thế này, mọi người trước tiên tự giới thiệu về mình, sau đó nói ngắn gọn những ý nghĩ về sự khác biệt của công tác ở Mật Đông và Nam Giang sau khi xuống tạm giữ chức, mọi người cảm thấy thế nào? Đám người Trần Chính Mai căn bản là muốn có một cuộc trò chuyện với Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân lại cho bọn họ được tự giới thiệu về mình, còn xâm nhập trao đổi vài vấn đề liên quan công tác. Bọn họ mặc dù là cán bộ tạm giữ chức, thế nhưng vì đến từ tỉnh phát triển kinh tế như Nam Giang,
thế cho nên được người địa phương đánh giá cao. Dù là như vậy thì bọn họ căn bản cũng không có nhiều cơ hội trao đổi với lãnh đạo thượng cấp, đừng nói là một vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, sau đó bắt đầu giới thiệu. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc ghế sofa mà Trần Chính Mai đã chuẩn bị sẵn, hắn hào hứng nghe các vị cán bộ trẻ tuổi giới thiệu về mình. Tuy những lời giới thiệu này không giống nhau, thế nhưng hắn nghe rất chăm chú. Những người đi đến Mật Đông tạm giữ chức thường là cán bộ vĩ đại, tuy đại bộ phận bọn họ đều có thể phải quay về Nam Giang, thế nhưng nếu như Vương Tử Quân cần, bọn họ cũng sẽ có người ở lại. Bộ dạng chăm chú của Vương Tử Quân làm bùng phát sự nhiệt tình của đám cán bộ Nam Giang. Bọn họ đều biết Vương Tử Quân chẳng những là chủ tịch tỉnh Mật Đông, còn có lực ảnh hưởng rất lớn ở Nam Giang, nếu như có được ấn tượng sâu sắc của chủ tịch Vương, như vậy sau này con đường làm quan sẽ phát triển như mây bay. Thân phận của Vương Tử Quân quá đặc thù, nhìn từ góc độ này thì dù là ai cũng muốn có mối liên hệ sâu sắc với hắn. Hơn 30 người giới thiệu xong thì mất một giờ, tuy mỗi người chỉ có thời gian 2 phút giới thiệu về mình, thế nhưng đa số mọi người đều mong sao mình thông qua 2 phút có thể biểu hiện tốt trước mặt Vương Tử Quân. Sau khi 30 vị cán bộ giới thiệu xong thì Vương Tử Quân thật sự tìm được vài người cần chú ý. Người đầu tiên hắn phải chú ý chính là một vị cán bộ tên là Khương Tuyết Bách. Người này hơn 30 tuổi, đeo kính, nhìn qua khá bình thường, thế nhưng lại có biểu hiện có tố chất rất cao trong thời gian 2 phút tự giới thiệu. Vương Tử Quân cười cười cho ra vài câu tổng kết, sau đó bắt đầu cùng mọi người nơi đây thảo luận về phương diện phát triển kinh tế. Trong thảo luận, Vương Tử Quân chủ yếu nghe tiếng lòng của các vị cán bộ Nam Giang mà thôi. Khi Vương Tử Quân quan sát những người này, bọn họ cũng quan sát ngược lại Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương ngồi trong đám người căn bản không bày ra cái giá của mình, cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ thoải mái. Nhưng Trần Chính Mai xem ra Vương Tử Quân giống như hạc ngồi giữa bầy gà, đó cũng không phải là vì thân phận của Vương Tử Quân. Trần Chính Mai cảm thấy nếu như chính mình không biết rõ thân phận của Chủ tịch Vương, như vậy thì đám người này ngồi với nhau và nàng vẫn phải chú ý đến Vương Tử Quân. Lời nói của Vương Tử Quân cực kỳ có thể phát huy tác dụng. Tuy chủ yếu là đám cán bộ Nam Giang thảo luận với nhau, thế nhưng Vương Tử Quân nắm chặt xu thế thảo luận, luôn giữ vững tiết tấu. Thời gian dần trôi qua, kim đồng hồ đã chạy đi khá xa, khi Vương Tử Quân cho ra một lời bình luận sâu sắc về ý nghĩ của mọi người, tiếng vỗ tay vang lên cực kỳ nhiệt liệt. Cốc cốc cốc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa vang dội. Chương 1673, một người tài không thể không có người nâng đỡ. Tiếng gõ cửa rất lớn lọt vào trong tai làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vương Tử Quân đang thảo luận vui vẻ với người trong phòng nhưng lại bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa kia, thế là không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn về phía cửa. Khương Tuyết Bách đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đang trò chuyện khá ăn ý với Chủ tịch Vương, hắn mẫn cảm phát hiện được cơ hội của mình đã đến. Khi thấy Vương Tử Quân nhíu mày thì Khương Tuyết Bách đứng lên trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra. Khi Khương Tuyết Bách chuẩn bị đi ra mở cửa, lúc này cửa bị đá văng, một người phụ nữ hơn 30 có vài phần say rượu đi vào dùng giọng nghiêm nghị quát, các anh khóc tang gì vậy? Làm ông điếc cả tai. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia, hắn nhíu mày. Khương Tuyết Bách thấy người kia thì có chút sững sốt, sau đó cười nói, chào trưởng phòng Lý, tôi và vài người bạn tụ hội nơi đây, xem như đã quấy rầy trưởng phòng Lý rồi. Người kia thấy Khương Tuyết Bách thì gương mặt càng thêm đen nhẻm, hắn dùng giọng quái dị nói, thì ra là anh, Khương Nam Giang, tôi nói cho anh biết, các anh đừng làm loạn nữa, chúng tôi đang ca hát, các anh mau cút đi. Khương Tuyết Bách nghe những lời này của trưởng phòng Lý thì vẻ mặt chợt biến đổi, mặc dù hắn đi vào Mật Đông thì luôn bị xa lánh, thế nhưng ít nhất người ta vẫn phải biểu hiện sự tôn trọng mình. Người này bây giờ dám mở miệng nói như vậy với mình sao? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Khương Tuyết Bách phải áp chế cơn giận của mình. Chủ tịch Vương đến tham gia buổi họp mặt các cán bộ Nam Giang, tuy không sợ người ta biết rõ, cũng không muốn bị quấy rầy, náo loạn cũng không quá hay, thế nhưng hình tượng của mình nếu cứ để thế này sẽ bị ảnh hưởng. Dựa vào những gì Khương Tuyết Bách hiểu về Vương Tử Quân, đây là người bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm cứng rắn, không thích cò kè mặc cả, không thích những người luôn biểu hiện quan uy như vậy. Khương Tuyết Bách nghĩ như vậy không khỏi đổ mồ hôi, nhưng dù thế nào thì phiền toái cũng đang xảy ra trước mắt,
việc cấp bách là phải giải quyết tên tiểu địa chủ này, giải quyết vấn đề khó khăn này. Chỉ có như vậy thì mình mới có thể biểu hiện được trí tuệ để dựa vào cây to như Vương Tử Quân. Thể chế hiện tại là như thế, anh muốn trở thành Thiên Lý Mã, căn bản không thể thiếu Bá Nhạc. Sau khi tư tưởng đã thông thì phải có chút lực lượng, Khương Tuyết Bách cúi người nói vài câu dàn xếp ổn thỏa bên tai trưởng phòng Lý. Trưởng phòng Lý, lời nói vừa rồi của trưởng ban Triệu Hiểu Bạch làm cho chúng tôi cảm thấy rất đúng đắn, thế nên vỗ tay hơi lớn một chút. Ngài cũng đừng quá gấp gáp, tôi sẽ đi nói với trưởng ban Triệu, để bọn họ trò chuyện nhỏ lại một chút. Triệu Hiểu Bạch, Triệu nào? Trưởng phòng Lý có chút nghi ngờ, hắn hỏi ngược lại một câu, cuối cùng mới ý thức được Triệu Hiểu Bạch là ai. Lúc này hắn nhìn vào bên trong, thấy có một nhóm người, căn bản không thể biết rõ bên trong có ai. Hừ, nếu trưởng ban Triệu đã ở đây, thôi được, các anh giảm bớt âm thanh lại một chút. Trưởng phòng Lý vỗ vỗ lên vai của Khương Tuyết Bách rồi lảo đảo bỏ đi. Khương Tuyết Bách đóng cửa phòng lại mà không khỏi thở dài một hơi, hắn nhanh chóng đi đến vị trí của mình. Lúc này một vị đồng sự đến từ Nam Giang đang nói về phương diện chỉnh sửa cải cách các khu quy hoạch như thế nào cho phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. Chỉ là một người uống say mà thôi, tôi đã giải quyết xong. Tuy Khương Tuyết Bách rất muốn biểu hiện năng lực ứng phó những chuyện khẩn cấp với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn suy nghĩ giây lát rồi khẽ báo cáo bên tai Vương Tử Quân. Vì khoảng cách có hơi xa nên Vương Tử Quân cũng không nghe rõ là Khương Tuyết Bách nói những gì với người kia, thế nhưng ít nhất thì Khương Tuyết Bách có thể khuyên can một người hùng hổ như vậy trong chốc lát, căn bản cũng có năng lực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khương Tuyết Bách, hắn tiếp tục chú ý đến những lời nói của vị cán bộ đang lên tiếng. Buổi họp mặt hôm nay làm cho hắn cảm thấy có nhiều thu hoạch, chưa nói đến phương diện năng lực cá nhân của các cán bộ đến mật đông tạm giữ chức, chỉ cần những người này phát biểu ý kiến của mình, nói ra vài quan điểm cũng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác rất tươi mới. Khi mọi việc tiếp tục được tiến hành, Vương Tử Quân căn bản tiến hành bình luận về những lời phát biểu của các cán bộ tạm giữ chức, tuy hắn nói không nhiều thế nhưng càng bùng phát tính tích cực của các cán bộ chung quanh. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang tiến hành trao đổi với một vị cán bộ tạm giữ chức đang là phó chủ tịch một quận ở thành phố Thanh chuyên về việc xây dựng đường cao tốc, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Khương Tuyết Bách nhíu mày, trước khi tổ chức buổi họp mặt thì hắn đã nói rõ ràng với hội sở này, đó là không có chuyện gì gấp thì cũng đừng nên quấy rầy. Trong đầu Khương Tuyết Bách lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhanh chóng đi về phía cửa phòng. Dù thế nào thì cũng không thể để cho người ta quấy rầy sự hào hứng của Chủ tịch Vương. Cửa phòng bị đẩy ra, 7-8 tên đàn ông mặc chế phục xông vào phòng, tên đàn ông dẫn đầu dùng giọng lạnh lùng nói, trật tự lại một chút, ai trong số các anh chịu trách nhiệm ở nơi này. Vừa rồi nhận được điện thoại tố cáo nói nơi đây đang tiến hành hoạt động bán hàng đa cấp, mời các anh theo tôi một chuyến. Hoạt động bán hàng đa cấp, Vương Tử Quân nhìn đám cảnh sát xông vào, hắn khẽ nhíu mày. Hắn là người nhiều năm ma sát quan trường, hắn đã bắt đầu nhìn qua tình huống và thấy rõ bản chất. Đây là hội sở xa hoa, lại có người tố cáo đang tiến hành hoạt động bán hàng đa cấp, cảnh sát lại đến nhanh chóng như vậy, rõ ràng là có người dở trò. Chẳng lẽ có người chĩa về phía mình? Vương Tử Quân chợt xuất hiện ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó hắn lại bác bỏ, nếu dùng thủ đoạn nhỏ nhặt này để đối phó với mình là quá ngây thơ rồi. Nếu không phải là đối phó với mình, như vậy thủ đoạn của bọn họ có tác dụng gì? Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn xem sự việc tiến triển thế nào. Lúc này đám cán bộ tạm giữ chức đều nhìn về phía Vương Tử Quân theo bản năng, chợt thấy Chủ tịch Vương vẫn ngồi kia, biểu hiện có chút bí hiểm, nhìn không có chút biến đổi. Dù ý nghĩ thật lòng của Chủ tịch Vương là như thế nào, thế nhưng sự bình tĩnh ung dung của Chủ tịch Vương cũng không khỏi làm cho đám người rất bội phục, càng cảm thấy an tâm hơn. Đồng chí, chúng tôi đang tổ chức buổi họp mặt của các cán bộ Nam Giang đến mật đông tạm giữ chức, cũng không phải là bán hàng đa cấp. Tôi là Phó Chủ tịch Khương Tuyết Bách của quận Hà Thải thành phố Kim Hà, đây là giấy chứng nhận thân phận của tôi. Khương Tuyết Bách đứng lên lấy giấy chứng nhận công tác ra đưa đến cho người cảnh sát đi đầu phía bên kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1673, 2, người tài không thể không có người nâng đỡ. Viên cảnh sát đi đầu tiếp nhận giấy chứng nhận công tác của Khương Tuyết Bách, sau đó khẽ cười một tiếng nói, những năm nay thứ gì cũng có thể làm giả được,
vì vậy tôi cũng không thể xác minh được giấy chứng nhận của anh vào lúc này. Rất nhiều tên lừa đảo còn lấy cả thân phận nhân viên công vụ của chính quyền đi lừa gạt, tôi thấy nên là thế này, mọi người đi cùng tôi đến đồn công an để xác minh, nếu không có vấn đề thì tôi sẽ cho mọi người ra về. Người đàn ông kia nói đến đây thì tiếp tục lên tiếng với Khương Tuyết Bách, phối hợp với công an để làm công tác điều tra kiểm tra là nghĩa vụ của công dân, ngài là một nhân viên công vụ, ngài nên hiểu rõ công tác này chứ. Khương Tuyết Bách lúc này đã ý thức được viên cảnh sát đang cố bới móc, nếu không sau khi có được giấy chứng nhận thân phận của mình, không chịu thực hiện công tác đối chiếu lại muốn đưa nhóm người của mình đến đồn công an. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Khương Tuyết Bách trầm giọng nói, tôi tất nhiên tình nguyện phối hợp công tác với Cục Công an, thế nhưng biết rõ sự việc sẽ là lãng phí hành chính, tôi yêu cầu nên điều tra cho rõ ràng. Viên cảnh sát kia không ngờ Khương Tuyết Bách lại nói ra những lời như vậy với mình, hắn có chút sững sốt rồi trầm giọng nói, đồng chí, anh có thể cho ra nghi vấn với hành vi chấp pháp của chúng tôi, nhưng trước khi anh cho ra nghi vấn, anh nên phối hợp với công tác của chúng tôi. Được rồi, theo chúng tôi đi. Viên cảnh sát kia lên tiếng, sau đó có hai tên cảnh sát từ phía sau tiến lên định đưa Khương Tuyết Bách đi ra ngoài. Lúc này đám cán bộ có quan hệ không tệ với Khương Tuyết Bách đều đã đứng lên. Bọn họ là những cán bộ tinh anh được phái đến Mật Đông tạm giữ chức, dù là ở trong đơn vị cũng là cán bộ trẻ tuổi được coi trọng, mặc dù không phải những người hô phong hoán vũ thế nhưng vẫn có tôn nghiêm của mình. Nếu như không phải có Vương Tử Quân ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên. Đúng lúc này Vương Tử Quân đứng lên nói, các anh đến chấp pháp thì phải có bằng chứng, càng phải xác minh chân tướng sự việc với khách sạn này, các anh không nói hai lời mà đưa mọi người về đồn công an, ai cho các anh quyền chấp pháp như vậy? Anh là ai? Chỗ này là nơi anh có thể nói chuyện như vậy sao? Viên cảnh sát đi đầu còn chưa nói gì thì hai bên cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh đã nổi giận chửi ầm lên. Nhưng hai tên cảnh sát kia vừa nói xong thì người đàn ông đi đầu chợt sững sờ. Hắn đã nhìn thấy Vương Tử Quân, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tuy hắn chưa từng gặp qua Vương Tử Quân, thế nhưng lại khá quen thuộc hình tượng của Chủ tịch Vương, đã nhìn qua Chủ tịch Vương nhiều lần trên TV và báo chí. Lần này Vương Tử Quân đến họp mặt với các cán bộ tạm giữ chức cũng không thay đổi trang phục, thế cho nên nhìn qua cực kỳ giống như trên TV. Ngài là, tên cảnh sát kia nhìn Vương Tử Quân mà giọng nói có vài phần run rẩy. Tôi là Vương Tử Quân. Là ai gọi điện thoại thông báo cho anh nơi này có hoạt động bán hàng đa cấp? Anh nói rõ ràng cho tôi xem. Vương Tử Quân nhìn viên cảnh sát dẫn đầu, giọng nói càng thêm nghiêm túc. Tôi, điều này, người đàn ông kia nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, lúc này hắn căn bản không thể nào trả lời được. Khoảnh khắc này hắn căn bản cực kỳ oán hận tên trưởng phòng Lý kia, anh tự tìm đường chết sao lại kéo cả tôi theo. Anh nói chỉ có hai tên cán bộ tạm giữ chức. Chỉ cần làm cho bọn họ mất mặt là được, vì sao không nói Chủ tịch Vương cũng có mặt ở đây. Viên cảnh sát lắp bắp không nói nên lời, Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến người này, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo, sau đó trầm giọng nói, anh gọi điện thoại cho Chủ tịch Nghiêm, để anh ấy đến đây ngay. Vương Tử Quân dùng giọng điệu cứng rắn nói xong thì viên cảnh sát đi đầu dùng giọng cuống quýt nói, Chủ tịch Vương, tôi thật sự không biết có ngài trong chỗ này, điều này, tôi muốn xem bản ghi chép của các anh, hơn nữa còn phải tìm ra người tố cáo. Anh yên tâm, nếu như các anh chỉ là chấp hành công vụ, như vậy các anh không có gì sai, hơn nữa còn là hết lòng vì công tác, tôi còn phải khen ngợi các anh. Vương Tử Quân nói rồi vung tay lên với viên cảnh sát kia, tỏ ý đối phương không cần phải nói nữa. Viên cảnh sát kia nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Khi hắn còn chưa biết phải làm sao cho phải, cửa phòng bị đẩy ra, trưởng phòng Lý lảo đảo đi vào. Khi hắn thấy viên cảnh sát kia đang hoảng sợ thì cười nói, đồn trưởng Tôn, anh chấp hành công vụ thế nào rồi? Đồn trưởng Tôn lúc này có thể nói là cực kỳ căm hận trưởng phòng Lý, khi nhìn thấy trưởng phòng Lý lảo đảo đi đến, hắn cũng không lên tiếng. Trưởng phòng Lý có uống chút rượu, hắn cảm thấy tất cả đều vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình. Sau đó hắn đi về phía Khương Tuyết Bách cách đó không xa nói, ôi, tôi có quen mặt người này, thế nhưng bây giờ lại không nhớ đã gặp ở nơi nào. Khương Tuyết Bách cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng phòng Lý. Lúc này hắn đã có 9 phần khẳng định việc này là do trưởng phòng Lý gây ra.
Nhóm người của mình tụ hội nơi đây chỉ có một mình trưởng phòng Lý trước đó đi vào, càng quan trọng chính là mình và trưởng phòng Lý này có mối hận cũ khó thể giải thích được. Khương Tuyết Bách nghĩ đến sự kiện trước Tết mình yêu cầu trưởng phòng Lý phải tiến hành định giá công trình theo đúng trình tự pháp luật, còn có cả phản ứng của trưởng phòng Lý, hắn căn bản khẳng định suy đoán của mình. Tuy trưởng phòng Lý nhận chức trong tỉnh, lại có lực ảnh hưởng lớn của người cha, làm việc căn bản không kiêng nể gì, thế nhưng lúc này có lẽ trưởng phòng Lý đã đá phải khối thép rồi. Khương Tuyết Bách thầm cảm thấy sảng khoái, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cảm thấy Chủ tịch Vương nhìn trưởng phòng Lý bằng ánh mắt rất bình thường, căn bản không quan tâm đến người này là một thái tử cực phẩm. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Khương Tuyết Bách đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, Chủ tịch Vương là hạng người gì, cần gì phải chấp nhất hạng người này. Dù không chấp nhất thì Chủ tịch Vương cũng phải lôi bố của Lý Cảnh Lôi ra, với cấp bậc của Lý Cảnh Lôi thì căn bản còn chưa đủ. Lần này Lý Cảnh Lôi đến chính là ép Khương Tuyết Bách phải van cầu mình, để mình chứng minh thân phận, lại trêu chọc được Khương Tuyết Bách, làm cho đối phương uất ức nhưng không làm gì được. Tuy Khương Tuyết Bách sẽ có ý nghĩ riêng, thế nhưng cũng chỉ nuốt răng xuống bụng mà thôi. Nhưng Lý Cảnh Lôi căn bản không ngờ đồn trưởng Tôn căn bản không mở miệng, hắn có chút thất vọng, thế là không khỏi cười hì hì nói, tôi không biết đây là ai, tôi đi trước đây. Vương Tử Quân không lên tiếng, những người khác cũng không ngăn đón Lý Cảnh Lôi. Khi Lý Cảnh Lôi mở cửa phòng, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Trương Tề Bảo sốt ruột chạy từ bên ngoài vào. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì Trương Tề Bảo biết có chuyện xảy ra, hắn là thư ký trưởng của Chủ tịch Vương, hắn căn bản không dám chậm trễ ở sự kiện này, thế nên dù hắn đang dùng cơm với người cũng phải nhanh chóng đi đến. Chương 1674, trời muốn ai diệt vong thì sẽ khiến kẻ đó điên cuồng. Vì khoảng cách không xa thế nên Trương Tề Bảo đến rất nhanh, khi hắn vào cửa thì vì có chút sốt ruột nên động vào người Lý Cảnh Lôi. Chào chú Trương. Khi thấy Trương Tề Bảo thì Lý Cảnh Lôi có vài phần tỉnh táo hơn, hắn vội vàng chào hỏi Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo thấy nhóm người đồn trưởng Tôn thì vẻ mặt chợt ngưng tụ lại. Hắn tuy không xa lạ gì Lý Cảnh Lôi, thế nhưng hắn lại không thèm quan tâm. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch Vương. Tuy ở Mật Đông có không ít người họ Vương thế nhưng người được xưng là Chủ tịch Vương chỉ có một mình Vương Tử Quân. Lý Cảnh Lôi sau khi nghe Trương Tề Bảo nói ba chữ Chủ tịch Vương thì chợt run lên. Hắn đã hiểu lần này mình đã vấp phải miếng sắt, hắn nghĩ đến tình huống bố của mình bị người này đuổi ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần run rẩy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn trầm giọng nói, khi Chủ tịch Nghiêm đến thì báo cáo với anh ấy, để cho anh ấy xử lý vụ này thật công chính, tôi muốn có được kết quả. Tuy không biết sốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhưng Trương Tề Bảo hiểu nơi này không phải chỗ để hỏi Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt nhìn qua nhóm người đồn trưởng Tôn, sau đó khua tay nói với đồn trưởng Tôn, có chuyện gì, các anh nói tôi nghe xem. Đồn trưởng nhìn thấy Trương Tề Bảo đi ra khỏi phòng, thế là nhanh chóng đi theo. Vài người đi theo đồn trưởng Tôn bây giờ càng choáng váng, bọn họ vốn cho rằng đây là một công tác dễ dàng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đám người Khương Tuyết Bách nhìn uy thế của Vương Tử Quân, thế là không khỏi sinh ra vài phần kính sợ. Vừa rồi bọn họ bàn chuyện với Chủ tịch Vương và khá thả lỏng, bây giờ nhìn biểu hiện của nhóm người Trương Tề Bảo, bọn họ càng nhớ đến thân phận của Vương Tử Quân. Sau khi nói chuyện thêm 20 phút nữa thì Vương Tử Quân được mọi người túm tụm vây quanh đưa ra ngoài. Khi hắn lên xe, một người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy đến giúp hắn mở cửa xe. Vương Tử Quân căn bản không quen người đàn ông trung niên này, hắn có chút sững sốt, người đàn ông kia nhanh chóng nói, Chủ tịch Vương, thật sự không ngờ ngài có thể đại giá quang lâm đến khu vui chơi giải trí của chúng tôi là Ô Vân Chiêu, hoan nghênh Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân không biết Ô Vân Chiêu này là ai, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi vào trong xe. Lái xe Tiểu Lý thấy Vương Tử Quân lên xe, hắn nhanh chóng nhấn chân ga, xe lao đi như một mũi tên. Nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ. Chú Trương, lần này ngài phải giúp cháu. Tên Khương Tuyết Bách kia trước đó có dùng thủ đoạn đối phó với cháu, cháu chỉ muốn cho hắn ta xấu mặt, cũng không ngờ lại có mặt Chủ tịch Vương. Lý Cảnh Lôi theo sát sau lưng Trương Tề Bảo giống như đang cố gắng giải thích. Trương Tề Bảo đưa mắt nhìn Lý Cảnh Lôi rồi dùng giọng đau đớn nói, Tiểu Lôi, cậu không còn nhỏ nữa,
cậu để tôi phải nói thế nào đây? Cậu nói mình đang đùa, nhưng có người đùa giỡn như cậu sao? Cậu xem cậu đã phạm phải cái gì rồi? Tuy Trương Tề Bảo phê bình khá lớn tiếng nhưng lại cảm thấy rất vui mừng. Lý Cảnh Lôi là con trai của Lý Hanh Dư, tuy Vương Tử Quân đã điều Lý Hanh Dư rời đi, thế nhưng Lý Hanh Dư là bí thư thị ủy Kim Hà nên không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Trước đó Chủ tịch Vương không có ý ra tay với Lý Hanh Dư, điều này làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng Trương Tề Bảo không có cách nào, bây giờ thì quá tốt, khi mình muốn tìm cớ gây khó xử với Lý Hanh Dư, con trai bảo bối của người kia dám làm ra chuyện này trước mặt Chủ tịch Vương. Thật sự đúng với câu nói trời muốn diệt ai thì kẻ ấy phải điên cuồng, tiểu tử này dám làm như vậy xem như còn chưa sống đủ rồi. Chú, cháu không biết có Chủ tịch Vương ở bên trong, khi đó cháu nghe nói Khương Tuyết Bách đang cùng nói chuyện với thư ký Triệu Hiểu Bạch, thế nên không quan tâm. Nhưng khi cháu quay về thì nghe một người bạn nói thấy Triệu Hiểu Bạch đang đưa bạn gái đi dạo ở phố Tây, thế nên mới có tâm tư đùa giỡn với đám người Khương Tuyết Bách này. Lý Cảnh Lôi sờ lên đầu mình rồi khẽ giải thích. Lý Cảnh Lôi đang nói sự thật, nếu như Triệu Hiểu Bạch ở bên trong, hắn cũng không dám đến làm bậy. Hôm nay đám bạn của bọn họ tụ tập lại với nhau, có vài vị thương nhân mang theo một nữ ngôi sao, cô gái kia rất thoải mái hào phóng, thế nên đám người bọn họ căn bản rất vui vẻ. Khi cô gái kia bắt đầu cất tiếng hát bản tình ca thì tiếng vỗ tay bên phòng Vương Tử Quân vang lên quá lớn làm rối loạn tiết tấu. Lý Cảnh Lôi có chút mất hứng, hắn muốn biểu hiện sự oai hùng của mình trước mặt người đẹp, thế nên mới chạy sang làm loạn. Lộ Chiêu Thông không ngờ lại gặp mặt Khang Tắc Chính, nhưng lại bị Khương Tuyết Bách nói ra một câu mà xám xịt quay về. Tuy hắn chán nản quay về, thế nhưng cảm thấy với cái tên của Triệu Hiểu Bạch thì cũng không ai dám chê cười mình. Tuy những người ngồi đây đều có danh tiếng ở thành phố rừng mật, thế nhưng dù sao vẫn còn cách khá xa với Triệu Hiểu Bạch. Chưa nói đến phương diện dưỡng của Triệu Hiểu Bạch là bí thư thị ủy rừng mật, bản thân Triệu Hiểu Bạch lại là thư ký của Chủ tịch Vương, là một tồn tại mà bọn họ không dám chọc vào. Nhưng sau khi Lý Cảnh Lôi nói ra như vậy thì bị bạn bèn cười nhạo, người bạn kia nói vừa rồi còn thấy Triệu Hiểu Bạch đưa bạn gái đi dạo phố, nếu sự thật là như vậy thì thật sự vừa rồi đã gặp quỷ. Người bạn kia lên tiếng và sợ Lý Cảnh Lôi không tin, thế là gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Lý Cảnh Lôi thấy cô gái ngôi sao kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, hơn nữa mọi người còn cười vang dội vì hành vi vừa rồi của mình, hắn càng cảm thấy mình đang lấy đá đập chân mình. Người bạn kia nói không sai, trong phòng bên kia không có Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng lại có Chủ tịch Vương, đây là người đắc tội vào còn khó chịu hơn cả với Triệu Hiểu Bạch. Trước mắt hắn chỉ nhận biết được Trương Tề Bảo, hắn mong sao Trương Tề Bảo có thể cho mình một cơ hội trong sự kiện này. Trương Tề Bảo nhìn gương mặt cực kỳ hối hận của Lý Cảnh Lôi, hắn thầm nghĩ nếu như sớm biết kết quả thế này thì anh còn gắng gượng làm gì. Nếu không phải những năm qua anh làm loạn ở thành phố rừng mật, căn bản không ai dám chọc anh, chỉ sợ anh cũng không dám làm ra chuyện hôm nay. Trong đầu Trương Tề Bảo chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn nói với Lý Cảnh Lôi, đây không phải là chuyện gì lớn, đến khi sự việc được bày tỏ rõ ràng, tôi tin Chủ tịch Vương sẽ không chấp nhất với cậu. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Nghiêm Khâm Binh chạy đến. Nghiêm Khâm Binh là phó chủ tịch nắm công tác của Cục Công an, người này tuy không cao nhưng lại mang theo vài phần sát khí. Người này mặc trang phục bình thường, có hai vị cảnh sát đi theo sau lưng, nhìn qua cũng biết là lãnh đạo cấp cao của Cục Công an tỉnh. Thư ký trưởng Tề Bảo, Chủ tịch Vương đâu rồi? Khi Trương Tề Bảo nhìn về phía người đang đi đến, Nghiêm Khâm Binh chợt trầm giọng hỏi Trương Tề Bảo. Chủ tịch Nghiêm, Chủ tịch Vương vừa đi về, anh ấy nhắn ngài xử lý xong chuyện này thì nhanh chóng báo cáo. Trương Tề Bảo nói rồi vẫy tay với đồn trưởng Tôn và Lý Cảnh Lôi hai các anh đến đây một chút. Khi Nghiêm Khâm Binh đi đến thì có chút giật mình, cũng không hiểu Chủ tịch Vương tìm mình làm gì. Nhưng mặc kệ hắn có ý nghĩ gì, chỉ cần Chủ tịch Vương mở lời thì hắn phải nhanh chóng chạy đến. Nghiêm Khâm Binh vội vàng chạy đến mà không gặp mặt Vương Tử Quân, điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Dù sao nếu bây giờ còn có mặt Vương Tử Quân, sự việc sẽ thêm nghiêm trọng hơn. Vương Tử Quân rời đi cho hắn quyền xử lý, điều này làm cho hắn càng có được tính tự chủ hơn. Khi Nghiêm Khâm Binh thấy Lý Cảnh Lôi thì gương mặt chợt ngưng tụ, hắn biết Lý Cảnh Lôi, khi nhìn thấy Lý Cảnh Lôi thì hắn chợt cảm thấy sự việc lần này không đơn giản.
Chương 1675, một đừng gõ sai chuông, niệm sai kinh. Trong số các vị phó chủ tịch tỉnh thì Nghiêm Khâm Minh có thân phận khá đặc thù, hắn kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an tỉnh, trong ấn tượng của rất nhiều người thì nội dung công tác của hắn chủ yếu nằm ở cục công an. Cục công an có tầm quan trọng rất lớn, dù là lãnh đạo cấp ủy hay chính quyền đều hiểu rõ ràng, Nghiêm Khâm Minh dù có vị trí không cao trong số các vị phó chủ tịch tỉnh, cũng không phải thường ủy thế nhưng địa vị lại gần tương đồng với Cố Tắc Phiêm. Khi Vương Tử Quân đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch tỉnh, số lần Nghiêm Khâm Minh báo cáo công tác với Vương Tử Quân cũng không nhiều. Sau khi Vương Tử Quân thông qua tuyển cử để tiến lên chính thức, số lần báo cáo của hắn vẫn giống như trước kia. Nhưng hôm nay Nghiêm Khâm Minh không thể không tự mình đến báo cáo kết quả xử lý với Vương Tử Quân. Từ những gì điều tra được ngày hôm qua thì Nghiêm Khâm Minh biết sự việc không quá lớn, thậm chí có thể nói, nếu như không có ai truy cứu thì không tính là gì cả. Dù sao thì sự việc kia không tạo nên hậu quả gì, cũng không gây ra tình huống khó thể vãn hồi, thế nhưng Nghiêm Khâm Minh vì chuyện này mà cả đêm trằn trọc không ngủ ngon. Nghiêm Khâm Minh đi lại khá gần với bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương, đây hầu như là một bí mật đã công khai, dù sao thì hắn có thể là phó chủ tịch kiêm cục trưởng cục công an là do Sầm Vật Cương đề cử. Nếu không phải có bí thư Sầm, hắn không thể tiến lên vị trí này. Là con người phải biết mang ơn, Nghiêm Khâm Minh căn bản không làm được chuyện qua cầu rút ván. Hơn nữa tuy bây giờ danh tiếng của Vương Tử Quân là rất mạnh, thế nhưng Nghiêm Khâm Minh cũng không cho rằng Vương Tử Quân có thể ép được bí thư Sầm. Hắn cũng không tiến lên ôm đùi Vương Tử Quân, như vậy sẽ làm cho người ta coi thường. Nhưng nếu như Vương Tử Quân nắm lấy chuyện nhỏ ngày hôm qua để nói đến Nghiêm Khâm Minh, như vậy sẽ biến thành cực kỳ khó chịu. Đồn trưởng Tôn không làm việc theo đúng quy củ có thể bị Nghiêm Khâm Minh cách chức, thế nhưng nó lại tạo nên ảnh hưởng không quá tốt với chính hắn. Vấn đề nhỏ này dù nói thế nào cũng không hay, không thể thảo luận được, đó cũng là sự thất trách nghiêm trọng của một người là cục trưởng cục công an như Nghiêm Khâm Minh, ít nhất là trách nhiệm thiếu kiểm tra đôn đốc. Nếu điều này kéo dài, như vậy hắn là một vị cục trưởng cục công an không phù hợp với công tác. Đề nghị chuyển chỗ một phó chủ tịch chuyên trách như hắn cũng không có gì là không được. Tuy thanh danh phó chủ tịch tỉnh là rất tốt thế nhưng lại không được như chức vụ cục trưởng cục công an, căn bản là không quá trọng yếu trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh. Nghiêm Khâm Minh thầm phỏng đoán cả đêm, cuối cùng vẫn không để cho Vương Tử Quân mượn chuyện lần này để nói về mình. Sáng sớm hắn đã đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, chuẩn bị báo cáo với Vương Tử Quân sự kiện hôm qua. Chào Chủ tịch Vương, sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân đang vui đầu ghi chép gì đó, Nghiêm Khâm Minh cung kính mở miệng chào hỏi. Nghiêm Khâm Minh là người có tính cách, bản tính của hắn giống như tên họ của mình, dù là cực kỳ muốn cười nhưng gương mặt vẫn giống như cục gạch, căn bản không có chút sinh động. Vương Tử Quân nhìn Nghiêm Khâm Minh, hắn cười cười nói, chào Chủ tịch Nghiêm, mời anh ngồi. Vương Tử Quân nói rồi đặt bút xuống. Sau đó đi đến ngồi xuống đối diện với Nghiêm Khâm Minh trên ghế salon, vừa nói Triệu Hiểu Bạch đến châm trà cho Nghiêm Khâm Minh. Nghiêm Khâm Minh nhìn bộ dạng nhiệt tình của Vương Tử Quân mà tâm tư không dám thả lỏng, thậm chí càng căng cứng thêm. Nghiêm Khâm Minh nghĩ đến những lời nghị luận về Vương Tử Quân, rất nhiều người cho rằng Vương Tử Quân càng khách khí với ai thì càng động thủ với người đó. Nghiêm Khâm Minh căn bản không tin vào những lời này, thế nhưng hiện tại nhìn bộ mặt khách khí của Vương Tử Quân. Hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, thông qua điều tra thì chuyện ngày hôm qua là đồn trưởng Tôn Khoa Văn không tuân theo quy định, tôi đã yêu cầu Cục Công an thành phố dừng mật nghiêm túc xử lý. Vương Tử Quân không lên tiếng chỉ mỉm cười nhìn Nghiêm Khâm Minh. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Nghiêm Khâm Minh càng cảm thấy không yên. Hắn nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân. Thầm nghĩ chẳng lẽ Chủ tịch Vương không hài lòng với biện pháp xử lý như vậy? Dựa theo sinh thái chính trị trước mặt, chính mình tốt nhất đừng để cho Chủ tịch Vương chụp được túm tóc, vì có thủ hạ là có lúc công tác sai lầm, Vương Tử Quân đã giao quyền xử lý cho hắn, nếu như hắn không quan tâm, chẳng khác nào chôn xuống quả bom hẹn giờ cho mình vào tương lai. Vương Tử Quân hoàn toàn có thể thông qua các biện pháp khác để gây khó khăn cho hắn, như vậy càng thêm bất lợi với hắn. Nghiêm Khâm Minh thầm mắng xối xả lên đầu Lý Cảnh Lôi, nhưng ngoài miệng vẫn báo cáo, chúng tôi cũng chuẩn bị xử lý thật nghiêm túc những người giả mạo tố cáo như Lý Cảnh Lôi, chuyện này đã liên quan đến pháp luật,
tôi chuẩn bị bắt giam anh ta chờ xử lý. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly trà lên uống một hớp nước rồi nói, hình như xử lý như vậy là có hơi nghiêm khắc. Nghiêm Khâm Bình không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn từ góc độ xử lý, hắn thật sự áp dụng phương pháp nghiêm khắc nhất. Lúc này Vương Tử Quân nói như vậy là quá nghiêm khắc, hắn thầm nghĩ, đây không phải là vì anh sao? Nếu không phải vì anh thì chỉ là công tác phê bình giáo dục, cho Lý Cảnh Lôi phải nhận lỗi mà thôi. Chủ tịch Vương, chúng tôi căn bản có hai biện pháp xử lý với hành vi của Lý Cảnh Lôi, một là phê bình giáo dục, để anh ta phải nhận lỗi, hai là tiến hành câu lưu xử lý. Ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân rõ ràng là chọn dùng biện pháp nặng tay nhất, rõ ràng là đang làm khó quan hệ giữa mình và Lý Hanh Dư, sao Vương Tử Quân nghe không hiểu cho được. Vì vậy Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Nghiêm Khâm Binh, chúng ta đối với những cán bộ phạm sai lầm cần dạy bảo ngăn ngừa, chủ yếu là trị bệnh cứu người, vì khiển trách không phải là mục đích, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Chủ tịch Vương nói rất đúng, Nghiêm Khâm Binh thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ mình đã vượt qua cửa ải này. Tối qua Lý Hanh Dư có gọi điện thoại cho hắn, hắn căn bản không nghe máy, ý nghĩa của nó như thế nào thì Lý Hanh Dư hiểu rõ ràng. Tuy Nghiêm Khâm Bình và Lý Hanh Dư cũng không phải có mối quan hệ quá sâu, thế nhưng Lý Hanh Dư dù sao cũng là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, lại rất khách khí với hắn, nếu như sự kiện này mình ra tay quá nặng, chỉ sợ sau này khó gặp mặt nhau. Nhưng Nghiêm Khâm Bình cũng không vì vậy mà buông lỏng, hắn biết sự kiện này còn có một điểm cực kỳ quan trọng không thể không quan tâm, đó là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị như hắn. Tuy vị trí của hắn căn bản là cách xa một viên đồn trưởng đồn công an 8.000 dặm, thế nhưng những sự việc trái với kỷ cương pháp luật như thế này căn bản làm cho một vị lãnh đạo đơn vị khó chạy thoát được trách nhiệm. Vương Tử Quân nếu mượn điều này để nắm chặt phát huy, chỉ sợ vị trí cục trưởng cục công an tỉnh của Nghiêm Khâm Bình cũng có vài phần chấn động. Chương 1675, 2, đừng gõ sai chuông, niệm sai kinh. Chủ tịch Vương, tôi xin kiểm điểm với ngài. Đây là tôi không làm tốt công tác của mình, căn bản không làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc đơn vị. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi nhất định sẽ nắm chặt công tác đảm bảo xây dựng tác phong, kiên quyết ngăn chặn những tình huống như thế này tiếp tục phát sinh. Nghiêm Khâm Bình thấy Vương Tử Quân không nói gì thêm, thế là có chú do dự, sau đó dùng giọng chân thành nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhận kiểm điểm của Nghiêm Khâm Bình, hắn khoát tay áo nói, anh Nghiêm, cũng không cần phải làm kiểm điểm như vậy. Trong đội ngũ không thiếu những con sâu làm dầu nồi canh, cứ xem như chuyện lần này là hồi chuông cảnh báo, cần nắm chặt công tác xây dựng đội ngũ, sau này tranh thủ không cho sự việc tương tự phát sinh là được. Nghiêm Khâm Bình nghe Vương Tử Quân nói những lời như vậy thì giống như không tin vào lỗ tai của mình. Vương Tử Quân có thể nắm lấy chuyện này để nói về công tác của mình hay không? Điều này làm cho Vương Tử Quân suy nghĩ cả buổi tối. Đáp án chỉ có một. Đó là Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội gõ lên đầu mình vào lúc này. Nên ứng phó thế nào? Đây chính là điều mà Nghiêm Khâm Bình phải chuẩn bị kỹ càng, cũng nắm chặt tâm lý, nhưng hắn lại không ngờ Vương Tử Quân căn bản giơ roi lên cao nhưng rơi xuống nhẹ như vậy. Chỉ coi đây là hồi chuông cảnh báo để cố gắng làm tốt công tác xây dựng đội ngũ. Như vậy là xong rồi sao? Nghiêm Khâm Bình căn bản không tin. Vì vậy hắn chờ Vương Tử Quân tiếp tục mở miệng, nhưng Vương Tử Quân lại di chuyển chủ đề lên phương diện xây dựng đội ngũ của Cục Công an. Nghiêm Khâm Bình đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi, hắn nghĩ đến những suy đoán của mình trước đó, không khỏi sinh ra cảm giác may mắn. Vương Tử Quân không mượn chuyện này để nói về mình, điều này nói rõ mình đã vượt qua được một tình huống đầy nguy cơ. Tuy hắn cảm thấy sự kiện vừa rồi không ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của mình, thế nhưng cũng làm cho mình sứt đầu mẻ trán. Thậm chí vì chuyện này mà hắn không thể không làm bản kiểm điểm, bây giờ Vương Tử Quân lại nhẹ nhàng buông ra, vậy thì rõ ràng đã ném cho mình một khoản nhân tình. Lúc này mây đen đã tản đi, tâm tình của Nghiêm Khâm Bình cực kỳ thoải mái, thế là không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại của Lý Hanh Dư tối qua, hắn không khỏi lấy điện thoại ra. Trước kia khi Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có quan hệ cũng không tệ với Nghiêm Khâm Bình, bây giờ tuy Lý Hanh Dư không còn là thư ký trưởng, thế nhưng lại là bí thư thị ủy Kim Hà. Tuy vị trí của Lý Hanh Dư không còn quá quan trọng, thế nhưng duy trì mối quan hệ này cũng là điều kiện cần.
Tối qua Nghiêm Khâm Minh có chỗ khó không tiếp nhận điện thoại của Lý Hanh Dư, bây giờ sự việc được xử lý xong, mình nói vài câu biết thời thế cũng không là vấn đề. Sau khi bấm điện thoại thì hắn chuẩn bị nói ra những lời mà mình đã suy nghĩ sẵn. Nhưng sau khi điện thoại đổ chuông 2 tiếng, người bên kia không những không nghe máy, còn cắt điện thoại. Điều này làm cho Nghiêm Khâm Minh cảm thấy không vui, sau đó lại biến thành nghi hoặc. Nghiêm Khâm Minh là người thông minh, với tính cách của Lý Hanh Dư thì tuyệt đối không thể không tiếp điện thoại của mình. Người ta cúp điện thoại chỉ có một nguyên nhân, đó là trường hợp này không thích hợp tiếp điện thoại. Lý Hanh Dư đang ở trong phòng của ai? Thật sự là Nghiêm Khâm Minh đã đoán đúng, Lý Hanh Dư bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, đang kể khổ với bí thư Sầm. Lý Hanh Dư nói đến chuyện ngày hôm qua, thế nhưng hắn mở miệng thì tính chất sự việc lại biến đổi. Tối qua Lý Hanh Dư căn bản không thể ngủ ngon, con trai làm phát sinh đại họa, thật sự làm cho hắn hận ngứa răng, thật sự không thể cho nó một gậy chết tươi. Thế nhưng hắn nghĩ thì dễ dàng nhưng nếu muốn thực hiện thì không cam lòng. Lý Hanh Dư gọi điện thoại cho Nghiêm Khâm Minh, người ta không nghe máy, thế là hắn chuyển tâm tư lên người của Sầm Vật Cương. Chuyện này không phải điều gì lớn, nhưng hắn cần phải chạy đến chỗ Sầm Vật Cương để tố cáo. Tuy Sầm Vật Cương sẽ không làm gì Vương Tử Quân ở sự kiện này, thế nhưng cũng có thể thoa thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân bên kia. Trước kia Lý Hanh Dư đi rất gần với Sầm Vật Cương. Vì vậy bây giờ muốn gặp bí thư Sầm cũng cực kỳ thuận lợi. Sau khi báo cáo công tác của thành phố Kim Hà cho Sầm Vật Cương, Lý Hanh Dư bày ra bộ dạng khó khăn nói, bí thư Sầm, tôi muốn được điều động công tác, nếu trong tỉnh không còn vị trí nào trống, tôi muốn làm trợ thủ cho thư ký trưởng Phương cũng được. Từ vị trí bí thư thị ủy Kim Hà đến phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy căn bản là xuống chức, nếu như tuyến trên không hài lòng, nào có người nào tình nguyện di chuyển vị trí như vậy. Có câu cán bộ chỉ có thể tiến lên mà không chịu đi xuống, Lý Hanh Dư nếu từ vị trí một bí thư thị ủy quay về tỉnh làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mặc dù nó không liên quan đến bí thư Sầm, thế nhưng dù sao cũng là sự việc diễn ra dưới sự lãnh đạo của bí thư Sầm, ít nhất cũng nói rõ quyền lực khống chế của lão có lỗ hổng. Vì vậy chỉ cần Sầm Vật Cương còn nắm quyền ở Mật Đông, căn bản không muốn sự việc như vậy phát sinh. Sầm Vật Cương là người thông minh. Nghe những lời của Lý Hanh Dư thì hiểu ngay. Lão nhìn chằm chằm vào Lý Hanh Dư, cũng không mở miệng, sau khi uống một ngụm trà thì mới trầm giọng nói, thế nào? Kim Hà có chuyện gì sao? Sầm Vật Cương không tin Lý Hanh Dư không làm tốt công tác bí thư thị ủy Kim Hà, trước kia Lý Hanh Dư từng là bí thư thị ủy, tuy không phải là thành phố Kim Hà, thế nhưng vẫn công tác tương đối thành công. Bí thư Sầm, Kim Hà không có chuyện gì. Thế nhưng có người không muốn tôi sống yên ở Kim Hà, tôi cảm thấy cũng không nên làm cho ngài tiếp tục khó xử. Lý Hanh Dư bày ra bộ dạng khó xử nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc của mình, lão gõ bàn hai cái sau đó mới thản nhiên nói, có phải là hạng mục nhất thể hóa thành phố rừng mật không? Hạng mục nhất thể hóa rừng mật chính là một trong những mục tiêu chiến lược được Đường Chấn Huy đề ra, Vương Tử Quân căn bản có thái độ giúp đỡ rất lớn. Nhưng Sầm Vật Cương căn bản lại không ưa. Tuy hạng mục đã được quyết định nhưng khi Lý Hanh Dư xuống làm bí thư thị ủy Kim Hà thì căn bản luôn tìm cách ứng phó. Sầm Vật Cương căn bản nhìn thấy rõ ràng điều này, lão biết Lý Hanh Dư đang dùng phương pháp như vậy để biểu đạt lòng trung thành với mình. Tuy lão không quá tán thưởng phương thức làm việc của Lý Hanh Dư, thế nhưng cũng không phản đối. Bí thư, tôi cảm thấy làm bí thư thị ủy Kim Hà có hơi mệt, không bằng đi theo bên cạnh ngài. Lý Hanh Dư là người có cảnh giới nhìn mặt nói chuyện cực kỳ cao, hắn nhìn vào ánh mắt của Sầm Vật Cương, cảm nhận được bí thư Sầm đang có chút tức giận. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Lý Hanh Dư, càng khẳng định suy đoán của mình. Lão có thể thấy tâm tư của Lý Hanh Dư đang rất loạn, tư thái không còn như trước, nói chuyện bừa bãi, có chút va vấp. Hơn nữa người này đang phạm vào điều tối kỵ, trước mặt lãnh đạo có gì thì cứ nói, không chịu nói ra mà cứ che giấu như mèo giấu cứt. Lãnh đạo sao có thời gian suy đoán tâm tư của anh? Thế là Sầm Vật Cương trừng mắt nhìn Lý Hanh Dư, cho anh đi làm bí thư thị ủy Kim Hà chính là tỉnh ủy tín nhiệm anh. Tôi tin tưởng anh có thể làm tốt công tác ở thành phố Kim Hà, anh không làm tôi thất vọng đấy chứ. Đồng thời anh cần can đảm triển khai mở rộng công tác, có chuyện gì thì cứ tìm tôi, nếu ai có ý kiến với công tác của anh, như vậy có thể nói người ta tìm nói với tôi.
Sầm Vật Cương nói lời giúp đỡ như vậy làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy rất vui, càng có không ít cảm động. Lão lãnh đạo chính là lão lãnh đạo, thái độ ủng hộ như vậy là quá tốt. Nhưng bây giờ hắn không thể không lợi dụng sự tín nhiệm của lãnh đạo với mình, nếu không hắn khó thể nào làm tốt công tác này được. Bí thư, tôi rất cảm kích sự tín nhiệm của ngài với tôi, nhưng chủ tịch Vương bên kia. Lý Hanh Dư bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Chương 1676, một dùng tâm tiểu nhân đo bụng quân tử. Sau khi nghe Lý Hanh Dư nhắc đến Vương Tử Quân thì Sầm Vật Cương không khỏi cau mày. Lão là người chìm nổi quan trường nhiều năm, cũng gặp qua không ít người cùng chung gánh công tác, thế nhưng lại không gặp được quá nhiều những người làm cho chính mình cảm thấy khó giải quyết như Vương Tử Quân. Ví dụ như với Đường Chấn Huy, tuy Đường Chấn Huy có bản lĩnh, có thủ đoạn, thế nhưng cuối cùng cũng bị Sầm Vật Cương làm cho trói chân buộc tay. Dù Đường Chấn Huy có thủ lĩnh thông thiên cũng phải ngoan ngoãn thu mình lại trước mặt Sầm Vật Cương. Lãnh đạo đứng đầu là cái gì? Chính là bá chủ, nếu như anh là cấp phó tỏ ra cao minh hơn cả lãnh đạo đứng đầu, như vậy tại sao tổ chức lại để anh phải phối hợp công tác và phục tùng chỉ thị của tôi? Như vậy thì người làm cấp phó tất nhiên phải định vị đúng vị trí của mình, đây cũng chính là định vị của Sầm Vật Cương với Đường Chấn Huy. Nhưng khi uy vọng của Sầm Vật Cương đến đỉnh cao thì Vương Tử Quân đi đến, khi Vương Tử Quân từng bước tiến lên, Sầm Vật Cương không thể không thừa nhận vị trí nhất ngôn cửu đỉnh của mình ở Mật Đông bị uy hiếp nặng nề. Không, phải nói là đã mất ngay từ đầu, Vương Tử Quân tuy có lực ảnh hưởng kém xa Sầm Vật Cương, thế nhưng điều này không bài trừ phương diện mọi người xem trọng Vương Tử Quân. Càng làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy không thoải mái chính là chỉ cần Vương Tử Quân có tâm tư hoàn thành điều gì, chính mình căn bản là không thể nào ngăn cản được. Ví dụ như công tác chỉnh hợp khu quy hoạch, vốn ra Sầm Vật Cương căn bản không muốn gây chiến ở phương diện này, để tránh ảnh hưởng đến tính tích cực phát triển kinh tế của địa phương. Hơn nữa lão còn đã chuẩn bị tốt tất cả để ứng phó với Vương Tử Quân trong hội nghị thường ủy. Không ngờ Vương Tử Quân lại phản công từ một phương hướng khác, biến tất cả tính toán của mình thành bọt nước. Hơn nữa Vương Tử Quân còn thông qua phương án kiểm tra truy cứu lẫn nhau, điều này làm cho các thủ đoạn của địa phương bị đánh tan, làm cho khắp các thành phố bùng phát hành động tìm kiểm kỹ càng các khu quy hoạch thành phố khác. Khi thấy được tư liệu từ bên phía Vương Tử Quân đưa đến, Sầm Vật Cương thật sự cảm thấy nếu không ra tay chỉnh hợp các khu quy hoạch thì căn bản là quá nguy hiểm. Anh nói mà xem, một người như vậy luôn dẫn mũi anh mà đi, anh còn có thể tự khẳng định là mình giỏi hơn, liên tục ra lệnh sao? Vương Tử Quân bây giờ đang phổ biến việc nào cũng làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy mình bị uy hiếp. Nói từ góc độ của bản thân, Sầm Vật Cương cũng không cho rằng mình là người đố kỵ người tài, nhưng tình hình bây giờ làm cho lão sinh ra cảm giác kiêng kỵ một lãnh đạo trẻ tuổi như Vương Tử Quân từ trong bản năng. Chủ tịch Vương làm việc luôn xuất phát từ đại cục, nếu có gì hiểu lầm thì tôi giúp anh giải thích một chút là được. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kiên quyết nói. Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh được phái đến thành phố Kim Hà làm bí thư thị ủy. Trong mắt Sầm Vật Cương thì người thủ hạ của mình căn bản chịu ủy khuất, đối với một thủ hạ luôn trung thành thực hiện ý chí của mình, những khi cần thì Sầm Vật Cương luôn cố gắng không keo kiệt bày tỏ sự quan tâm của mình. Lý Hanh Dư dùng giọng uất ức nói, bí thư, ngài hay nói lãnh đạo phê bình chính là quan tâm đến anh, lãnh đạo nếu ngoảnh mặt làm ngơ thì mới tỏ ra thất vọng với anh. Tôi luôn nhớ kỹ điều này. Vì vậy Chủ tịch Vương cho ra bất kỳ chỉ thị phê bình nào với công tác của thành phố Kim Hà chúng tôi căn bản luôn dùng tâm tính tốt nhất để đối đãi, chưa từng có câu oán hận. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, trước kia lão từng nói những lời thế này, không ngờ Lý Hanh Dư lại nói ra rõ ràng như vậy. Năm xưa khi Lý Hanh Dư còn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Sầm Vật Cương căn bản rất tán thưởng năng lực của Lý Hanh Dư. Nhưng tôi cảm thấy Chủ tịch Vương có đôi khi hướng về phía cá nhân tôi. Lý Hanh Dư nói đến đây thì đầu tiên là mở miệng dùng giọng kiểm điểm nói, bí thư, lúc này tôi cần phải kiểm điểm với ngài. Lý Hanh Dư tôi những năm qua dù công tác không nói có công lao thì cũng phải có khổ lao. Mỗi ngày tôi đều bận rộn trợn mắt há mồm, thế nên cũng không có thời gian quan tâm đến con trai của mình. Tiểu tử kia chỉ vì muốn đùa giỡn một chút mà động vào Chủ tịch Vương. Lý Hanh Dư nói rồi đem sự kiện xảy ra trước đó ngắt đầu bỏ đuôi báo cáo với Sầm Vật Cương, tất nhiên có 8 phần báo cáo là thật, chỉ là không nói ra những lời gây bất lợi cho Lý Cảnh Lôi. Sầm Vật Cương nhìn Lý Hanh Dư,
hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Lão không ngờ Lý Cảnh Lôi có thể cho ra trò đùa như vậy, chỉ là chuyện này cũng không nguy hại quá lớn, lão thấy nó không phải chuyện gì lớn. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Lý Hành Dư, con trai của anh cũng nên dạy bảo lại một chút, hỏi cậu ta xem có nên đùa giỡn như vậy hay không. Bí thư Sầm, ngài nói rất đúng, nhưng sự việc này cũng không phải rất lớn, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương yêu cầu Cục Công an giữ con tôi lại, căn bản là có thành kiến cá nhân với tôi. Lý Hành Dư nói đến đây thì dùng giọng có chút đau đớn nói, Chủ tịch Vương luôn bất mãn với một người là bí thư thị ủy như tôi. Tôi cảm thấy anh ta làm như vậy là muốn nhân cơ hội để chuyển vị trí của tôi. Dù thế nào thì năm xưa tôi cũng là ái tướng của ngài, nếu để người ta điều chỉnh công tác làm cho ngài khó xử, không bằng để ngài chủ động chuyển vị trí của tôi thì hay hơn. Khi Sầm Vật Cương nghe được lời nói tràn đầy bất mãn của Lý Hành Dư, gương mặt không khỏi biến đổi. Lão tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Lý Hành Dư, nghĩ đến phương diện chính mình đẩy Lý Hành Dư lên vị trí bí thư thị ủy. Hắn càng thêm có chút phẫn nộ. Tuy Lý Hành Dư là bí thư thị ủy, nhưng đây là việc liên quan đến nhân sự, vẫn là chút thất bại của Sầm Vật Cương. Dù vị trí bí thư thị ủy Kim Hà cũng khá nặng nề, nhưng sao có thể so sánh với vị trí thư ký trưởng ủy ban nhân dân tỉnh. Không ngờ Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của người chiến thắng, rõ ràng không biết dừng, còn nhớ mãi không quên với vị trí bí thư thị ủy Kim Hà. Người ta muốn làm gì? Mặc kệ để đối phương đạt được mục đích sao, nếu thật sự là như vậy thì đó rõ ràng là hành vi khiêu khích quyền uy của Sầm Vật Cương. Anh yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ hỏi thẳng Chủ tịch Nghiêm. Sầm Vật Cương nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho Nghiêm Khâm Binh. Nghiêm Khâm Binh đến rất nhanh, chỉ sau 2 phút đã đi vào phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi thấy Nghiêm Khâm Binh đi đến, Lý Hành Dư khẽ gật đầu. Khi thấy Lý Hành Dư ở trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Nghiêm Khâm Binh có chút sững sốt. Khi hắn đang thầm suy đoán xem vì sao Lý Hành Dư lại cốt mặt ở đây, chợt nghe Sầm Vật Cương nói, Chủ tịch Vương có ý kiến gì với sự kiện tối qua? Chương 1676, 2, dùng tâm tiểu nhân đo bụng quân tử. Bí thư Sầm, ý kiến của Chủ tịch Vương chính là chúng tôi phải đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng một ban ngành chấp pháp nghiêm minh, một khi phát hiện ra những hành vi làm rối loạn trật tự kỷ cương, tuyệt đối không nuông chiều. Nghiêm Khâm Binh chỉ sau nháy mắt đã hiểu vì sao Sầm Vật Cương gọi mình đến đây, hắn mặc dù có chút cảm khái vì Lý Hành Dư biến hay thành dở, thế nhưng ngoài miệng lại không dừng lại mà nhanh chóng nói. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cảm thấy chỉ thị của Vương Tử Quân không có chút vấn đề, nhưng như vậy cũng không phải là không có việc gì. Nghe nói con trai của Hành Dư cũng có liên quan sao? Đúng vậy, Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương yêu cầu chúng tôi nghiêm túc phê bình với Lý Cảnh Lôi. Nghiêm Khâm Binh vừa trả lời vừa nói với Lý Hành Dư, có lẽ bây giờ tiểu tử kia đang viết bản kiểm tra ở đồn công an, viết xong sẽ được thả về. Viết bản kiểm tra ở đồn công an, đầu của Lý Hành Dư chợt nổ ầm lên, nếu như là tối qua hắn nghe được tin tức này thì có lẽ sẽ rất vui. Nhưng bây giờ mình vừa tố cáo Vương Tử Quân trước mặt Sầm Vật Cương, cố gắng nói rằng Vương Tử Quân lấy chuyện này để ép mình. Không ngờ sự việc lại phát triển ngược lại với ý nghĩ của hắn, con của hắn bình yên vô sự, hơn nữa Vương Tử Quân cũng không có ý truy cứu. Nếu liên hệ những gì Vương Tử Quân đã nói với biểu hiện vừa rồi của mình, Bí thư Sầm sẽ nhìn mình như thế nào? Dựa theo sự thông minh cơ trí của Sầm Vật Cương, Bí thư có thể cảm thấy mình vì chút chuyện không đâu mà chạy đến ly gián mối quan hệ với Vương Tử Quân hay không? Một khi Bí thư Sầm nghĩ như vậy, xem ra cực kỳ bất lợi với mình. Lý Hành Dư cảm thấy mồ hôi trán vã ra như tắm, thế là không khỏi có chút oán trách Nghiêm Khâm Binh, thầm nghĩ chúng ta không phải là người ngoài, sao anh lại chơi chiêu này với tôi? Khi Lý Hành Dư đang suy nghĩ miên man chợt nghe Sầm Vật Cương nói, Chủ tịch Nghiêm cần chấp hành nghiêm chỉ thị của Chủ tịch Vương. Cần phải nắm chặt công tác xây dựng đội ngũ và tác phong công tác. Nghiêm Khâm Binh khẽ gật đầu nói, Bí thư Sầm cứ yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ cố gắng tập trung hành động để triển khai mở rộng công tác chỉnh đốn tác phong, sẽ chứng thực chỉ thị của ngài và Chủ tịch Vương, kiên quyết không để cho các hành vi lạm dụng quyền lực tiếp tục phát sinh. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, tỏ ra khen ngợi hành động của Nghiêm Khâm Binh. Lão nhìn đồng hồ rồi nói với hai người Nghiêm Khâm Binh, lát nữa tôi còn gặp một vị khách nước ngoài, hai anh cứ bận rộn công việc của mình đi.
Lúc này trong đầu Lý Hanh dư lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng mãi mà không tìm được lời nào phù hợp để giải thích với Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi, áo dính lên da rất khó chịu, nhưng sau khi nghe xong câu nói của bí thư Sầm thì cảm thấy chính mình như được đại xá. Khoảnh khắc khi rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Lý Hanh Dư lại cảm thấy rất lo lắng. Bí thư Sầm căn bản không quan tâm đến sự việc của mình, có phải đã quá thất vọng về mình rồi không? Nếu dựa theo những gì mình nói, đây không phải là... Hanh Dư, sao anh lại chạy đến chỗ của bí thư Sầm? Có một số việc anh không nên nóng vội, quá nóng nảy thường dẫn đến sai lầm. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì Nghiêm Khâm Minh dùng giọng có vài phần phê bình nói với Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư lúc này cảm thấy mình rất oan uổng, hắn có chút oán trách trước đó Nghiêm Khâm Minh không tiếp điện thoại của mình. Nếu như hắn biết được kết quả xử lý, hắn sao có thể chạy đến khua môi múa mép với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm là một người cơ trí, vừa rồi mình mở mồm tố cáo Vương Tử Quân, bí thư Sầm vẫn còn có thể bình chân như vậy. Thậm chí còn say sưa lắng nghe và nói vài lời, Lý Hanh Dư nghĩ lại thì cảm thấy mình quá ngu đần. Lý Hanh Dư nghĩ vậy mà càng căm hận Nghiêm Khâm Minh, nhưng Nghiêm Khâm Minh là phó chủ tịch tỉnh, là cấp trên của hắn, chuyện bây giờ xảy ra như vậy, cho dù hắn có cực kỳ tức giận cũng không dám nói ra. Cũng may Lý Hanh Dư là người ẩn nhẫn, biết rõ việc gì nên làm việc gì không nên làm. Hắn do dự giây lát rồi trầm giọng nói với Nghiêm Khâm Minh, chủ tịch Nghiêm. Tôi không làm tốt công tác của mình. Ngài yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ dạy bảo con cho tốt, sẽ không cho nó cơ hội tiếp tục làm phiền ngài. À, anh chỉ cần nói vài câu là được. Nghiêm Khâm Minh nói đến đây rồi vỗ vỗ lên vai Lý Hanh Dư, hắn định nói gì đó, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Nghiêm Khâm Minh nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó mới nói với đầu dây bên kia, chào anh, tôi là Nghiêm Khâm Minh. Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà vẻ mặt Nghiêm Khâm Minh nhanh chóng lộ ra nụ cười, giọng nói cũng đầy cảm tình, lão lãnh đạo, ngài đến tỉnh khi nào? Ngài xem, ngài đến mà không nói với tôi một tiếng, để tôi có thể làm tốt công tác tiếp đãi chứ? Lý Hanh Dư nhìn biểu hiện còn kính trọng hơn cả gặp bố của Nghiêm Khâm Minh, thế nên biết người gọi điện thoại đến là kẻ quyền cao chức trọng. Nếu không thì một người như Nghiêm Khâm Minh căn bản nào cười được sáng lạn như vậy? Đúng là không thể nào. Khi Lý Hanh Dư đang suy nghĩ xem lão lãnh đạo trong miệng Nghiêm Khâm Minh là ai, lúc này Nghiêm Khâm Minh đã đặt điện thoại xuống. Được rồi, sau này chúng ta trò chuyện tiếp, có một vị lão lãnh đạo trong huyện đến chơi, tôi phải đi tiếp đón một chút. Nghiêm Khâm Minh nói rồi đi ra bên ngoài. Lý Hanh Dư biết rõ kinh nghiệm nhận chức của Nghiêm Khâm Minh, biết rõ người này từng công tác ở trong huyện, bây giờ nghe nói có lão lãnh đạo đến tìm. Hắn không khỏi khẽ động tâm tư. Sau khi Nghiêm Khâm Minh đi xa thì Lý Hanh Dư chợt giống như tìm ra được vài thông tin, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho vị phó thư ký trưởng Lê Vĩnh Lương mà mình đề bạt. Sau khi điện thoại nối thông thì hắn dùng giọng không chờ đợi được nói, Vĩnh Lương, lần này kết quả kiểm tra là thế nào? Anh xem thành phố chúng tôi có mấy khu quy hoạch được thông qua. Bí thư Lý, tôi đã tìm hiểu, tình hình không được lạc quan cho lắm. Phía thành phố Thanh Chuyên quá độc ác, một vài khu quy hoạch vốn có thể may mắn vượt qua kiểm tra, thế nhưng cũng bị bọn họ phát hiện ra. Lê Vĩnh Lương thật sự không ngờ Lý Hanh Dư vừa mở miệng đã hỏi như vậy, hắn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên chỉ trả lời một cách hàm hồ mà thôi. Lý Hanh Dư khẽ nhíu mày, lại có thêm vài phần bất mãn với Lê Vĩnh Lương. Trước đó khi đề bạt Lê Vĩnh Lương, người này căn bản là mình nói gì nghe nấy, cực kỳ nghe lời. Không ngờ lại có nhiều khiếm khuyết như thế, sử dụng không thể thuận buồm xuôi gió. Ôi, xem ra vẫn là nên chọn đúng người mà không nên chọn người không khách quan, câu nói này vẫn là rất đúng. Chương 1677, gác anh lên đống lửa một chút. Sớm biết người này chỉ là một kẻ vô dụng, dù thế nào cũng không đề bạt lên. Lý Hanh Dư thầm có chút buồn bực. Hắn nhanh chóng ném tất cả những gì khúc mắc trong lòng lên đầu Lê Vĩnh Lương, rốt cuộc là có bao nhiêu? Anh nói cho tôi con số rõ ràng, cái gì mà một vài hay một ít? Để tôi đến chứng thực cho anh sao? Bí thư Lý, dù bọn họ kiểm tra thế nào thì khu quy hoạch của thành phố chúng ta cũng không có vấn đề, còn những khu quy hoạch ở các quận huyện, tôi thấy có thể giữ lại được hơn một nửa. Hai huyện Hà Quang và Tranh Quang căn bản là không được tốt lắm.
Lê Vĩnh Lương vừa mới tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy Kim Hà chưa được bao lâu, hắn có thể tiến lên làm thư ký trưởng cũng là vì có được sự coi trọng của Lý Hanh Dư. Nếu như không có được sự giúp đỡ của Lý Hanh Dư, hắn căn bản đừng hòng làm thư ký trưởng. Lý Hanh Dư khẽ gật đầu, tình huống này cũng không phải có quá nhiều tệ đoan. Thành phố Kim Hà tuy phát triển không tốt thế nhưng vì ở sát bên thành phố rừng mật, thế nên các khu quy hoạch cũng có được nhiều điểm tốt. Nếu như có thể sớm thúc đẩy hạng mục nhất thể hóa rừng mật, biết đâu tương lai phát triển sẽ như ngồi máy bay. Lý Hanh Dư có ý nghĩ như vậy, không khỏi nghĩ đến đường Trấn Huy, chợt sinh ra ý nghĩ bóp chết hạng mục này. Bây giờ Lý Hanh Dư đang đứng vững như Thái Sơn, đó là nhờ sự giúp đỡ của Bí Thư Sầm, nếu làm cho Bí Thư Sầm mất hứng, như vậy ngày an nhàn của hắn cũng không còn. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lý Hanh Dư không tiếp tục lên tiếng. Chợt nghe Lê Vĩnh Lương bên kia mở miệng giống như tranh công, Bí Thư Lý, thành quả kiểm tra của thành phố chúng ta với phía thanh chuyên bên kia cũng không tồi. Tôi cảm thấy nếu như không phải suy xét tính cân đối thì ngoài các khu quy hoạch của thành phố thanh chuyên, các quận huyện chỉ giữ lại được 2-3 cái khu quy hoạch mà thôi. Lý Hanh Dư khẽ gật đầu, hắn định nói rõ vấn đề với Lê Vĩnh Lương, thế nhưng lại thấy Lê Vĩnh Lương này không có năng lực quá tốt, thế nên lời nói cũng trở nên không trực tiếp. Chợt nghe thấy Lý Hanh Dư ho khẽ một tiếng rồi nói, Vĩnh Lương, tất cả các khu quy hoạch đều là trụ cột phát triển kinh tế của thành phố Kim Hà. Đối với thành phố Kim Hà thì bàn tay đều là thịt, cũng không muốn vứt bỏ một bộ phận như vậy. Lê Vĩnh Lương biết rõ Lý Hanh Dư là hạng người gì, lúc này nghe thấy bí thư dùng giọng đi đường vòng nói như vậy, thế là có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn thật sự rất muốn căn cứ vào những lời vừa rồi để suy đoán ra ý nghĩ chân thật của bí thư Lý. Bàn tay đều là thịt, tuy các khu quy hoạch của hai huyện kia căn bản là không hợp cách, thế nhưng theo tôi thì cũng không muốn buông tha. Nếu không thì chúng ta cho ra vài biện pháp tác động. Lê Vĩnh Lương suy tư giây lát rồi cẩn thận đề nghị với Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư ho khan một tiếng rồi nói, anh cũng không phải không biết tính cách của Chủ tịch Vương, nếu chúng ta làm như vậy sẽ có hiệu quả phản ngược. Lê Vĩnh Lương biết rõ lãnh đạo của mình không có được sự coi trọng của Chủ tịch Vương. Nếu không thì vì sao lại từ một vị thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phải xuống tuyến dưới làm bí thư thị ủy? Tuy bí thư thị ủy cực kỳ uy phong, thế nhưng trong mắt nhiều người thì vị trí này căn bản không cùng cấp bậc với thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Lê Vĩnh Lương biết mình căn bản không có ý nghĩ gì hay, thế nên chỉ biết nắm chặt điện thoại mà không dám mở miệng. Bây giờ hắn đã quyết định chỉ nghe theo chỉ thị của lãnh đạo, tất cả làm theo ý của lãnh đạo, còn những thứ khác không nên nói làm gì cho mệt. Thử nghĩ mà xem, một quyết sách trọng đại như vậy sao anh có thể tỏ ra cao mình hơn lãnh đạo của mình được. Vừa rồi tôi có gặp mặt Chủ tịch Nghiêm, vừa vặn nghe nói có lão lãnh đạo của Chủ tịch Nghiêm từ tuyến huyện lên thăm. Bọn họ đến báo cáo với Chủ tịch Nghiêm, mong Chủ tịch Nghiêm nể mặt sự toàn tâm toàn ý phát triển của tuyến huyện để hòa giải sự việc này giúp mình. Tôi cảm thấy các đồng chí của chúng ta thứ gì cũng tốt, thế nhưng lại có chút khiếm khuyết ở phương diện giải phóng tư tưởng. Lý Hanh Dư giống như đang giảng giải kiến thức, nhưng lúc này Lê Vĩnh Lương hoàn toàn nghe rõ vấn đề. Thầm nghĩ nói một lúc lâu thì ra là bí thư Lý muốn lãnh đạo hai huyện kia đi tìm người, những chuyện này căn bản không cần một vị thư ký trưởng thị ủy như hắn phải khổ sở, tất nhiên sẽ không suy giảm phương diện chấp hành. Lê Vĩnh Lương đồng ý một tiếng, sau đó hắn nói lời trung thành với Lý Hanh Dư, bí thư Lý. Hôm nay tôi có đi qua khu văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, có nghe vài người nói phía thành phố rừng mật đang chuẩn bị xây dựng đường. Tôi cảm thấy bọn họ đang định xây dựng con đường nối hai thành phố lại với nhau. Nếu như trước đó thì Lý Hanh Dư nhất định sẽ ban thưởng cho Lê Vĩnh Lương, thế nhưng bây giờ hắn không thoải mái, thế nên chỉ nói một câu biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Lý Hanh Dư đi ra khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn chuẩn bị gọi cho một số điện thoại quen thuộc. Thế nhưng lại có chút chần chừ, sau đó cất điện thoại đi. Mình có thể căn cứ vào lời nói của Chủ tịch Nghiêm để biết có vài người đến nhờ cậy, trên thế giới này lại có quá nhiều người thông minh, người khác sinh ra hành động thì các phương cũng có biết được. Trên thế giới này không có gió lọt tường, đặc biệt là trong chính quyền càng không có gì bí mật. Chỉ cần một việc gì đó có người làm, như vậy sẽ có người làm theo, mình không cần phải gọi điện thoại làm gì cho mệt. Nếu để cho người ta biết được mình thúc đẩy chuyện này, như vậy mình không phải sẽ cực kỳ khốn đốn sao?
Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Lý Hanh Dư nghĩ đến việc có không ít người đến biện hộ tình cảnh của mình với Vương Tử Quân, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười. Có người nói xã hội nhiều nhân tình, Lý Hanh Dư nhìn thấy thực tế là như vậy, mọi người đều có tình cảm, nếu như không có cảm tình, tất cả đều phải làm theo quy định, chỉ sợ xã hội cũng không còn là xã hội nữa rồi. Vương Tử Quân về nhà lúc trời đã tối, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui sướng của Tiểu Bảo Nhi. Hắn căn cứ vào tiếng cười kia, biết hôm nay con trai của mình rất vui. Con trai vui thì hắn cũng vui, thế nên hắn nhanh chóng đi vào cửa, chuẩn bị xem con mình đang vui vẻ vì điều gì. Khi đi vào cửa thì Vương Tử Quân phát hiện Tiểu Bảo Nhi sở dĩ vui mừng là không phải đang chơi một mình. Bên cạnh Tiểu Bảo Nhi chính là một ông lão mái tóc hoa râm, người này đang đánh cờ với Tiểu Bảo Nhi, một già một trẻ khá vui vẻ với nhau. Khi thấy ông lão kia thì Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn nhanh chóng tiến lên dùng giọng cung kính nói, Chủ tịch Diêm, ngài đến sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi nếu biết ngài đến nhà thì phải tranh thủ về sớm một chút. Chủ tịch Diêm trong miệng Vương Tử Quân chính là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mật Đông nhiệm kỳ trước. Chủ tịch Diêm là người công tác nhiều năm, rất có uy vọng, tuy bây giờ đã về hưu, không liên quan đến công tác, thế nhưng lời nói vẫn nặng nề làm cho người ta khó thể coi thường. Vương Tử Quân tiếp xúc với Chủ tịch Diêm này vào buổi tọa đàm cuối năm, khi đó Chủ tịch Diêm nói không nhiều, thế nhưng từng câu từng chữ lại rất có nội dung. Thế nên Vương Tử Quân khi đó cực kỳ tôn trọng người đồng chí đã về hưu này. Chủ tịch Diêm nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì khoát tay áo nói, anh công tác bận rộn, tôi chờ chút cũng không có vấn đề, hơn nữa chơi đùa với cậu bé này cũng làm cho tôi cảm thấy mình trẻ lại vài phần. Con rất thích ông Diêm. Sau này ông nên đến nhà cháu chơi nhiều hơn, 4 giờ chiều là cháu đi học về rồi. Tiểu Bảo Nhi lên tiếng chen ngang. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi thì khoát tay áo nói, con đi chơi một chút đi, bố có chuyện muốn nói với ông Diêm. Tiểu Bảo Nhi có chút e ngại Vương Tử Quân, thế nên cầm bàn cờ định bỏ đi, nhưng Chủ tịch Diêm lại cười nói, được rồi, nhưng cháu nên đến nhà ông chơi, vì nhà ông cũng có nhiều đồ chơi. Trước khi Tiểu Bảo Nhi rời đi thì Vương Tử Quân tự tay rót trà cho Chủ tịch Diêm, lại cùng nói chuyện với Chủ tịch Diêm về các vấn đề trong tỉnh, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau đó mới hỏi xem vì sao hôm nay lãnh đạo lại đến tìm mình. Khi nói chuyện thì phản ứng của Chủ tịch Diêm có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn nói, Tử Quân, tôi thật lòng giơ hai tay đồng ý với phương án chỉnh hợp các khu quy hoạch trong tỉnh của anh, rất nhiều khu quy hoạch vĩ đại tạo nên sự cống hiến lớn lao cho tỉnh Mật Đông. Liên tục thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng căn bản cũng có nhiều khu quy hoạch không đủ điều kiện, thật giả lẫn lộn, lãng phí tài nguyên, cần phải chỉnh hợp. Chương 1678, một lính đến tướng đỡ, nước tới đắp đê. Tôi vốn không nghĩ đến chuyện này, thế nhưng từ chối cũng rất mất mặt, cũng chỉ là nói với anh một câu mà thôi, nếu như anh cảm thấy điều kiện không phù hợp, như vậy anh cũng không cần quan tâm. Chủ tịch Diêm nói rồi nâng ly trà lên uống một ngụm giống như che giấu sự xấu hổ. Năm xưa tôi còn công tác ở huyện Thừa Thủy thành phố Tử Quang, khi đó các xã bên dưới thậm chí còn chưa có tên. Chủ tịch nói đến lịch sử phát triển của mình thì gương mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn, lão ho khẽ một tiếng rồi nói tiếp, khi đó tôi hùng hổ vài chục năm thanh xuân, có thể nói thấy rõ sự thay đổi của huyện nhà, căn bản là có cảm tình. Hai ngày trước lãnh đạo huyện và nhiều đồng chí năm xưa cùng công tác với tôi có đi đến nhà, bọn họ thông báo tình hình trong huyện, sau đó nói về khu quy hoạch của huyện Thừa Thủy. Chúng tôi đều là cán bộ lão thành của huyện Thừa Thủy, hơn nữa luôn vì sự phát triển của huyện nhà, còn có cả lãnh đạo huyện ủy hiện tại đi đến gặp mặt, tôi cũng không thể mở miệng từ chối được. Chủ tịch Diêm cười ngượng ngùng, mặc dù không nói gì nữa nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn Chủ tịch Diêm. Trong lòng bùng lên cảm giác vô lực. Cục diện như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, cảm giác vô lực của hắn chính là cục diện này đến quá nhanh. Cũng may mà mình nhanh chóng thích ứng, vì xã hội này là xã hội nhân tình, nếu muốn đứng ra ngoài nhân tình, căn bản là không có khả năng. Đừng nói là chính mình, dù là một người đã về hưu sống khá thoải mái như anh Diêm cũng khó tránh khỏi tình huống bị quấy nhiễu khốn khổ. Vì vậy Vương Tử Quân hiểu sự khó xử của Chủ tịch Diêm, hắn cười an ủi, Chủ tịch Diêm, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này, ngài không cần vì nó mà phiền lòng. Tôi tin tưởng các vị đồng chí ở huyện Thừa Thủy sẽ có năng lực độc đáo của mình ở phương diện phát triển kinh tế.
Chủ tịch Diêm thấy Vương Tử Quân đồng ý không nói gì thêm, lão ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Đối với lão thì chuyện này tuy không thể không ra mặt, thế nhưng ra mặt thì tâm tình phức tạp. Vì nguyên nhân của mình mà phương án có lợi cho sự phát triển kinh tế Mật Đông được Vương Tử Quân quán triệt đang dần giảm đi hiệu quả cần thiết của nó. Chủ tịch Diêm đến nhà Vương Tử Quân cũng có chút không yên, bây giờ lại có chút thoải mái, lão uống một hớp nước rồi cười nói, Tử Quân, cậu cũng đừng đặt nặng chuyện này, bọn họ tìm tôi nói chuyện, tôi căn bản phải nói với anh, nhưng nếu không được thì cứ áp dụng nguyên tắc giải quyết việc chung. Dù là bất kỳ nhân tố nào cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục phát triển của Mật Đông được. Vương Tử Quân tiễn chân chủ tịch Diêm, hắn miễn cưỡng ngồi lên mặt ghế, đưa mắt nhìn ra hoa viên tối đen bên ngoài, lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình. Chủ tịch Diêm đã đến nói chuyện, cho dù chủ tịch Diêm không đến thì cũng có người khác đến. Lúc này điều Vương Tử Quân cần làm là xử lý sao cho tốt, không nên làm cho chính mình bị cô lập. Vương Tử Quân tin tưởng phương diện tỏ thái độ của chủ tịch Diêm, thế nhưng trên đời này tuy có không ít người có đạo đức tốt như chủ tịch Diêm, cũng có không ít những người có tâm tư không tốt. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, thế nhưng nếu hắn đắc tội với quá nhiều người thì căn bản cũng gây bất lợi cho việc triển khai mở rộng công tác. Nếu như hắn biến thành đối thủ của đại đa số mọi người, không những sẽ tạo nên sự việc phức tạp, gây khó khăn cho việc mở rộng phát triển công tác của mình, thậm chí còn có thể rơi vào tình huống chim trời gãy cánh. Những người có năng lực trong lịch sử cũng không phải ai cũng cứng nhắc, nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn nhịn không được mà bật cười. Thầm nghĩ mình thật sự có chút hoài cổ, lại dám so sánh mình với các tiền nhân năm xưa. Bố, mẹ nói bố con mình xuống ăn cơm. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân, nó ôm lấy cổ bố rồi nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mập mạp của Tiểu Bảo Nhi, thế là không nhịn được đưa tay véo một cái. Nhưng hắn còn chưa thực hiện được hành vi của mình thì đã bị Tiểu Bảo Nhi dùng giọng chính đáng kháng nghị, cô giáo của con nói, không nên tùy tiện véo mặt trẻ con. À, khi con còn bé nói bố mua đồ chơi, không phải nói là sẽ làm đồ chơi cho bố sao? Vương Tử Quân cúi đầu chợt nghĩ đến những câu nói vui đùa của Tiểu Bảo Nhi khi còn nhỏ. Thế là nở nụ cười xấu xa nói, cô giáo có dạy cho con biết câu, nam tử hán đã nói là phải làm không? Tiểu Bảo Nhi khẽ chớp mắt, lại cau mày, Vương Tử Quân nhìn cái miệng nhỏ của con trai vểnh lên thì không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười. Nhưng hắn cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc nói, Tiểu Bảo Nhi không phải là người nói mà không làm đấy chứ. Bố đã từng nghe qua câu trẻ con nói thì không chấp nhất chưa? Bố cũng tin sao? Sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Tiểu Bảo Nhi quyết định mình không phải là món đồ chơi cho bố, sau đó làm mặt quỷ với Vương Tử Quân rồi vui vẻ chạy đi. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy đi thì không khỏi cười lên ha hả, tâm tình có chút hậm hực cũng tốt đẹp hẳn lên. Mùa xuân là thời điểm tốt nhất trong năm, cây cối nảy mầm, không gian thoải mái mát mẻ. Vương Tử Quân dùng xẻng đào hố để Triệu Hiểu Bạch đặt một cây con vào bên trong, sau đó vùi đất lại. Bốn phía chung quanh Vương Tử Quân cũng có không ít người đang đào hố chuyển cây. Chủ tịch Vương, tôi tin tưởng không tới vài năm thì cây của ngài trồng sẽ cực kỳ cao lớn. Hải Bác đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười nói. Vương Tử Quân khá tán thưởng chủ tịch Hải Bác của thành phố rừng mật. Người này công tác có đầu óc, mặc dù không tỏ thái độ quá nhiều với Sầm Vật Cương, thế nhưng có thể phát triển thuận lợi giữa mình và Sầm Vật Cương, xem như cũng có bản lĩnh cao. Vương Tử Quân có vẻ hơi mệt, hắn vừa nén chặt đất vừa cười nói, chỉ hy vọng là như thế. Hải Bác cười cười nói, nhất định là như thế. Hai người nói chuyện rồi nở nụ cười ăn ý, Vương Tử Quân buông xẻng nói với Triệu Hiểu Bạch, Chủ tịch Hải Bác, vì chuyện tôi đến đây trồng cây mà các anh đã chuẩn bị không ít phải không? Chủ tịch Vương, chúng tôi cũng có chút chuẩn bị, thế nhưng những sự chuẩn bị như vậy đều là cần thiết. Phải biết rằng làm gương luôn có lợi. Có sự coi trọng của ngài thì công tác trồng cây vào mùa xuân của thành phố chúng tôi sẽ ngày càng được coi trọng hơn. Hải Bác hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn thông minh dùng thái cực quyền đẩy sang một bên. Hắn giống như trả lời vấn đề của Vương Tử Quân, thế nhưng thực tế lại đẩy tất cả trách nhiệm ra khỏi người mình. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn cũng không dây dưa nhiều đến vấn đề này, hắn chỉ vào những cây vừa được trồng rồi nói, Chủ tịch Hải Bác, trồng cây chỉ mất một giờ. Tuy nhìn qua có vẻ oanh liệt nhưng công tác thật sự cần quan tâm chính là bảo dưỡng về sau.
Năm xưa khi tôi công tác ở nông thôn, quần chúng có một câu vẻ như thế này, mùa xuân trồng một rừng cây, mùa hè chỉ còn lại một nửa, mùa thu còn lại một cây, mùa đông không còn cây nào, năm sau lạ trồng tiếp. Tôi cũng không hy vọng những mầm cây chúng ta bỏ công trồng xuống lại xuất hiện tình huống này. Chương 1678-2, lính đến tướng đỡ, nước tới đắp đê. Hải Bác nghe câu nói của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy thành phố rừng mật không xuất hiện tình huống này, thế nhưng thủ trưởng đã lên tiếng cũng không làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh tự tin cho được. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ra cơ chế mạnh để đảm bảo cây xanh được chăm sóc tốt, không những để cho những cây chúng ta trồng phát triển tốt, còn cố gắng biến thành phố rừng mật thành một thành phố xanh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn có vài phần kính trọng Hải Bác, vì người này có ý nghĩ tân tiến, có cùng quan điểm với mình, thế nên rất thỏa mãn. Hắn buông xẻng tiến lên phía trước vài bước, sau đó chợt xoay người nói, Chủ tịch Hải Bác, hai ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào lúc này đi dạo một chút. Hải Bác biết rõ Vương Tử Quân có việc cần bàn với mình, có thể được lãnh đạo nói riêng, đây căn bản là Hải Bác cầu còn chưa được. Vương Tử Quân đi trên mảnh đất đã có dấu hiệu cỏ xanh, hắn tùy ý trò chuyện với Hải Bác. Hắn nói đến vài chuyện nhỏ, Hải Bác căn bản dùng tốc độ nhanh nhất để cho ra câu trả lời với Vương Tử Quân. Sau khi hỏi han về sự phát triển của thành phố rừng mật, Vương Tử Quân chợt nói với Hải Bác, Chủ tịch Hải Bác, lần này công tác chỉnh đốn các khu quy hoạch của thành phố rừng mật như thế nào rồi? Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy công tác này căn bản là khá tốt. Ngài cũng biết đến tình huống của thành phố rừng mật chúng tôi, ngoài vài sản nghiệp trọng yếu của tỉnh, những khu quy hoạch của thành phố chúng tôi cũng có tác dụng làm đầu tàu kinh tế. Các khu quy hoạch của tuyến quận huyện cũng có trình độ khá cao. Nếu nói không khoa trương thì các khu quy hoạch ở các quận huyện của chúng tôi cũng có thứ hạng khá cao, nói về thực lực kinh tế thì mạnh hơn các khu quy hoạch ở nơi khác. Hải Bác cũng không phải nói ngoa, với hoàn cảnh địa lý của thành phố rừng mật, nó quyết định khả năng phát triển cao độ của các quận huyện nội thành. Nói về quy mô và thành tích thì không thể nói là kém, thậm chí còn có nhiều nơi phát triển vượt bậc. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Hải Bác là gì. Lần này hai thành phố rừng mật và Linh Long kiểm tra lẫn nhau, hai bên có ít nhất 4 khu quy hoạch bị cho vào danh sách cần chỉnh lý. Hải Bác là chủ tịch thành phố rừng mật, tất nhiên hắn cũng không muốn triệt hạ các khu quy hoạch của mình. Chủ tịch Hải Bác, trình độ phát triển kinh tế của các anh là rất tốt, nhưng tôi nghe nói trong thành phố các anh có 2 khu quy hoạch cách nhau chỉ hơn 5 km. Vương Tử Quân nở nụ cười bình tĩnh ôn hòa thế nhưng ánh mắt lại có vài phần chân thật đáng tin. Hải Bác nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, thế là không nhịn được phải khẽ gật đầu. Vương Tử Quân nói không sai, tình hình hai huyện của thành phố rừng mật của bọn họ thật sự giống như lời nói của Vương Tử Quân. Vì vấn đề địa vực nên hai huyện này xây dựng 2 khu quy hoạch ở gần bên nhau, kết quả của nó là 2 khu quy hoạch này cạnh tranh với nhau rất mạnh. Chủ tịch Vương, điều này, Hải Bác muốn giải thích thì Vương Tử Quân khoát tay nói, tôi biết rõ, đây được tạo thành vì nguyên nhân lịch sử. Hơn nữa 2 khu quy hoạch cạnh tranh với nhau đều phát triển tốt, xem như không tệ. Sau khi nghe Vương Tử Quân chủ động giải thích cho mình, Hải Bác không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết rõ tính cách của Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương cũng không tỏ ra bất mãn với những lời kháng nghị của mình. Chủ tịch Vương, nhìn từ tổng thể thì thấy xóa bỏ vài khu quy hoạch thật sự có lợi, cũng xem như một hành động đả kích thành tích ảo. Nhưng nếu đặt trên phương diện địa phương, chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến tính tích cực phát triển kinh tế của cán bộ địa phương. Đặc biệt là hành động của ngài có quy mô quá lớn, tôi cảm thấy có hơi khó khăn. Hải Bác trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình. Có hơi khó khăn tuy là khó khăn không nhiều thế nhưng Hải Bác nói ra mà vẫn cảm thấy trái tim đập rất mạnh. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là chủ tịch tỉnh, là một người có thể quyết định tương lai chính trị của mình, nếu mình nói như vậy. Có thể chôn xuống đất tai họa ngầm cho mình vào tương lai hay không? Vương Tử Quân không nói gì, hắn đứng trên một sườn đất, cảm nhận được luồng gió mát trong không khí. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói, anh cảm thấy lần này tôi áp dụng phương án xử lý các khu quy hoạch là có chút khó khăn sao? Có khá nhiều, Hải Bác đã bắn cung thì không thể quay đầu, hắn giống như đã quyết định nói ra ý nghĩ của mình, thế là đơn giản cắn răng nói. Tôi cảm thấy không nên xóa bỏ hoàn toàn các khu quy hoạch kém phát triển, cần phải cho bọn họ phát huy tác dụng, cho bọn họ một cơ hội. Vương Tử Quân không nói gì thêm,
hắn chỉ vỗ vỗ lên vai của Hải Bác, sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Hải Bác nhìn vị chủ tịch tỉnh trẻ hơn mình khá nhiều đang nở nụ cười vẻ hăng hái, hắn không khỏi sinh ra cảm giác lời nói của mình hôm nay rất đúng. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn lại cảm thấy không đúng, chính mình hiểu ra vấn đề, chẳng lẽ chủ tịch Vương không biết? Chẳng lẽ chủ tịch Vương không có tính toán của mình? Khi Hải Bác cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, chợt thấy Vương Tử Quân cầm xẻng lên tiếp tục đào đất. Hải Bác cũng nhanh chóng nhận xẻng từ trong tay nhân viên, khi chuẩn bị đào thì điện thoại vang lên. Hải Bác lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là điện thoại của Bí Thư Hào Đạt Thành huyện Trầm Thủy. Hải Bác rất tán thưởng Bí Thư Hào do một tay mình đề bạt lên, hắn nghe máy rồi trầm giọng nói, có chuyện gì vậy? Chủ tịch, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ? Giọng nói của Hào Đạt Thành vẫn khá lớn và thô kệch, thế nhưng bây giờ Hải Bác lại thấy âm thanh này rất dễ nghe. Bây giờ tôi đang bận, anh có gì cứ nói đi. Nếu là trước kia thì Hải Bác cũng không ngại trò chuyện một lúc với Hào Đạt Thành, nhưng bây giờ thì lại khác, vì có Chủ tịch Vương ở bên cạnh, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến thủ hạ của mình. Hào Đạt Thành cười hì hì nói, tôi nghe nói Chủ tịch tỉnh đến thành phố rừng mật chúng ta trồng cây. Thế nên có vài lời muốn nhờ chủ tịch ngài lên tiếng. Hải Bác không lên tiếng, hắn thầm nghĩ Hào Đạt Thành càng ngày càng lớn gan, xem ra mình còn chưa gõ đầu người này nhiều lắm, sau Hà Ni không thể tiếp tục thân mật khăng khít, nếu không quan uy của mình sẽ giảm xuống. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó dùng giọng có vài phần nghiêm túc nói, có chuyện gì thì anh cứ nói, đừng kéo dài thời gian. Là thế này, chủ tịch. Không phải khu quy hoạch của huyện chúng tôi lần này không vượt qua kiểm tra sao? Điều này, Hào Đạt Thành còn chưa nói xong thì Hải Bác đã từ chối, tiểu tử cậu đừng có ý như vậy nữa, tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi muốn xử lý công bằng với các quận huyện trong thành phố, nếu như anh được điều tốt, người khác lại không có được, tôi sẽ phải nói với các đồng chí kia như thế nào? Chủ tịch, không phải là tôi làm khó ngài, nhưng chúng tôi đã làm tốt công tác của mình. Khi nào mà Chủ tịch Vương hỏi ngài, ngài chỉ cần nói vài câu có ích cho huyện chúng tôi là được. Hào Đạt Thành nhanh chóng lên tiếng. Cái gì mà nói một tiếng là được? Hải Bác có chút kinh hãi, thầm nghĩ tôi còn chưa hoàn thành được việc của mình, các anh có thể làm được sao? Thế là không khỏi trầm giọng nói, tiểu tử anh không phải ép tôi ra mặt nói với lãnh đạo đấy chứ? Chương 1679, một khúc chiết tất nhiên phải qua Tang Thương. Hải Bác là người thông minh, hắn nhìn thấy rõ trạng thái chính trị của tỉnh Mật Đông hiện tại. Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân có vài lần giao thủ với nhau, giống như cũng không nhận được kết quả tốt. Thật sự thì hắn cũng không hy vọng hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng, ngược lại mong làm sao cho hai người này tương hòa, cùng nhau đưa Mật Đông phát triển mạnh mẽ. Tuy ý nghĩ như vậy là tốt thế nhưng cũng chỉ là mong muốn. Với vị trí của Hải Bác thì căn bản không thể có chút ảnh hưởng đến hai vị lãnh đạo này. Hải Bác vừa thầm suy nghĩ vừa nghe báo cáo của Hào Đạt Thành. Chủ tịch Hải, ngày hôm qua tôi có cùng vài vị cán bộ lão thành đi tìm anh Trần. Ông cụ năm xưa từng nhận chức ở huyện chúng tôi, quê nhà là huyện chúng tôi, thế nên cực kỳ có cảm tình với huyện Trầm Thủy. Chúng tôi căn bản nhờ cậy ông cụ vài vấn đề, ông cụ cũng đã đồng ý sẽ nói chuyện này với Chủ tịch Vương. Tôi tin tưởng ông cụ chỉ cần ra mặt, vấn đề khó khăn này sẽ được giải quyết. Hào Đạt Thành nói, giống như cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của mình. Anh Trần là một trong những vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ trước Tết Hải Bác còn đi thăm hỏi người này. Bây giờ nghe nói đám Hào Đạt Thành tìm đến gặp chủ tịch Trần, hắn không khỏi đổ mồ hôi thay cho chủ tịch Vương. Trong tỉnh Mật Đông có định luận rõ ràng về lực chấp hành của chủ tịch Vương. Dù cho có khó khăn thế nào chỉ cần Chủ tịch Vương ra tay thì sẽ không là vấn đề. Vì vậy sự kiện này sẽ sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn đây? Giống như chỉ sau một đêm đã có cực kỳ nhiều người chạy quan hệ vì khu quy hoạch trong địa phương mình. Không ít lãnh đạo huyện chạy đến tìm lão lãnh đạo đã về hưu hay đang giữ chức trên tỉnh có liên quan để hy vọng Chủ tịch Vương có thể mở một mặt lưới cho mình, căn bản là cho khu quy hoạch có một đường sống. Mặc dù khu quy hoạch dưới huyện chủ yếu là gân gà, ăn cũng không có hương vị gì, bỏ lại đáng tiếc, thế nhưng dù thế nào cũng sẽ là một cơ sở thành tích. Mình bây giờ nhận chức không những không phát dương quang đại, ngược lại còn đánh mất đi cơ sở phát triển trong tương lai, người ta không nói nhưng lại thầm chửi chó má sau lưng, nói anh là lãnh đạo vô năng, bại gia tử. Là một lãnh đạo dù biết chuyện này không thể làm, thế nhưng anh cũng phải bày ra tư thái chính đáng.
Hơn nữa nhiều lãnh đạo địa phương căn bản không chịu bó tay chịu trói trong sự kiện này. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, phòng làm việc của lão cũng không được yên tĩnh. Sáng hôm nay lão đã tiếp ba vị cựu chiến binh, ý nghĩa của các vị cán bộ lão thành này chính là mong lão hạ thủ lưu tình ở phương diện liên quan đến khu quy hoạch của địa phương. Sầm Vật Cương có biểu hiện tương đối nhiệt tình với các vị cán bộ lão thành, thế nhưng khi nói đến phương diện này thì lão không tỏ thái độ, căn bản chỉ nói tuyến tỉnh có ý nghĩ riêng ở phương diện này. Tất nhiên các cán bộ lão thành cũng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, vì vậy bọn họ thở ngắn than dài một phen, cũng không dây dưa quá nhiều. Chỉ là mong sao bí thư Sầm có thể quan tâm đến phương diện này một chút. Sau khi tiễn chân người biện hộ cuối cùng, Sầm Vật Cương thở dài một hơi, lão nghĩ đến những gì vừa phát sinh trong phòng làm việc của mình. Thầm nghĩ lúc này chỉ sợ ở phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không phải ít người và thoải mái hơn mình. Sầm Vật Cương cảm thấy Vương Tử Quân dù suy nghĩ cho sự phát triển của Mật Đông, thế nhưng tóm lại thì trong sự việc này vẫn thiếu suy xét ổn thỏa. Vì một chuyện như vậy mà làm cho lòng người bàng hoàng, bây giờ lại có quá nhiều người đến cầu tình, có lẽ lúc này Vương Tử Quân đang cảm thấy sứt đầu mẻ trán vì hành vi tưởng chừng là cao minh của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký trưởng Phương Anh Hồ đi vào. Khi hắn thấy trong phòng vẫn còn đầy mùi khói thuốc, hắn đi ra mở cửa sổ rồi cười nói với Sầm Vật Cương, bí thư, có phải ngài vừa tiến chân các vị lão lãnh đạo hay không? À, sức khỏe của các lão lãnh đạo là rất tốt. Anh Hồ, anh sắp xếp cho hội cựu chiến binh, để bọn họ tổ chức nhiều hoạt động cho các cựu chiến binh vào thời điểm mùa xuân thế này. Sầm Vật Cương lắc đầu rồi khẽ nói với Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng rồi cười nói, vừa rồi tôi ra khỏi cửa cũng có vài người đến chờ, mục đích của bọn họ chính là muốn tôi giúp đỡ bọn họ nói vài lời, để cho khu quy hoạch trong huyện của bọn họ được tiếp tục bảo trì. Anh đồng ý sao? Sầm Vật Cương xoay người nhìn Phương Anh Hồ rồi hỏi. Phương Anh Hồ lắc đầu nói, bí thư, tôi nào dám đồng ý điều này. Dù sao đây cũng là sự việc mà bên phía chính quyền thúc đẩy, nhưng tôi căn bản là muốn chối cũng không được. Bây giờ người bên dưới đều đã thành tinh, bọn họ dùng đại nghĩa phát triển kinh tế địa phương để kéo các vị lão lãnh đạo ra nói giúp vài lời. Các vị lãnh đạo nói tuyến huyện phát triển không dễ dàng, căn bản là tôi không biết dùng đường nào để chối từ. Ha ha ha, Sầm Vật Cương chỉ vào Phương Anh Hồ rồi nói, tôi nghe nói năm xưa lão chủ tịch huyện thiếu chút nữa đã tuyển anh làm con rể có phải không? À, lão chủ tịch rất coi trọng tôi, chỉ là... Đáng tiếc là cô ấy lại không muốn. Phương Anh Hồ nói đến chuyện năm xưa thì không khỏi nở nụ cười tự giễu nói. Hai người cười vài tiếng, sau đó Sầm Vật Cương cười nói, anh cảm thấy chuyện này nên làm thế nào cho tốt? Bí thư, tôi cảm thấy ở sự kiện này thì ngài nên tôn trọng ý kiến của Chủ tịch Vương, dù sao thì đây cũng là công tác mà Chủ tịch Vương chú trọng phổ biến. Phương Anh Hồ nói đến đây thì hạ thấp âm thanh xuống một chút. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát, cũng không nhanh chóng lên tiếng. Lão biết rõ câu nói của Phương Anh Hồ là cực kỳ có lợi cho mình, dù sao thì mình cũng không phải là người trực tiếp quản chuyện này, nếu như ném tất cả cho Vương Tử Quân, người ta cũng tuyệt đối không nói gì được. Nhưng bây giờ tình hình có hơi lộn xộn, nếu hoàn toàn giao nó cho Vương Tử Quân, chẳng phải đang muốn làm cho người ta không thoải mái sao? Trong đầu Sầm Vật Cương chợt lóe lên vài ý nghĩ, lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên. Sầm Vật Cương trần chờ giây lát, Phương Anh Hồ nhìn thấy bí thư Sầm không tỏ thái độ gì, thế là đi ra mở cửa. Khi Phương Anh Hồ mở cửa ra thì thấy phó bí thư Văn Thành Đồ đang đứng bên ngoài. Sau vài phen giao thủ thì Văn Thành Đồ bây giờ có vẻ đứng càng ngày càng vững hơn, khi thấy Phương Anh Hồ thì khẽ cười rồi chào hỏi Sầm Vật Cương, bí thư Sầm, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ. Chương 1679, 2, khúc chiết tất nhiên phải qua Tang Thương. Sầm Vật Cương cười cười nói, tôi đã bàn xong chuyện với thư ký trưởng, mời bí thư Văn vào phòng ngồi. Sầm Vật Cương vẫn bảo trì sự tôn trọng với phó bí thư Văn Thành Đồ. Nếu như Văn Thành Đồ biết rõ tình cảnh của Vương Tử Quân khi đến Mật Đông, nhất định sẽ tự cảm thấy mình rất may mắn, chính mình căn bản nhận được thêm vài phần kính trọng. Cho dù Sầm Vật Cương sở dĩ cho ra vài phần kính trọng được quyết định bằng vị trí của Văn Thành Đồ vào lúc hiện tại, thế nhưng có một điều quan trọng khác chính là vì Mật Đông có Vương Tử Quân. Năm xưa Sầm Vật Cương dùng ưu thế tuyệt đối để hoàn toàn áp đảo Đường Chấn Huy, vì vậy cũng không quá quan tâm đến Vương Tử Quân.
Bây giờ Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương nhìn qua có vẻ hòa thuận êm ái thế, nhưng một vài người có kinh nghiệm thế sự lại thấy rõ hai người có cạnh tranh. Mặc dù sau khi Vương Tử Quân tuyển cử thành công thì căn bản đặt tất cả tâm tư lên phương diện công tác, thế nhưng Sầm Vật Cương vẫn cảm thấy mình bị uy hiếp. Nhìn từ góc độ của Sầm Vật Cương thì căn bản cực kỳ coi trọng cảm giác bị uy hiếp này. Bí thư, đây là một văn kiện của phòng tổ chức, ngài đã xem qua chưa? Văn Thành Đồ nói rồi đưa một phần văn kiện cho Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, trong văn kiện chính là các vị trí còn trống sau khi cán bộ về hưu hoặc điều chỉnh công tác. Có hai vị trí quan trọng mà người ta cần quan tâm, một là Giám đốc Sở Giao thông Công Chánh, hai là Bí thư Thị ủy Thanh Chuyên. Nếu so ra thì vị trí Giám đốc Sở Giao thông căn bản có lực hút hơn, vì Bí thư Thị ủy Thanh Chuyên tuy cùng cấp với Giám đốc Sở Giao thông, thế nhưng tình huống của thành phố Thanh Chuyên không làm cho người ta cảm thấy thích thú. Phòng tổ chức tỉnh ủy đã nói ra hai đồng chí phù hợp với vị trí Giám đốc Sở Giao thông, mà ở vị trí Bí thư Thị ủy Thanh Chuyên chỉ có một lời đề nghị, đó là Chủ tịch Phùng Vũ Trách thành phố Thanh Chuyên. Sầm Vật Cương đã nhận được văn kiện này trước Văn Thành Đồ, khi Uông Thanh Minh còn chưa xác định được rõ ràng nhân tuyển thì đã đưa văn kiện này đến, chủ yếu là trưng cầu ý kiến của Sầm Vật Cương. Nhưng lúc này Sầm Vật Cương vẫn cố gắng bày ra bộ dạng chăm chú. Lão nhìn danh sách một lúc, sau đó mới giống như vô tình nói với Văn Thành Đồ, tôi cũng vừa xem qua văn kiện này, nhưng có vài vị trí mà tôi cảm thấy phòng tổ chức nên xem xét lại cho chu đáo. Bí thư, phương diện điều động lần này tôi cảm thấy chúng ta nên chú ý đến cán bộ trẻ. Lúc này trẻ hóa cán bộ đang được đề cao, chúng ta nên cho cán bộ trẻ một cơ hội, để đẩy bọn họ lên võ đài chính trị rộng rãi hơn. Văn Thành Đồ tiếp tục lên tiếng, đổi mới quan niệm sẽ có thể thúc đẩy phát triển, phương diện này người trẻ tuổi dễ dàng tiếp nhận hơn chúng ta. Vài năm qua thành phố Thanh Chuyên căn bản không có điểm nhấn phát triển nào, tôi cảm thấy chúng ta nên lấy Thanh Chuyên làm nơi thí điểm. Sầm Vật Cương nhìn Văn Thành Đồ chậm rãi lên tiếng mà không khỏi nở nụ cười lạnh, lão biết rõ ý nghĩa lời nói của Văn Thành Đồ. Trong tranh đấu lần trước thì Văn Thành Đồ đã phải nếm mùi khổ sở. Bây giờ tất nhiên muốn tìm lại thể diện của mình. Lần này Vương Tử Quân chỉnh đốn khu quy hoạch lấy thành phố Thanh Chuyên làm đầu tàu công tác, là địa phương bắn phát súng khai hỏa đầu tiên. Cũng vì tác dụng gương mẫu của thành phố Thanh Chuyên mà mới có kết quả oanh liệt như lúc này. Thanh Chuyên sở dĩ làm được như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên là Phùng Vũ Trách nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân. Bây giờ Văn Thành Đồ căn bản áp đặt ý nghĩ trẻ hóa cán bộ lên vị trí Bí thư Thị ủy Thanh Chuyên, có lẽ là xuất phát từ điểm này. Mặc dù Sầm Vật Cương có chút khinh thường ý nghĩ của Văn Thành Đồ, thế nhưng lão vẫn thản nhiên nói, trước nay chúng ta luôn cố gắng nếm thử phương diện trẻ hóa cán bộ, tôi cảm thấy trẻ hóa cán bộ là một sự kiện tốt, rất có lợi cho sự triển khai mở rộng công tác. Tôi sẽ đem ý kiến của ngài nói với trưởng phòng Uông, để cho anh ấy cân nhắc thêm một chút. Văn Thành Đồ khẽ cười với Sầm Vật Cương rồi nói. Sau khi nói xong thì Văn Thành Đồ chuẩn bị rời đi, nhưng Sầm Vật Cương lại chỉ lên bàn trà nói, Bí thư Văn, anh còn chưa uống một ngụm trà nào, sao lại vội vàng bỏ đi rồi? Hai người chúng ta đã nhiều ngày chưa trò chuyện với nhau, tâm sự một chút cũng không có vấn đề. Nói thật, tôi cũng muốn thổ lộ tâm tình với Bí thư, vì hai người chúng ta cũng đã lâu rồi chưa trò chuyện với nhau. Văn Thành Đồ nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, Bí thư Sầm, trên thế giới này có đôi khi anh không thể không cảm thấy quá nhỏ bé, ví dụ như hôm nay, sáng sớm tôi đi làm thì nhận được điện thoại của một người bạn cũ, anh ấy kính nhờ tôi quan tâm đến khu quy hoạch trong huyện của mình. Văn Thành Đồ nói đến đây thì tỏ ra rất cảm khái, nếu không phải tôi đến công tác ở Mật Đông, chỉ sợ anh ấy cũng không gọi điện thoại cho tôi. Sầm Vật Cương khẽ cười rồi nói, xem ra Bí thư Văn cũng bị quấy rầy vì sự kiện này. Chỗ tôi căn bản là có nhiều người hơn, mới sáng sớm đi làm đã có 3 người đến phòng làm việc của tôi, tất nhiên cũng chỉ vì một việc, đó là mong tôi nói lời biện hộ cho khu quy hoạch dưới huyện nhà, để cho Chủ tịch Vương có thể hạ thủ lưu tình. Tôi tất nhiên không thể nào so sánh với ngài được, ngài là người đứng đầu một tỉnh, là người xử lý tất cả sự việc ở Mật Đông. Người ta không tìm đến ngài thì còn tìm đến ai? Văn Thành Đồ mỉm cười nói một câu, sau đó hai người cười phá lên ha hả. Chuyện này có tìm tôi cũng không được gì, vì Chủ tịch Vương là người chủ trì sự kiện này, nên cứ để anh ấy thao tác thì hay hơn.
Sầm Vật Cương nói đến đây thì thở dài, có một số việc nhìn qua thì khá dễ dàng, thế nhưng muốn thật sự làm được thì hơi khó. Sầm Vật Cương nói những lời này giống như cảm khái, thế nhưng lại giống như đang muốn biểu đạt tâm tình của mình. Hạ Kiến Trương đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang tiếp điện thoại. Vương Tử Quân tươi cười nói với đầu dây bên kia, mở miệng là gọi lão lãnh đạo, căn bản rất thân mật. Khi Hạ Kiến Trương đang do dự có nên lảng tránh đi hay không, lúc này Vương Tử Quân dùng giọng ngại ngùng nói, lão lãnh đạo, tôi còn có chút công tác, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi đứng lên khỏi ghế salon rồi cười nói, vừa rồi một vị lão lãnh đạo gọi điện thoại đến, nói đến chuyện một huyện trong tỉnh, xem ra các đồng chí của chúng ta căn bản là thần thông quảng đại. Chương 1680, ngày không thông thì đêm. Hai ngày qua Hà Kiến Trương có thể nói là cảm nhận rất sâu, tuy hắn không phải là người chủ khảo công tác chỉnh lý các khu quy hoạch, thế nhưng lại là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Lão là người công tác nhiều năm ở Mật Đông, tất nhiên sẽ càng có nhiều mối quan hệ hơn Vương Tử Quân. Vì nguyên nhân này mà những ngày qua điện thoại của Hà Kiến Trương giống như nổ tung lên. Lão lãnh đạo hoặc người giúp đỡ công tác trước kia căn bản đều gọi điện thoại đến, thậm chí có người chạy đến nhà tìm người. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là mong sao chủ tịch Hà giúp đỡ nói vài lời vượt qua cửa ải của chủ tịch Vương. Hà Kiến Trương cảm thấy rất phiền muộn vì những yêu cầu như thế này, thế nhưng dù sao đó cũng là những vị lãnh đạo cũ hay những người đồng sự trước kia, dù thế nào thì hắn cũng phải nể mặt bọn họ. Hà Kiến Trương lại biết rõ chủ tịch Vương Hà quyết tâm rất lớn ở sự kiện này, hơn nữa trong tỉnh càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía chủ tịch Vương, chính mình sao lại có thể gây thêm phiền toái cho lãnh đạo được. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, chủ tịch, đây là sự kiện khó thể tránh khỏi, có ai mà không có quan hệ xã hội cơ chứ? Vương Tử Quân cười ha hả nói, anh Hà nói rất đúng, ai mà không có người thân và bạn bè. Cũng vì nguyên nhân này mà một số việc tưởng chừng như đơn giản lại rất phức tạp. Vương Tử Quân nói làm cho tâm tư của Hà Kiến Trương trầm xuống, thầm nghĩ không phải là chủ tịch Vương đã không chịu được áp lực, chuẩn bị thỏa hiệp rồi sao? Nếu như Vương Tử Quân chọn phương án thỏa hiệp thì Hà Kiến Trương căn bản không biết có gì là bất ngờ. Dù sao thì áp lực là quá lớn, nếu nhưng cưỡng chế thực hiện, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hai bên cùng tổn thương. Hà Kiến Trương nghĩ đến phương diện lưỡng bại câu thương thì không khỏi cười cười nói, chủ tịch, có một số việc có 10 phần mục tiêu nhưng hoàn thành được 7 phần thì xem như đã tốt rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đứng lên khỏi ghế rồi cười nói, chủ tịch Hà, tôi hiểu rõ ý nghĩ của anh, thế nhưng có một số việc không thể hoàn thành lại làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Hà Kiến Trương lúc này còn định an ủi Vương Tử Quân hai câu, thế nhưng lại cảm thấy không có lời nào để nói. Chủ tịch Hà, tôi cũng là người từ cơ sở đi lên, cũng hiểu nhiều chuyện. Nếu vì chuyện này mà nổi giận thì căn bản là không ra gì. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay áo nói, thật ra trước đó khi yêu cầu văn phòng cho ra kế hoạch thì tôi đã chuẩn bị tốt những phương diện này rồi. Khi yêu cầu văn phòng cho ra văn kiện, Hà Kiến Trương chợt sững sờ, hắn hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Thì ra khi yêu cầu văn phòng cho ra kế hoạch thì Vương Tử Quân đã nghĩ đến phương diện này. Thế là trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm giọng nói, chủ tịch, ngài chuẩn bị như thế nào? Chờ thêm một thời gian nữa, đến khi đúng thời điểm thì chúng ta sẽ ném phương án thứ hai. Nếu như khi đó căn cứ vào điều kiện và tiếp tục cạnh tranh mà không được, như vậy cũng đừng trách chúng ta. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói, anh nói xem những người đang tìm cách chạy quan hệ kia, bọn họ có mời các xí nghiệp ra mặt khi mà chính mình không đủ điều kiện hay không? Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là hắn cũng không khỏi cười nói, chủ tịch Vương, tôi cảm thấy khả năng này là rất lớn. Hai người nói rồi đều nở nụ cười, Vương Tử Quân xem qua vài văn kiện, sau đó dùng giọng như bình thường nói, chủ tịch Cố bên kia có lẽ sắp không chịu đựng được nữa rồi, đến khi đó tôi sẽ cho ra phương án thứ hai để anh ấy chấp hành. Hà Kiến Trương nghĩ đến tình huống Cố Tắc Phiêm phổ biến phương án thứ hai, thế là không khỏi nở nụ cười. Tuy hắn không nghe được bất kỳ tin tức gì, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt vào lúc này là do có người trợ giúp, mà người có khả năng nhất trong sự kiện này chính là. Cố Tắc Phiêm uống một ngụm nước rồi dùng ánh mắt khó xử nhìn Nghiêm Khâm Binh, anh Nghiêm,
anh cũng biết trong sự kiện khó xử này thì tôi chỉ là một bài trí cho vui, là kẻ điếc tai, anh cảm thấy Chủ tịch Vương sẽ để cho tôi làm chủ ở sự kiện này sao? Chủ tịch Cố, chẳng lẽ nghĩ biện pháp dàn xếp ổn thỏa một chút cũng không được sao? Nghiêm Khâm Minh trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Cố Tắc Phiêm. Cố Tắc Phiêm đứng lên khỏi ghế salon rồi vỗ lên vai của Nghiêm Khâm Minh, anh Nghiêm, anh cũng không phải không biết tôi chẳng thể nào làm chủ được sự kiện này. Nếu là chuyện khác thì đừng nói là anh tự mình đi đến, cho dù anh chỉ cần gật đầu, tôi cũng sẽ cố gắng xử lý thỏa đáng cho anh. Chuyện này Chủ tịch Vương tự mình nắm bắt, nếu muốn vượt qua công tác lần này, cũng chỉ có Chủ tịch Vương mới quyết định được. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì nhìn về phía Nghiêm Khâm Minh, nếu không thì anh tự mình đến tìm Chủ tịch Vương là được. Nghiêm Khâm Minh khẽ gãi đầu, hắn không nói thêm điều gì. Sau khi uống xong ly trà thì rời khỏi phòng làm việc của Cố Tắc Phiêm. Sau khi tiễn chân Nghiêm Khâm Minh, gương mặt nghiêm túc của Cố Tắc Phiêm chợt xuất hiện nụ cười. Những ngày qua dù Cố Tắc Phiêm đối mặt với ai cũng bày ra gương mặt cực kỳ khó xử, nhưng thực tế thì hắn lại cực kỳ vui sướng. Vương Tử Quân bỏ ra nhiều tinh lực vào phương diện xử lý chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh, thậm chí khi yêu cầu tỉnh ủy thực hiện quyết tâm thì càng không tiếc dùng lực thúc đẩy lãnh đạo trung ương. Có thể nói sự kiện này hoàn thành thì công lao đều là của Vương Tử Quân, tuy Cố Tắc Phiêm là người được Vương Tử Quân đẩy ra xử lý công tác, thế nhưng thực tế chỉ là kiếm người vất vả mà thôi, cho dù có chút công lao thì chỉ là hưởng phần hào quang dư thừa của Vương Tử Quân. Tình huống này nếu như Vương Tử Quân kiên trì nguyên tắc, không chịu mở một mặt lưới, như vậy không phải đắc tội với đám người đang chạy trọt xin xỏ kia sao? Một khi Vương Tử Quân mở mặt lưới, như vậy công tác mà Vương Tử Quân đang cố gắng thúc đẩy sẽ là kiếm củi 3 năm đốt sạch 1 giờ, tất cả cố gắng ban đầu như nước chảy về biển đông. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến sự khổ sở của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, chỉ sợ kết quả kia xảy ra sẽ là một vết mực bẩn trong lý lịch công tác của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Hắn nhanh chóng quay lại bàn làm việc của mình, tiếp tục xem xét văn kiện. Khi Cố Tắc Phiêm còn chưa xử lý xong một văn kiện thì thư ký gõ cửa đi vào, đi theo sau lưng thư ký của hắn là một người thanh niên tinh thần phấn chấn, người này đi đến trước mặt Cố Tắc Phiêm rồi cung kính nói, chào Chủ tịch Cố. Cố Tắc Phiêm nhìn người cán bộ trẻ tuổi kia, hắn chợt bật người lên giống như dưới mông có lò xo, tiểu tả, cậu đến Mật Đông khi nào, sao không gọi điện thoại cho tôi? Nếu bố cậu có hỏi, tôi làm sao có thể nói chuyện được đây? Viên cán bộ trẻ tuổi được Cố Tắc Phiêm gọi là tiểu tả khẽ cười nói với Cố Tắc Phiêm, chú Cố, cháu vừa mới đến mà thôi. Sau khi thư ký rời khỏi phòng thì Cố Tắc Phiêm bắt đầu hỏi về cuộc sống của tiểu tả, tất nhiên hỏi nhiều nhất liên quan đến tình hình cuộc sống gần đây của bố tiểu tả, thậm chí hỏi ăn cơm có ngon không, năm xưa có bệnh tim, bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Cảm ơn chú Cố quan tâm, lần này cháu đến là có chuyện phiền toái cần nhờ chú Cố giúp đỡ một chút. Ngài cũng biết bố cháu từng công tác ở Mật Đông, hai ngày trước lãnh đạo huyện có đến tìm bố cháu, muốn mời bố cháu hỗ trợ lên tiếng một chút. Vì tuyến huyện xây dựng khu quy hoạch cũng không dễ dàng gì, bố cháu thấy các vị hương thân trong huyện cũng vì muốn địa phương ngày càng phát triển, thế nên mới phái cháu đến đây nói vài lời. Tiểu tả nói bằng giọng điệu cực kỳ ôn hòa, làm cho người ta giống như tắm trong gió xuân. Cố Tắc Phiêm không ngờ tiểu tả lại đến đây vì chuyện này. Thế là hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Nói thật nếu là trước kia thì một câu của chú sẽ có chút tác dụng, nhưng bây giờ người nắm công tác chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh chính là Chủ tịch Vương, mặc dù chú là phó tổ trưởng thế nhưng mở miệng cũng không có độ nặng bằng anh ấy. Cố Tắc Phiêm nói và cố gắng bày ra biểu hiện khó xử. Tiểu tả cũng không tức giận, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, chú Cố, hay cháu đến tìm gặp Chủ tịch Vương nói vài lời. Được. Thế nhưng Chủ tịch Vương cũng không phải là người dễ trò chuyện, cậu đi cũng nên chú ý một chút. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ ân cần. Khi tiểu tả rời đi thì Cố Tắc Phiêm cố gắng mời dùng cơm, thế nhưng tiểu tả đang nóng vội hoàn thành chuyện này, hắn cũng không có tâm tư ở lại dùng cơm. Cố Tắc Phiêm nhìn phòng làm việc trống rỗng mà không khỏi có chút cảm khái, thầm nghĩ nhiều khi lực lượng của quần chúng là không thể xem thường. Ví dụ như tiểu tả kia. Công tác hoàn toàn không quan tâm đến người này, nhưng lại phải chú ý đến bố của người ta. Ban ngày không đi được thì đi ban đêm, cửa chính không được thì phải đi cửa sau, nếu là cán bộ cấp cao ra mặt thì Vương Tử Quân càng khó ứng đối, xem ra bây giờ đã rơi vào tình thế nước đổ ra khó hốt vào rồi.
Chương 1681 một tôi đợi ở chỗ này. Hiểu Bạch, cậu liên lạc với Bí Thư Sầm, xem hôm nay Bí Thư Sầm có thời gian hay không, tôi muốn đến báo cáo công tác với anh ấy một chuyến. Vương Tử Quân cười nói ra sắp xếp với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch nghe vậy thì không khỏi sững sờ, lẽ ra hôm nay Chủ tịch Vương phải có tâm tình không vui mới đúng, vì hai ngày qua người đến tìm gặp Chủ tịch Vương chen chúc trong phòng của hắn, mà những người này căn bản đều không đắc tội được. Đám người cứng cỏi kia căn bản đến tìm gặp Chủ tịch Vương cũng chỉ là vì một nguyên nhân, đó là muốn Chủ tịch Vương có thể bỏ qua cho những khu quy hoạch không đủ điều kiện dưới huyện của mình. Chẳng lẽ bọn họ không biết nói ra như vậy sẽ làm cho Chủ tịch Vương rất khó khăn sao? Triệu Hiểu Bạch nhìn đám người kia đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, lại dùng giọng hào hùng nói với Chủ tịch Vương như vậy, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần sốt ruột. Trước kia Triệu Hiểu Bạch đối mặt với tình huống thế này sẽ cảm thấy cực kỳ căm phẫn, hy vọng Chủ tịch Vương có thể cho ra thủ đoạn sấm sét để giải quyết cho xong. Nhưng sau khi làm thư ký cho Vương Tử Quân nhiều ngày, hắn càng trưởng thành hơn. Hắn biết rõ nhiều khi lãnh đạo cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì mối quan hệ trong xã hội rất phức tạp, dù một quan viên có cứng rắn thế nào cũng sẽ bị ma sát đi các góc cạnh, sẽ nhụt chí dần dần, sau đó chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Lúc này Chủ tịch Vương muốn gặp Bí Thư Sầm, chẳng lẽ Chủ tịch Vương đã không thể chịu đựng nổi trong sự kiện lần này? Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi liên hệ với thư ký của Sầm Vật Cương. Một phút sau hắn báo cáo với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, bây giờ Bí Thư Sầm có thời gian rảnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn thu dọn vài thứ trên bàn làm việc rồi nói, chúng ta đi sang đó thôi. Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng Vương Tử Quân, hắn nhìn hình bóng bước đi khá nhanh của Chủ tịch Vương, càng không khỏi thêm kính nể lãnh đạo của mình. Hắn là thư ký đi theo phía sau thế nên mới biết rõ những áp lực mà Chủ tịch Vương chịu đựng trong những ngày qua là như thế nào. Nhiều người đến tìm gặp, nếu như không nhẹ tay thì đắc tội với mọi người, sau này công tác cực kỳ khó khăn. Triệu Hiểu Bạch thầm cảm khái, hắn theo sát Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng đang đi ra khỏi bàn làm việc, lão bắt tay Vương Tử Quân rồi cười nói, Chủ tịch Tử Quân, hai người chúng ta hình như cũng đã vài ngày rồi chưa trao đổi ý kiến với nhau thì phải. Bí thư, trí nhớ của ngài thật sự là quá tốt. Vương Tử Quân có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, càng là như vậy thì hắn càng biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, căn bản không thèm quan tâm đến ẩn ý trong lời nói của Bí thư Sầm. Sầm Vật Cương cũng không nổi giận, giống như một câu như vậy chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống thì lão cười nói, Chủ tịch, mật đông của chúng ta quá lớn, nhiều chuyện vẫn phải theo câu nói, bận rộn trợn mắt tắt đèn. Bí thư, ngài miêu tả cực kỳ chính xác. Vương Tử Quân cười cười nói vài chủ đề vụn vặt với Sầm Vật Cương. 2-3 phút sau thì hắn mới đưa văn kiện cho Sầm Vật Cương rồi nói, Bí thư Sầm, không xem qua thì không biết. Đọc rồi mới thật sự giật mình. Sầm Vật Cương tiếp nhận văn kiện Vương Tử Quân đưa đến rồi nhìn thoáng qua, sau đó có hơi cau mày. Thật ra trước khi Vương Tử Quân đưa văn kiện này đến thì lão đã được xem qua nội dung, cũng không thích thú gì. Đây là báo cáo kết quả thống kê các khu quy hoạch trong tỉnh Mật Đông, trong đó có rất nhiều khu quy hoạch không được như tính toán ban đầu, thậm chí còn có vài khu quy hoạch xây dựng hơn 2 năm mà chỉ thu hút được một doanh nghiệp vào đóng quân. Sau khi kiểm tra xem xét thì động cơ của xí nghiệp kia tiến vào đóng quân cũng không tinh khiết gì cả, chẳng mang lại lợi lộc phát triển kinh tế gì. Thật sự là kết quả làm cho người ta giật mình. Sầm Vật Cương cau mày trầm giọng nói, những khu quy hoạch này không những không có lợi cho sự xúc tiến phát triển kinh tế trong tỉnh, ngược lại còn rơi vào tình huống lãng phí tài nguyên đất, chúng ta cần phải xử lý mạnh mẽ không nương tay mới được. Sầm Vật Cương tuy nói như vậy nhưng lại thầm nghĩ Vương Tử Quân trịnh trọng đưa văn kiện này vào trong tay mình, chẳng lẽ Vương Tử Quân chuẩn bị dựa theo kế hoạch mà xóa bỏ tất cả các khu quy hoạch không hợp cách sao? Nếu thật sự là như vậy thì Vương Tử Quân căn bản là quá rắn giỏi rồi. Người rắn giỏi căn bản là một lời khen, thế nhưng Sầm Vật Cương không nghĩ như vậy, nó cũng có nghĩa là một đánh dấu khá xấu. Sầm Vật Cương thấy làm lãnh đạo đứng đầu địa phương thì không những phải có ý chí kiên định, còn phải có thủ đoạn khéo đưa đẩy. Chỉ khi nào có cương có nhu, như vậy mới xem như làm tốt công tác của mình. Khi cần tiến công thì không nên lùi bước,
khi nên lùi bước thì không thể tiến lên. Lão biết rõ tình hình của Vương Tử Quân hai ngày qua là thế nào, nhiều người đến mong anh xử lý nhẹ tay, nếu anh kiên trì nguyên tắc thì căn bản là quá cứng rắn, thậm chí là quá ngông cuồng kiêu ngạo. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên ý nghĩ như vậy, lão nói vài câu biểu hiện tư thái, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lão đã có chuẩn bị kỹ càng, sau khi Vương Tử Quân nói ra phương án xử lý nghiêm, lão sẽ tôn trọng ý kiến của Vương Tử Quân, tiến hành xử lý theo đúng như kế hoạch của Vương Tử Quân. Bí thư, tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi cười nói, nhưng này bí thư Sầm, nếu như tôi xóa bỏ những khu quy hoạch kia, một là nhiệm vụ quá nặng, hai là không thèm quan tâm đến nhân tình. Tôi cảm thấy chúng ta có thể chia ra làm hai bước khảo hạch các khu quy hoạch không hợp cách. Vương Tử Quân ho khan một tiếng rồi mở sổ của mình ra, bước đầu tiên là chế định ra một tiêu chuẩn, sau đó tiến hành kiểm tra khảo sát các khu quy hoạch này lần thứ hai. Nếu kiểm tra cảm thấy phù hợp, như vậy sẽ cho bọn họ thời gian một năm, nếu đạt đến tiêu chuẩn tiếp theo thì sẽ được giữ lại, nếu như không đạt được các tiêu chí cần thiết, như vậy thì kiên quyết thủ tiêu. Bước thứ hai chính là trực tiếp xóa bỏ những khu quy hoạch không đủ điều kiện, cũng tiến hành công bố danh sách những khu quy hoạch này. Tôi tin tưởng thông qua hành động lần này nhất định sẽ phát huy tính coi trọng của địa phương với các khu quy hoạch của mình. Chương 1681 2 tôi đợi ở chỗ này. Sầm Vật Cương cũng không lên tiếng ngay, lão chờ khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn mình thì mới cười lớn nói, Chủ tịch Vương, anh nói rất hay, mục đích chúng ta chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh cũng không phải là ép buộc các khu quy hoạch không đủ điều kiện phải dừng lại. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là trị bệnh cứu người, để cho các khu quy hoạch phát huy được tác dụng lớn nhất của mình. Tốt, tôi hoàn toàn đồng ý với phương án của anh. Tôi thấy có thể mở rộng phương án này xuống bên dưới trong thời gian sớm nhất. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giống như cảm thấy dễ chịu hơn, những ngày qua căn bản có quá nhiều người đến mong tôi nói tốt với anh vài lời. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên nói với Sầm Vật Cương, Bí thư Sầm, tôi còn phải cảm ơn vì ngài đã cố gắng giúp đỡ công tác của tôi, nếu không phải ngài gánh chịu một phần áp lực, tôi chỉ sợ cũng không làm tốt điều này. Ha ha ha, khách khí cái gì? Chúng ta cũng đều là vì sự phát triển của Mật Đông mà thôi. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi gương mặt chợt trở nên sáng lạn. Thế nhưng lúc này trong đầu lão lại liên tục suy đoán ý nghĩa phương án này của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thông qua phương án này sẽ chặn miệng đám người đến van xin cầu cạnh. Các anh không phải yêu cầu tôi cho cơ hội sao? Tôi cho các anh cơ hội, nhưng nếu như sau đó tiếp tục không hợp cách, cũng đừng trách tôi. Đám người đến biện hộ căn bản cũng là vì bị lãnh đạo địa phương ép mới phải đứng ra, bây giờ Vương Tử Quân đã ném ra một bậc thang, bọn họ cũng xem như làm xong việc. Còn phương diện sau này khu quy hoạch của địa phương mình có vượt qua được cửa ải hay không, điều này căn bản là thứ mà bọn họ không thể nhúng tay vào được. Tất nhiên địa phương bên dưới phải cố gắng hết sức, chính anh phải biểu hiện năng lực của mình, dù sao thì những người kia đã tranh thủ được cơ hội cho địa phương của mình. Hơn nữa đám người đến cầu cạnh Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đều có địa vị cao, Vương Tử Quân cho ra phương án nhượng bộ như vậy, bọn họ cũng không dám được một tấc tiến lên một trượng. Không đắc tội với người, hơn nữa còn làm tốt việc của mọi người. Sầm Vật Cương nghĩ đến phương án vừa rồi của Vương Tử Quân, lại nghĩ đến những yêu cầu nghiêm khắc ngay từ đầu của Vương Tử Quân, thế là không khỏi xuất hiện một ý nghĩ như thế. Lúc mới bắt đầu không phải Vương Tử Quân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi sao? Như vậy kế sách lần này là đối phương vừa mới nghĩ ra, hay là trước khi áp dụng phương án chỉnh đốn khu quy hoạch thì đã nghĩ đến phương diện này rồi? Với phong cách của Vương Tử Quân, chỉ sợ là đã nghĩ sâu tính kỹ, nếu không khi mà bầu không khí cầu xin đang lên cao, người này đã bố trí với Cố Tắc Phiêm thực hiện rồi. Đây là hạng người thích tính trước làm sau. Khi người ta đang tỏ ra cực kỳ lo lắng thì người này ở trên đài ca hát du dương, vang khúc khải hoàn ca, thậm chí bây giờ Sầm Vật Cương cũng chỉ là một người đứng bên cạnh cổ vũ mà thôi. Có sự phối hợp của Sầm Vật Cương thì tất cả được phối hợp áp dụng rất nhanh, thật sự giống như câu nói, dù khó khăn thế nào chỉ cần lãnh đạo quyết tâm thì xe đều được xử lý tốt đẹp. Cố Tắc Phiêm là người tiếp tục chủ trì công tác kiểm tra các khu quy hoạch không hợp quy cách. Thế nhưng hắn là người chủ trì mà căn bản không có chút vui sướng. Tuy sự kiện này cũng có người chạy đến tìm quan hệ với hắn, thế nhưng căn bản không đạt được gì, chỉ là uổng công mà thôi.
nhưng cũng khôn phải không thể không vượt qua kiểm tra. Cố Tắc Phiêm có tình cảm với một vài địa phương, vì muốn khu quy hoạch của các địa phương kia được bảo trụ, hắn không tiếc liên hệ dắt mối vài hạng mục cho các khu quy hoạch, thậm chí còn có vài hạng mục đầu tư nước ngoài. Sau một hành động oanh liệt, cuối cùng có 10 khu quy hoạch cấp huyện không có ý nghĩa tồn tại, căn bản là không thể nào không loại bỏ. Khi Vương Tử Quân ngồi trong hội nghị thảo luận về quy hoạch và phát triển khu quy hoạch trong tỉnh, khi hắn dùng giọng trầm bổng du dương nói về phương diện thúc đẩy các khu quy hoạch phát triển, Cố Tắc Phiêm không khỏi dùng tay xoa xoa hai mắt mỏi mệt của mình. Thông qua điều chỉnh các khu quy hoạch lần này, Vương Tử Quân xem như đạt được ý đồ của mình. Giống như lúc này những người có danh tiếng trong tỉnh đều nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình không nhỏ. Tuy sự việc không nhất định là tất cả đều thành công, thế nhưng phần nhân tình kia vẫn phải thiếu nợ. Dù sao thì bọn họ ra mặt cũng làm cho Vương Tử Quân phải thay đổi sách lược, có một vài khu quy hoạch trước đó đáng lý bị xóa sổ, thế nhưng bây giờ lại được an toàn. Đây không phải là nhân tình thì là gì? Sau khi trải qua chuyện này thì Cố Tắc Phiêm cảm thấy thủ đoạn của Vương Tử Quân cao minh hơn mình biết bao nhiêu lần. Phùng Vũ Trạch dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó thả lỏng hơn một chút. Nhưng lúc này trong lòng hắn giống như bùng lên những con sóng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không tin được sự thật mình vừa nghe được, nhưng hắn biết rõ vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy là bạn học cũ căn bản không gạt mình. Một tháng qua Phùng Vũ Trạch luôn cảm thấy mình làm tốt công tác, chưa nói đến những phương diện gì khác, chỉ cần con đường cao tốc bị treo nhiều năm được thông qua, điều này đã rất đáng nở mặt nở mày. Hắn đã cùng Chủ tịch Vương đến thành phố An Dịch trao đổi, thông qua trao đổi mà hai bên đã quyết định cùng nhau xây dựng con đường này. Có sự ra sức của Chủ tịch Vương và phía tỉnh Sơn Nam, hơn nữa lại có thể đẩy mạnh sự phát triển của khu vực, Phùng Vũ Trạch cảm thấy thượng cấp sẽ không phản đối mình tiến lên làm bí thư thị ủy lần này. Hơn nữa bây giờ quốc gia đang cực kỳ chú trọng các địa phương tự xây dựng các hạng mục giao thông. Sau khi xác định được hạng mục kia, trong tỉnh Mật Đông còn ai muốn tranh cướp vị trí bí thư thị ủy một thành phố chân gà là Thanh Chuyên với Phùng Vũ Trạch nữa. Hơn nữa Chủ tịch Vương thấy rõ sự vất vả của hắn, căn bản không bao giờ bỏ mặc hắn. Nhưng khi Phùng Vũ Trạch đang cảm thấy đắc ý, cũng có không ít cán bộ thành phố Thanh Chuyên cho rằng hắn sẽ là nhân tuyển duy nhất cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên. Nhưng tình thế hôm nay lại biến chuyển ngược lại. Một người đồng sự của Phùng Vũ Trạch bây giờ đang là phó phòng tổ chức tỉnh ủy Mật Đông tên là Thi Phương Hiểu lại nói ra một tin tức kinh người. Đó là hắn chỉ là nhân tuyển thứ hai cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên mà thôi. Vị trí thứ hai là thế nào, Phùng Vũ Trạch căn bản hiểu rõ điều này. Hắn không ngờ mình khổ sở mệt nhọc công tác lại có được một kết quả như vậy. Hắn cảm thấy không phục. Thế nhưng phương diện nhân sự khó nói cho rõ ràng được, có đôi khi anh không phục thì có thể làm thế nào được. Trong đầu Phùng Vũ Trạch chợt lóe lên vài ý nghĩ, vẻ mặt vẫn đầy nụ cười, thế nhưng nụ cười lúc này lại rất khổ sở. Hắn ngồi trên ghế salon trong khách sạn, châm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật mạnh, chỉ cảm thấy giống như tâm can đang bị phỏng. Chương 1682, một tự tin. Phùng Vũ Trạch thầm nghĩ nếu chính mình không được đề bạt làm bí thư thị ủy thì thế nào? Hắn vẫn là chủ tịch thành phố, trong thành phố Thanh Chuyên nhất định sẽ không dám nói này nọ về hắn, còn bên ngoài thì sao? Chỉ sợ mình là trò cười cho người ta, hành vi mình giúp đỡ chủ tịch Vương thúc đẩy chỉnh lý các khu quy hoạch trong tỉnh cũng sẽ bị người ta lấy ra làm trò cười. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Phùng Vũ Trạch lại châm thêm một điếu thuốc, thế là bầu không khí trong phòng đầy khói thuốc. Sau khi quy tư một buổi tối, tâm tình của hắn căn bản đã bình tĩnh lại. Chuyện tiến lên hay không chẳng phải là nhất thời, chính mình đã chọn lựa đi theo Chủ tịch Vương, thế nên mình không thể vì chuyện này mà biểu hiện tâm tình gì trước mặt Chủ tịch Vương được. Chủ tịch Vương là người nhớ tình bạn cũ, hơn nữa lại là người có độ tuổi rất tuyệt vời, mình dù đợi vài năm nữa thì Chủ tịch Vương cũng không quên mình. Sáng sớm hôm sau Phùng Vũ Trạch thức dậy sau một giấc ngủ vài tiếng. Hắn lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa giờ, cuối cùng mới có thể đứng lên. Phùng Vũ Trạch nhìn bộ dạng tiều tụy của mình trong gương, hắn biết mình không thể dùng bộ dạng này để đi gặp Chủ tịch Vương. Hắn do dự giây lát, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm nước nóng. Phùng Vũ Trạch cùng thư ký đi ăn sáng, sau đó hắn cảm thấy mình đã khôi phục lại bộ dạng phấn chấn tinh thần. Dưới sự đưa tiễn cung kính và vui vẻ của nhân viên phục vụ khách sạn, Phùng Vũ Trạch leo lên xe đi về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hôm nay Phùng Vũ Trạch đã có hẹn với Vương Tử Quân, chỉ là báo cáo cho Vương Tử Quân về công tác chuẩn bị xây dựng đường ở thành phố Thanh Chuyên. Mặc dù số liệu đã được ghi vào trong lòng, thế nhưng trên đường đi hắn vẫn không nhịn được phải lấy báo cáo ra xem lại. Chào Chủ tịch Phùng, một tiếng chào hỏi thân mật vang lên đằng sau lưng Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch quay đầu nhìn, thấy người chào hỏi mình chính là một trong những vị phó thư ký trưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh tên là Tần Hoài Trung. Vị thư ký trưởng Tần này hơn 40 tuổi, là một thư ký trưởng trẻ tuổi nhất, công tác khá mạnh mẽ, cho đến nay đều phục vụ công tác cho Chủ tịch Hà Kiến Chương, được Hà Kiến Chương coi là ái tướng tâm phúc của mình. Nếu là trước kia Phùng Vũ Trạch gặp mặt Tần Hoài Trung thì nhất định sẽ cảm thấy rất vui, nhưng bây giờ hắn thấy thư ký trưởng Tần, cảm thấy trong lòng có vài phần không thoải mái. Vì Tần Hoài Trung chính là một trong những nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, là người sắp xếp trước mình trong danh sách kia. Tần Hoài Trung có lẽ bây giờ đã biết được tin tức, số quan hệ của mình trong tỉnh ủy căn bản không bằng Tần Hoài Trung, bây giờ mình đã biết chuyện này, chẳng lẽ Tần Hoài Trung còn chưa biết sao? Trong đầu Phùng Vũ Trạch lóe lên vài ý nghĩ, hắn do dự giây lát rồi cười bắt tay với đối phương, chào thư ký trưởng Tần. Hai người bắt tay nhau rồi đi về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tần Hoài Trung cũng không quá quen thuộc Phùng Vũ Trạch, vì vậy hai người trò chuyện tuy có vẻ nóng bỏng nhưng lại rất trống rỗng. Đối với người trong quan trường thì nói những lời nóng hổi nhưng không có ý nghĩa gì, thực chất là một phương diện tu luyện. Khi anh trò chuyện với ai cũng nhiệt tình, nhưng khi rời đi mới phát hiện những lời nói kia căn bản giống như không, như vậy phương diện tu luyện của anh đã được xem là hợp cách. Chủ tịch Phùng, sau khi anh báo cáo công tác với Chủ tịch Vương xong, mời anh đến chỗ tôi uống trà. Khi hai bên chia tay nhau thì Tần Hoài Trung cười nói với Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch khẽ gật đầu nói, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, như vậy tôi nhất định sẽ đến phòng làm việc của thư ký trưởng Tần một chuyến. Phùng Vũ Trạch lên lầu với gương mặt âm trầm, hắn biết rõ Chủ tịch Vương thích cán bộ trẻ tuổi, hơn nữa làm việc lại rất thân mật với Chủ tịch Hà. Thế nhưng để cho Tần Hoài Trung đến thành phố Thanh Chuyên nhận công tác, có phải là ý kiến của Chủ tịch Vương hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì giống như một con độc xà quấn lấy trong lòng Phùng Vũ Trạch. Tuy hắn không muốn thừa nhận nó là sự thật, thế nhưng sự thật nói cho hắn biết khả năng này là rất lớn. Chào Chủ tịch Phùng, Triệu Hiểu Bạch thấy Phùng Vũ Trạch đi đến thì nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Phùng Vũ Trạch tuy có chuyện trong lòng nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại Triệu Hiểu Bạch. Sau khi ngồi xuống đối diện với Triệu Hiểu Bạch thì hắn cười nói, bây giờ Chủ tịch có thời gian không? Chủ tịch đang chờ anh báo cáo công tác, vừa rồi anh ấy có nói ngài cứ việc đẩy cửa đi vào phòng. Triệu Hiểu Bạch cười cười với Phùng Vũ Trạch rồi khẽ nói. Phùng Vũ Trạch nở nụ cười cảm kích với Triệu Hiểu Bạch, ý nghĩa của nó là gì thì không cần nói cũng biết. Hai phút sau hắn đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi vào thì thấy Vương Tử Quân đang viết cái gì đó, Vương Tử Quân chợt trầm giọng nói, chào Chủ tịch Phùng, mời anh ngồi. Phùng Vũ Trạch thấy Vương Tử Quân đang bận rộn thì cũng không dám lên tiếng, hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, chờ lãnh đạo viết cho xong. Hai phút sau Vương Tử Quân buông bút, hắn đứng lên khỏi ghế salon rồi nói với Phùng Vũ Trạch, Chủ tịch Phùng, lần này đường cao tốc chính là một kỳ ngộ khó có được của thành phố Thanh Chuyên trên con đường phát triển kinh tế. Các anh cần phải nắm bắt thật chặt kỳ ngộ này, cố gắng giảm bớt sự chênh lệch với các anh em hàng xóm trong tỉnh, điều này có lẽ cũng không là vấn đề gì lớn. Chủ tịch Vương xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khắc ghi chỉ thị của ngài, sẽ tuyệt đối không để mất đi cơ hội lần này. Phùng Vũ Trạch nói và cố gắng làm cho gương mặt của mình cực kỳ đoan chính, hắn bắt đầu báo cáo với Vương Tử Quân về phương diện phải làm sao để chuẩn bị tốt cho hạng mục xây dựng đường cao tốc. Vương Tử Quân căn bản không chỉ là chăm chú lắng nghe, đôi khi còn cầm bút ghi chép, thỉnh thoảng lại trao đổi ý kiến với Phùng Vũ Trạch, thế là vô tình nửa giờ đã trôi qua. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông, các vị lãnh đạo Bộ Giao thông căn bản tỏ ra giúp đỡ hạng mục đường cao tốc này. Nhưng bây giờ các nơi khác cũng muốn đẩy mạnh mở đường, thế nên tốc độ của chúng ta phải nhanh chóng một chút. Vương Tử Quân đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó hắn cười nói với Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch gật đầu đồng ý, sau đó nói thêm vài câu rồi nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hình bóng Phùng Vũ Trạch rời đi mà nụ cười trên mặt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ âm trầm.
vẻ mặt của hắn sở dĩ biến đổi như vậy chính là vì tối qua phòng tổ chức có đưa đến một văn kiện điều động cán bộ. Vương Tử Quân đã trao đổi với Uông Thanh Minh một lần về phương diện nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, hắn đề cử Phùng Vũ Trách. Nhưng bây giờ phương án bổ nhiệm lại có thêm Tần Hoài Trung đứng trước Phùng Vũ Trách. Chương 1682, hai tự tin. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút bực mình, hắn cũng không gọi điện thoại cho Uông Thanh Minh, ngược lại tối qua Uông Thanh Minh có gọi điện thoại đến. Mặc dù Uông Thanh Minh không nói rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa lời nói lại quá dễ hiểu, đó là Uông Thanh Minh căn bản không làm chủ được ở sự kiện này. Có thể làm cho Uông Thanh Minh không làm chủ được ở phương diện nhân sự thì chỉ có hai người, một là Sầm Vật Cương, hai là Văn Thành Đồ. Trong phương diện đề cử này thì Vương Tử Quân càng nhìn ra một ý nghĩa khác, Tần Hoài Trung căn bản là ái tướng tâm phúc của Hà Kiến Chương, nếu như có thể đi đến làm bí thư thị ủy Thanh Chuyên, như vậy sẽ là một bước lên mây. Trong sự kiện này rõ ràng có người ném cho mình hai lựa chọn, một là chọn Phùng Vũ Trách hoặc là chọn Tần Hoài Trung. Nếu lựa chọn Tần Hoài Trung, tuy có thể tiếp tục bảo trì đồng minh mới Hà Kiến Chương, thế nhưng sẽ làm cho những người đi theo mình cảm thấy trái tim băng giá. Dù sao thì nhân tâm cũng là thịt, hơn nữa ai làm việc thế nào thì căn bản là quá rõ ràng. Phùng Vũ Trách là người giúp đỡ mình rất lớn, chính mình không báo đáp cho tốt, như vậy thì còn có ai tình nguyện đi theo. Thủ đoạn này tuy có thể nhìn thấy rõ ràng thế nhưng lại khó thể ra tay, dù sao thì phương diện khó chọn lựa này cũng không sợ anh nhìn rõ vấn đề. Sau hơn một năm tìm hiểu tình huống, Vương Tử Quân biết rõ đây không phải là thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Nhưng sự việc này được phổ biến, không có cái gật đầu của Sầm Vật Cương là không được. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, phương diện nhân sự căn bản không có quá nhiều lực lượng, bây giờ Văn Thành Đồ lại dựa về phía Sầm Vật Cương, rõ ràng làm cho lực lượng của hắn ngày càng yếu. Trong phương diện công tác nhân sự thì Vương Tử Quân không muốn tranh chấp với Sầm Vật Cương, thế nhưng bây giờ có xu thế bức người, hắn không thể không cho ra phản ứng. Khi Phùng Vũ Trách đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân luôn quan sát phản ứng của người này, hắn muốn xem dưới tình huống như vậy thì Phùng Vũ Trách sẽ biểu hiện ra sao. Biểu hiện vừa rồi của Phùng Vũ Trách căn bản làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, hắn tin Phùng Vũ Trách đã biết tin tức này, nhưng sau khi đã được biết mà vẫn bảo trì biểu hiện bình tĩnh như vậy, càng làm cho Vương Tử Quân có thêm vài phần tán thưởng. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn không nhịn được phải châm một điếu thuốc, thế nhưng sau đó lại thu hồi. Nếu như hắn đã có quyết định giảm hút thuốc, hắn cũng không nên lợi dụng chuyện này để vi phạm. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, khi hắn cầm lên phương án công khai lựa chọn cán bộ, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hà nói có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch khẽ gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi khẽ báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đặt văn kiện trong tay xuống. Sau đó cười tươi đi ra nghênh đón Hà Kiến Chương. Hà Kiến Chương báo cáo cho Vương Tử Quân về vài phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, sau đó khẽ nói, Chủ tịch, ngài đã xem qua văn kiện điều động nhân sự của phòng tổ chức lần này chưa? Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cười nói, tôi đã xem qua. Hà Kiến Chương có chút do dự, sau đó mới nói, Chủ tịch, Hoài Trung có năng lực tốt, hơn nữa cũng có kinh nghiệm công tác cơ sở. Nếu như có thể đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, cũng rất có lợi cho sự phát triển của cậu ấy. Hà Kiến Chương nói không nhiều thế nhưng rõ ràng là muốn nói tốt cho Tần Hoài Trung với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không tin Hà Kiến Chương không nhìn rõ sự kiện này, sau khi biết rõ mà còn đến đây nói như vậy, hắn biết rõ Tần Hoài Trung nhất định đã thông qua đấu tranh tư tưởng. Sau khi được trở thành Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, Hà Kiến Chương căn bản đều giúp đỡ mình ở phương diện công tác, có lẽ cũng suy nghĩ qua những gì khó xử của mình. Bây giờ Hà Kiến Chương cho ra đề nghị như vậy, rõ ràng là cực kỳ yêu thích Tần Hoài Trung. Có đôi khi Hà Kiến Chương cũng là thân bất do kỷ, Tần Hoài Trung là người phục vụ cho hắn nhiều năm, nếu như hắn không giúp đỡ người của mình ở sự kiện này, như vậy cũng rất khó chịu ở phương diện tâm lý. Một kế sách đơn giản thế nhưng nếu vận dụng thỏa đáng thì sẽ đạt đến hiệu quả tốt nhất. Sau sự kiện Thành Đồ lần trước bị chịu thiệt hại mà vẫn luôn nhẫn nại, bây giờ xem ra bắt đầu bộc lộ mũi nhọn của mình. Vương Tử Quân nhìn Hà Kiến Chương, sau đó hắn uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói, việc bổ nhiệm ở thành phố Thanh Chuyên thì tổ chức sẽ có suy xét chủ tính chung,
tôi cảm thấy sẽ chọn được người lãnh đạo tốt nhất cho thành phố Thanh Chuyên. Hai hàng chân mày của Sầm Vật Cương chợt nhíu lại, lúc này trước mặt lão chính là Nhật Báo Mật Đông. Nếu để cho tổng biên tập Nhật Báo Mật Đông biết được thái độ của Sầm Vật Cương với tờ báo của mình, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Mặc dù Sầm Vật Cương không có quyền lợi quyết định báo chí phải đưa tin gì, thế nhưng nếu muốn thay đổi lãnh đạo tờ báo, điều này căn bản là lời nói của bí thư Sầm cực kỳ có tác dụng. Sầm Vật Cương không phải đau đầu vì chất lượng biên tập xử lý của tờ báo, chủ yếu là vì một bài báo với chữ ký là Vương Tử Quân. Bài báo này không quá dài thế nhưng lại không khỏi làm cho Sầm Vật Cương chợt nhíu mày, vì nội dung của nó thật sự vượt ra ngoài ý nghĩ của lão. Lão thật sự không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một bài viết như thế. Tựa đề của bài báo chính là, đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh và tiến thêm một bước trong công tác phân công công khai cán bộ. Nội dung của bài báo căn bản giống như tựa đề, không có bất kỳ chỗ nào yếu kém. Nếu như bài báo này không phải là tác phẩm của Vương Tử Quân, căn bản cũng không được xuất hiện trên vị trí quan trọng nhất ở trang nhất Nhật Báo Mật Đông. Cũng vì bài viết này mà Sầm Vật Cương vừa rồi phải cố gắng áp chế cảm giác không vui để mất một giờ xem xét và suy ngẫm. Đối với Sầm Vật Cương thì một giờ cực kỳ quý giá, có đôi khi một vị thường ủy tỉnh ủy đến báo cáo công tác với lão chỉ có được nửa giờ thời gian mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký đi vào, sau đó hắn nhìn thoáng qua bộ dạng trầm ngâm của Sầm Vật Cương, cuối cùng khẽ báo cáo, bí thư Sầm, 7 giờ rưỡi sáng hôm nay ở phòng họp số 2. Sầm Vật Cương không chờ thư ký nói xong mà khoát tay áo nói, được rồi, tạm thời cho thư ký trưởng thay mặt tôi tham gia hội nghị, tôi còn có chuyện khác. Thư ký có chút sững sốt, hắn hiểu rất rõ thói quen làm việc của Sầm Vật Cương, hầu như là những gì đã được quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, hôm nay bí thư Sầm làm sao vậy? Chương 1683, lòng tin mạnh như thác đổ ở trong ngực tôi. Trong lòng thật sự rất nghi hoặc thế nhưng thư ký cũng không dám nói nhiều lời. Khi hắn chuẩn bị đồng ý rời đi, chợt nghe Sầm Vật Cương nói, cậu cảm thấy áp dụng cơ chế cạnh tranh công bằng trong phương án chọn lựa cán bộ thì sẽ thế nào? Như vậy là rất tốt, một vài tỉnh phát triển đang áp dụng phương pháp này, hơn nữa những ngày qua tôi có xem báo, bây giờ trọng điểm cải cách nhân sự chính là phương hướng này. Thư ký bị Sầm Vật Cương hỏi mà không kịp chuẩn bị, thế nên trái tim đập lên rất mạnh. Nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Vài ngày qua hắn có xem qua tư liệu về phương diện này, thế nên bây giờ có cơ hội lấy ra khoe khoang. Chỉ là khi ánh mắt rơi lên mặt Sầm Vật Cương, thư ký thấy ánh mắt của bí thư Sầm cực kỳ âm trầm, thế là không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khi hắn đang thầm suy đoán xem mình nói sai điều gì, lúc này chợt thấy Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, được rồi, cậu đi thông báo cho thư ký trưởng. Sầm Vật Cương lại tiếp tục xem xét bài báo. Lão giống như xác định được những suy đoán của mình, thế là buông tờ báo ra, rơi vào trạng thái trầm ngâm. Người ngoài nhìn vào bài báo này của Vương Tử Quân, có lẽ cảm thấy đây là Chủ tịch Vương viết báo cho vui. Thế nhưng người ở vào vị trí như Sầm Vật Cương thì nhìn thấy những gì mà người thường không thấy rõ được, chủ yếu lão quan tâm đến nội dung bản chất ở bên trong. Lúc này lão xem xét bài viết của Vương Tử Quân, chính là muốn tìm ra ý nghĩ của Vương Tử Quân. Thật ra ngay từ đầu khi nhìn vào bài viết này thì Sầm Vật Cương căn bản đã hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, lão xem đi xem lại vài lần chính là suy xét và định giá thật kỹ. Hầu như Sầm Vật Cương là người có thể một lời quyết định công tác nhân sự ở Mật Đông, bây giờ Vương Tử Quân viết ra những thứ như vậy, ý nghĩa là gì không còn nói cũng biết. Tuy Vương Tử Quân căn bản không có quá nhiều quyền lực nhân sự, thế nhưng người này là chủ tịch tỉnh, căn bản vẫn có quyền lên tiếng. Đồng thời chính Sầm Vật Cương phải tôn trọng ý kiến của Vương Tử Quân. Bí thư, tôi đến xin chỉ thị của ngài, ngài có yêu cầu trọng điểm nào đối với hội nghị hôm nay hay không? Thư ký trưởng Phương Anh Hồ gõ cửa đi đến, sau đó khẽ hỏi Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Phương Anh Hồ, sau đó thản nhiên nói, anh cứ dựa theo sắp xếp mà tham gia hội nghị. Sầm Vật Cương nói rồi đứng lên khỏi ghế. Sau đó tiến lên hai bước rồi mới nói, anh có đọc báo hôm nay không? Đã đọc qua, Phương Anh Hồ là người thông minh, từ sau khi hắn nhận được điện thoại của thư ký Sầm Vật Cương nói là bí thư không thể tham gia hội nghị, hắn biết nhất định là bí thư Sầm có chuyện. Hắn là thư ký trưởng của bí thư Sầm, công tác quan trọng của hắn là phục vụ cho bí thư,
thế cho nên bây giờ có chuyện hắn phải nhanh chóng đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Anh cảm thấy thế nào? Sầm Vật Cương cũng không nói đến bài viết của Vương Tử Quân, lão chỉ hỏi Phương Anh Hồ thấy thế nào, rõ ràng có lòng tin tương đối với xúc giác của Phương Anh Hồ. Mà Phương Anh Hồ cũng không làm cho Sầm Vật Cương thất vọng, hắn trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói, Bí thư Sầm, chuyện này tôi cảm thấy nên xem xét cực kỳ cẩn thận. Phương Anh Hồ hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói, đưa cơ chế cạnh tranh vào phương diện phân công cán bộ là chiều hướng phát triển trong tương lai, cũng là một phương án rất tốt để chọn lựa nhân tài, càng là một phương hướng quan trọng trong cải cách nhân sự trong nước. Chủ tịch Vương là người cực kỳ có năng lực ở phương diện này. Sầm Vật Cương dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, những lời nói của Phương Anh Hồ có chút hàm hồ, thế nhưng ý nghĩa của nó lại được Sầm Vật Cương tiếp thu trọn vẹn. Phương Anh Hồ căn bản đã nói rõ ràng, đó là nói rằng nếu như Sầm Vật Cương để cho Vương Tử Quân có động tác ở phương diện này, nhìn từ đại nghĩa thì người bên mình chiếm đa số ở thường ủy, thỉnh thoảng có thể vung cờ trợ uy, thế nhưng lại khó đề xuất ý kiến phản đối ở phương diện này. Sầm Vật Cương tuy không thích những lời này của Phương Anh Hồ, thế nhưng lại không thể không thừa nhận tính đúng đắn của nó. Nếu không phải là vì nguyên nhân này, lão cũng không cần phải mất thời gian suy nghĩ về bài viết của Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Sầm Vật Cương khoát tay với Phương Anh Hồ, thư ký trưởng nói đúng, nhưng phương diện cải cách phải thận trọng, đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự, chúng ta càng cần phải thận trọng hơn. Đúng vậy, vì thế mà bí thư ngài phải là người cầm lái ở phương diện này. Phương Anh Hồ dùng giọng nịnh nọt nói. Sầm Vật Cương không quan tâm đến lời nói nịnh nọt của Phương Anh Hồ. Lúc này lão cũng không phải nghĩ về nội dung lời nói nịnh nọt kia. Lão trầm ngâm giây lát rồi khoát tay với Phương Anh Hồ, khi tham gia hội nghị thì anh thích phát biểu sao cũng được. Đúng rồi, anh thông báo cho trưởng phòng Uông, nói anh ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Phương Anh Hồ nghe nói Sầm Vật Cương muốn mình thông báo cho Uông Thanh Minh, thế là không khỏi cảm thấy thả lỏng hơn. Bây giờ hắn sợ nhất chính là bí thư Sầm biết rõ lợi hại nhưng vẫn cố gắng cho đối phương ra tay. Như vậy dù với ai cũng không có lợi. Tuy mục đích của Vương Tử Quân là khó đạt được, cũng không nhận được thêm quyền lợi ở phương diện nhân sự, thế nên cũng không nói có tổn thất gì lớn. Nhưng bí thư Sầm thì lại khác, lão là người nhất ngôn cửu đỉnh ở phương diện nhân sự mật đông, dù là có chống đỡ được lời đề nghị của Chủ tịch Vương hay không, đều phải có tổn thất. Thật ra thích hợp nhất phải là nhượng bộ, chỉ là vì đoàn kết mọi người lại với nhau. Sầm Vật Cương càng hiểu rõ đạo lý này hơn cả Phương Anh Hồ, mà vị Chủ tịch Vương kia đăng bài viết lên báo cũng cho mọi người thấy rõ quyết tâm của mình. Khi Uông Thanh Minh nhận được điện thoại của Phương Anh Hồ thì cũng đang xem báo. Khác biệt với sự bình tĩnh của Sầm Vật Cương, Uông Thanh Minh đang liên tục đi lại trong phòng. Đẩy mạnh cạnh tranh trong phân công cán bộ chính là luận điệu cũ rích được nhai đi nhai lại nhiều lần, thế nhưng hắn căn bản hiểu rõ vì sao Vương Tử Quân lại viết ra một bài báo như vậy. Thật không ngờ Chủ tịch Vương lại phản ứng kịch liệt như vậy. Uông Thanh Minh là người dù trái hay phải cũng phải làm tốt công tác, tuy cuối cùng hắn chọn Sầm Vật Cương, thế nhưng cũng không muốn đắc tội Vương Tử Quân ở phía bên kia. Lúc này Uông Thanh Minh có chút oán trách Văn Thành Đồ, thầm nghĩ là một việc tốt thế nhưng anh động vào lại phát sinh mưa gió, thật sự làm cho người ta không sống yên được. Uông Thanh Minh nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương thì bình tĩnh hơn khá nhiều. Sầm Vật Cương có thể gọi mình sang vào lúc này, căn bản là bí thư Sầm đã cho ra quyết định. Tuy Uông Thanh Minh không biết quyết định của bí thư Sầm là như thế nào, thế nhưng hắn cũng không nên tiếp tục lo lắng nữa. Khi Uông Thanh Minh đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng không đọc báo, bí thư đang ngồi trên ghế phê duyệt văn kiện. Khi Sầm Vật Cương thấy Uông Thanh Minh đi vào thì khoát tay áo nói, anh ngồi xuống trước đi, tôi phê duyệt xong văn kiện này đã. Tuy trong mắt mọi người thì hai người căn bản là tồn tại gần như không cách biệt quá xa, thế nhưng đối mặt với Sầm Vật Cương thì Uông Thanh Minh không có chút ưu thế. Hắn lẳng lặng ngồi xuống đối diện với bí thư Sầm, chờ bí thư Sầm lên tiếng. Sầm Vật Cương mất khoảng 5 phút mới làm xong, sau đó mới nói, chuyện điều chỉnh ở Thanh Chuyên thì anh thấy thế nào? Chuyện điều chỉnh ở Thanh Chuyên sao? Không phải đã có luận điệu rồi à? Bây giờ bí thư Sầm lại hỏi mình. Không phải nói bí thư đã thay đổi ý kiến rồi sao? Trong đầu Uông Thanh Minh lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói, bí thư, tôi cảm thấy chúng ta nên trọng điểm suy xét lại.
Bây giờ thành phố Thanh Chuyên đang dần tiến lên, tôi cảm thấy ở phương diện liên quan đến tương lai phát triển của thành phố Thanh Chuyên, chúng ta nên thận trọng một chút. À, thật sự phải thận trọng đối với tình hình ở Thanh Chuyên. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua Uông Thanh Minh, giọng điệu có vài phần trầm thấp. Uông Thanh Minh đã xác định được tâm lý trong lời nói của Sầm Vật Cương, thế là hắn tiếp tục nói, bí thư đề nghị rất đúng, nhưng tôi cảm thấy càng vào thời điểm mấu chốt thì càng phải cho các đồng chí trưởng thành lão luyện nắm giữ đại cục. Nói vậy cũng đúng, nhưng nếu cho người trưởng thành lão luyện nắm đại cục, cán bộ trẻ tuổi còn có cơ hội liều lĩnh công tác nữa không? Sầm Vật Cương nhìn Uông Thanh Minh rồi thản nhiên nói. Chương 1684, một chìm chìm nổi nổi lên lên xuống xuống. Từ khi tiến vào trong quan trường đến nay thì Văn Thành Đồ luôn có một cảm nhận rất sâu, đó chính là không nên biểu hiện quá mức thông minh trước mặt bạn đồng hành, không nên biết trước tất cả, như vậy sẽ là cố gắng bộc lộ tài năng. Ngược lại thì anh nên an phận công tác, như vậy sẽ dễ dàng có được hảo cảm từ người khác. Vì thế hắn luôn có gương mặt cực kỳ hòa khí, nhuệ khí thường bỏ trong lồng ngực, hơn nữa cố gắng làm cho chính mình là một người cực kỳ thực tiễn trong quan trường. Sau khi nghe Uông Thanh Minh nói xong những lời này thì khóe mắt Văn Thành Đồ có chút tự đắc, hắn cười nói, trưởng phòng Uông, ý kiến của anh là rất tốt, tôi không có ý kiến. Uông Thanh Minh cười ha hả trước lời khích lệ của Văn Thành Đồ, bí thư Văn, chuyện này tôi không dám kiêu ngạo kể công, đây là bí thư Sầm suy xét, là lãnh đạo nhìn xa trông rộng, thế nhưng những người làm thủ hạ như chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi nghe Uông Thanh Minh dùng bốn chữ nhìn xa trông rộng để tán thưởng Sầm Vật Cương, khóe mắt Văn Thành Đồ chợt nhảy lên, nhưng sau đó hắn cười nói, đúng vậy, tôi đến Mật Đông những ngày qua cũng có cảm nhận nhiều lợi ích có được dưới sự lãnh đạo của bí thư Sầm, có một lãnh đạo như vậy thật sự là quá có phúc. Ha ha ha, bí thư Văn, tôi nhất định sẽ truyền đạt những lời của anh cho bí thư Sầm, tôi tin tưởng bí thư Sầm nghe xong sẽ rất vui mừng. Uông Thanh Minh mỉm cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, bí thư Văn, tôi cảm thấy bây giờ Mật Đông chúng ta đang có cơ hội tốt. Anh nhìn vào phương diện phân phối ban ngành của chúng ta mà xem, nhìn từ phương diện lực chiến đấu, các tỉnh thành chung quanh cũng khó thể nào so sánh được. Điều này là đương nhiên, Văn Thành Đồ vẫn nói với vẻ mặt ôn hòa, vẫn mỉm cười vui vẻ nghênh đón lời nói của Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh nhìn gương mặt bình tĩnh của Văn Thành Đồ. Lời nói đến bên miệng lại vô thức quay về. Uông Thanh Minh là một vị trưởng phòng tổ chức có tư cách cao vời ở Mật Đông, tất nhiên sẽ cực kỳ mất hứng với phương diện Văn Thành Đồ đi xuống chiếm chỗ của mình. Dù thế nào thì Văn Thành Đồ cũng là người chiếm mất vị trí của hắn. Nếu như không phải người này chen ngang, bây giờ Uông Thanh Minh hắn phải là lãnh đạo hàng thứ ba trong tỉnh, Văn Thành Đồ xuất hiện thì có nghĩa là Uông Thanh Minh thất bại. Tuy Uông Thanh Minh cảm thấy thất lạc nhưng cũng biết chuyện này căn bản là Sầm Vật Cương cũng không thể nào đạt được ước nguyện. Vì vậy mà cảm giác phiền não ứ đọng cũng dần phai nhạt, hắn luôn cố gắng điều chỉnh tâm tính, bày ra vị trí chính đáng của mình. Không ngờ Văn Thành Đồ này không những không an phận thủ thường, cố gắng ẩn nhẫn, ngược lại còn có ý muốn thôn tính. Người này đưa tay ra muốn níu kéo vài phần quyền lực của mình, đúng là quá tham lam. Uông Thanh Minh muốn lợi dụng thời cơ này để nói vài lời đâm chọc Văn Thành Đồ, để cho Văn Thành Đồ chú ý một chút. Thế nhưng phản ứng của Văn Thành Đồ lại làm cho Uông Thanh Minh thu hồi tâm tư tranh chấp này của mình. Tranh chấp như vậy căn bản là một hành động ngây thơ đối với những quan viên trưởng thành chính trị, đặc biệt là nói hai câu thì hết giận, ngoài miệng thì vui vẻ nhưng trình độ của bản thân lại giảm xuống. Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của hai vị lãnh đạo đứng đầu, Mật Đông chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Vì thay đổi kế hoạch nên lời nói của Uông Thanh Minh giống như pha trò. Văn Thành Đồ tuy không muốn pha trò nhưng lúc này cũng chỉ nói theo Uông Thanh Minh, tôi cũng nghĩ là như vậy, tương lai chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Văn Thành Đồ thầm nở nụ cười, Uông Thanh Minh anh có quan hệ với Vương Tử Quân, trong quan trường Mật Đông ai mà không biết. Lúc này mở miệng hát ca tụng hai vị lãnh đạo đứng đầu. Không phải là nói lời vô dụng sao? Tuy Văn Thành Đồ cảm thấy buồn cười thế nhưng dù thế nào cũng phải hùa theo, nếu không thì căn bản không quá tốt. Vì không hài lòng với nhau nên Văn Thành Đồ căn bản không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Uông Thanh Minh. Nhưng lúc này tinh thần của Uông Thanh Minh rất tỉnh táo, hắn lôi kéo Văn Thành Đồ bàn một chút về phương diện phát triển của Mật Đông, sau đó mới nói lời cáo từ.
Văn Thành Đồ nhìn Uông Thanh Minh bỏ đi mà không khỏi nhíu mày. Mặc dù Uông Thanh Minh đến thì hắn đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng không nghĩ rằng người kia đến nhanh như vậy. Sáng sớm hôm nay Văn Thành Đồ đã được xem qua bài báo của Vương Tử Quân, sau khi nhìn thấy bài báo kia thì hắn biết sự việc thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Sau khi đọc bài báo này xong thì Sầm Vật Cương có thể là cứng nhắc không thông qua, cũng có thể bùng lên một tình huống đối kháng với Vương Tử Quân. Dù là ai thắng ai thua trong đối kháng kia thì Văn Thành Đồ vẫn rất thích nó được diễn ra. Nhưng hắn lại có chút hoài nghi về việc Sầm Vật Cương có chịu đối kháng với Vương Tử Quân vào lúc này hay không. Văn Thành Đồ căn bản khá hiểu rõ về Sầm Vật Cương, biết rõ người này nhiều chuyện tỏ ra cứng nhắc, thậm chí có thể nói là không chịu cúi người. Thế nhưng nếu so sánh với những phương diện đó thì Sầm Vật Cương lại là người cực kỳ thông minh, cũng là người thức thời, nếu như một sự việc không có chỗ tốt gì cho mình, thậm chí còn ảnh hưởng đến lợi ích của mình, như vậy Sầm Vật Cương nhất định sẽ không bao giờ cho ra hành vi làm tổn hại lợi ích của người mà bất lợi cho chính mình. Nếu tiến hành cạnh tranh lần đầu tiên với Vương Tử Quân ở phương diện nhân sự, như vậy tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của Sầm Vật Cương. Nếu thắng thì Sầm Vật Cương cũng không có thêm được bao nhiêu quyền lợi, đơn giản là đẩy mạnh sự trung thành của người chung quanh với mình, nhưng nếu như vậy cũng làm cho các mối quan hệ phía Vương Tử Quân đông cứng lại, nếu thất bại thì sự cạnh tranh của Phùng Vũ Trách ở vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên sẽ là đả kích cực kỳ lớn cho Sầm Vật Cương. Phùng Vũ Trách là người công tác nhiều năm ở Mật Đông, có những mối quan hệ rộng rãi, căn bản càng là người hiểu rõ công tác ở Thanh Chuyên. Người này ở trên vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên có ưu thế của riêng mình, cũng là nhân tố không thể không suy xét. Sau khi suy xét những phương diện này thì Sầm Vật Cương sao có thể vì một thắng lợi không có ý nghĩa mà tiến hành đối kháng với Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương căn bản cảm thấy vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên không đáng là gì, dù sao năm xưa khi Đường Trấn Huy còn là chủ tịch tỉnh. Lão còn có thể thoải mái giao thành phố Kim Hà cho Đường Trấn Huy. Xem ra chính mình đã tính sai, không ngờ Vương Tử Quân dám làm như vậy. Văn Thành Đồ thở dài rồi chán chường dựa lưng lên mặt ghế, ngón tay liên tục gãi lên đầu. Một hành vi như vậy đối với một người như hắn căn bản không phải là bình thường. Thế nhưng có một nghiên cứu cho rằng khi một người cảm thấy cực kỳ vui mừng hoặc khốn khổ thì sẽ có nhiều hành vi thất thố, thế nên Văn Thành Đồ cũng tha thứ cho hành vi hiện tại của mình. Những ngày này có thể nói là Phùng Vũ Trách cực kỳ bận rộn, phương diện đường cao tốc được phê duyệt làm cho hắn liên tục chạy qua chạy lại giữa Ủy ban Cải cách và thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trách căn bản có ý nghĩ của riêng mình ở phương diện bí thư thị ủy, thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Lúc này người nắm giữ đại cục là Chủ tịch Vương và Bí thư Sầm, dù mình có không cam lòng thì được gì. Làm sao, đề bạt giống như một miếng cao su, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Quyền lực sẽ bị ai vân vê, hắn ngoài phương diện tâm phiền ý loạn chờ đợi kết quả, căn bản không làm gì hơn được. Chương 1684, 2, chìm chìm nổi nổi lên lên xuống xuống. Kết quả kia sẽ là gì, dựa vào những gì Phùng Vũ Trách hiểu rõ về Sầm Vật Cương, sự việc không cần nói cũng biết. Hắn nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy cực kỳ đau lòng, thế nhưng không dám biểu hiện nó ra bên ngoài. Hắn là người tâm trí đều trưởng thành. Hắn tất nhiên biết rõ lúc này có rất nhiều ánh mắt đang chú ý lên người mình, trong lòng có cảm giác khổ sở nhưng cần gì phải biểu hiện ra. Ngoài phương diện lấy được chút đồng tình, chỉ sợ là đám người hả hê với tình cảnh của mình sẽ là càng nhiều hơn. Một người có gan sáng tạo sự nghiệp thì căn bản không thể nào cứ mãi đối địch chính trị được, Phùng Vũ Trách nghĩ như vậy mà bình tĩnh lại, hắn cố gắng vùi đầu vào trong công tác bận rộn, mãi mà không chịu dừng. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác mình mặc kệ mọi thứ phát sinh bên ngoài, mình chỉ vùi đầu kéo xe mà thôi, tâm tính như vậy được duy trì liên tục làm cho Phùng Vũ Trách cảm thấy an tâm hơn. Khi Phùng Vũ Trách đang ngồi trên xe chạy đến Ủy ban Cải cách để cùng nhau phối hợp vài công tác thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là mỉm cười nói, lãnh đạo, ngài lúc này gọi điện thoại cho tôi, có phải có gì dặn dò không? Ăn uống thì hoàn toàn có thể. Thế nhưng sự việc khác cũng đừng tìm tôi. Ha ha ha, anh Phùng, lần này gọi điện thoại chính là bắt anh phải mời khách, anh cần phải mời tôi một bữa cơm mới được. Tiếng cười của Thi Phương Hiểu vang lên truyền vào trong tai Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn đã cười, anh cũng không phải không có chỗ nào dùng cơm, có lẽ người ta đang xếp hàng chờ mời cơm ngoài cửa phòng,
thậm chí còn tranh giành khó chịu ấy chứ. Lúc này anh lại nhớ đến thủ hạ, lại ép tôi phải mời cơm, thế nhưng anh phải nói rõ lý do mới được. Tất nhiên là có lý do, hơn nữa còn là một lý do rất lớn. Bí thư Phùng của tôi, thế nào anh thăng quan mà không chịu chi tiêu một chút sao? Thì Phương Hiểu ở đầu dây bên kia càng nở nụ cười cởi mở hơn. Trước kia không phải không có người gọi Phùng Vũ Trạch là bí thư, vì khi hắn làm bí thư huyện ủy và phó bí thư thị ủy thì đều được người ta gọi là bí thư Phùng. Nhưng sau khi hắn trở thành chủ tịch thành phố, người ta đều gọi hắn là chủ tịch Phùng, người này bây giờ lại gọi hắn là bí thư Phùng, chẳng lẽ? Tâm tư của Phùng Vũ Trạch chợt chấn động, hắn không dám nghĩ thêm, vì hắn đã mất nhiều thời gian khổ sở vì phương diện này, căn bản không chịu đựng được tình huống người khác dối lừa mình. Khi Phùng Vũ Trạch cảm thấy không thể tin tưởng thì Thi Phương Hiểu ở đầu dây bên kia đã nói, có phải anh vui mừng choáng váng rồi không? Tôi nói cho anh biết, tôi đang cần theo văn kiện của trưởng phòng, lần này anh quá may mắn, vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên đã rơi lên đầu anh rồi. Phùng Vũ Trạch nhéo nhéo mặt mình, sau đó hắn cố gắng đề cao tinh thần nói, anh đúng là, đừng lừa dối tôi, nếu muốn tôi mời cơm thì không có vấn đề, cũng đừng dùng thủ đoạn này để chọc ghẹo tôi. Tôi chọc anh ghẹo anh làm gì? Anh đúng là, tôi có thời gian thì trêu chọc cậu bé hàng xóm không tốt hơn chọc anh sao? Thi Phương Hiểu nói rồi giọng điệu càng thêm khẳng định, lãnh đạo chủ yếu đã thông qua, anh cứ chờ là được. Phùng Vũ Trạch cảm thấy một dòng nước lũ dâng lên trong lòng, nhưng cảm giác lúc này lại là cực kỳ hạnh phúc. Tuy chủ tịch và bí thư thị ủy là hai cấp bậc cùng cấp, thế nhưng giữa hai vị trí này có sự khác biệt rất lớn. Có câu thế này, lãnh đạo đứng đầu nói không hai, lãnh đạo thứ hai nói hai chưa chắc đã có một. Xem xét lời nói này thì thấy rõ đó là lời tuyên bố của những người có kinh nghiệm trong quan trường, nói lên sự khác biệt giữa hai cấp chính phó là như thế nào. Phùng Vũ Trạch làm chủ tịch thành phố, rất nhiều chuyện bị quản chế trong tay bí thư thị ủy, vì vậy hắn cực kỳ muốn tiến lên một bước. Những ngày qua tin tức về vị trí bí thư thị ủy có cạnh tranh truyền về thành phố Thanh Chuyên, trước kia những vị thường ủy thị ủy thường hay đến phòng làm việc của hắn báo cáo, thế nhưng bây giờ căn bản là tần suất giảm xuống. Phùng Vũ Trạch căn bản nhìn rõ những sự việc vô hình như thế này, mặc dù có thể thấy rõ nhưng chỉ có thể nén giận bỏ qua mà thôi. Nhưng khi Phùng Vũ Trạch cho rằng mình không thể nào có được vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, lúc này bạn cũ truyền tin đến không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, cảm xúc ngổn ngang. Anh Thi, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói tôi biết một chút. Phùng Vũ Trạch trầm ngâm giây lát rồi bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng hỏi Thi Phương Hiểu ở đầu dây bên kia. Ôi, anh bây giờ không hổ là bí thư thị ủy, đã biết rồi còn giả vờ hồ đồ. Thi Phương Hiểu nở nụ cười mắng một câu, nhưng cũng không nói ra nguyên nhân với Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch càng không hiểu rõ, hắn loáng thoáng nhận ra được vài vấn đề, thế nhưng lại không thể nắm rõ trọng điểm. Vài ngày qua anh không đọc báo sao? Thi Phương Hiểu thấy Phùng Vũ Trạch không nói lời nào thì lớn tiếng hỏi ngược lại. Thật sự là không chú ý lắm, hai ngày qua tôi quá bận rộn, có chuyện gì đều là thư ký thông báo với tôi mà thôi. Phùng Vũ Trạch trả lời thành thật nhưng một câu kia làm cho thư ký ngồi bên cạnh ghế lái phụ cảm thấy sợ hãi, có hạng mục công tác gì quan trọng mà mình quên báo cáo cho lãnh đạo. Thi Phương Hiểu cảm khái một câu rồi nói, hai ngày trước Nhật báo Mật Đông có đăng bài viết đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh ở phương diện phân công cán bộ của Chủ tịch Phương, anh cần phải xem qua một chút. Phùng Vũ Trạch nắm chặt điện thoại trong tay mà tâm tư không khỏi xoay chuyển. Hắn chỉ cần nghe qua tựa đề bài báo là biết rõ tâm tư của Chủ tịch Phương. Vương Tử Quân làm Chủ tịch tỉnh, là một người nên chú tâm phát triển kinh tế, bây giờ lại viết một bài báo về phương diện nhân sự, ý nghĩa của nó là quá sâu sắc. Phùng Vũ Trạch nếu như không đoán ra được thì căn bản chỉ là một người ngu. Phùng Vũ Trạch vốn cho rằng Chủ tịch Vương bỏ qua chính mình, không ngờ Chủ tịch Vương lại giúp đỡ mình, thế nên hắn chợt sinh ra cảm giác cực kỳ cảm kích. Phùng Vũ Trạch nhìn vào điện thoại, cố gắng tìm số điện thoại quan trọng nhất của mình, thế nhưng khi hắn chuẩn bị gọi đi thì lại đặt điện thoại xuống. Bây giờ mình gọi điện thoại đi thì nói thế nào? Nói lời cảm ơn chẳng phải là làm xấu đi ấn tượng ban đầu của lãnh đạo với mình sao? Phùng Vũ Trạch là người làm công tác lâu năm, không phải là lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy có chút khó giải quyết. Tút tút tút. Phùng Vũ Trạch còn chưa kịp gọi điện thoại đi thì tiếng chuông đã vang lên,
hắn nhìn qua dãy số gọi đến cho mình, đó là trưởng phòng tổ chức thị ủy Trình Phú Hưng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chủ tịch Phùng, ngài có ở thành phố không? Tôi có vài phần công tác cần báo cáo với ngài. Trình Phú Hưng dù vẫn dùng giọng điệu như trước, thế nhưng Phùng Vũ Trạch nghe vào tai và có cảm giác khác biệt. Phùng Vũ Trạch có thể nghe ra cảm giác khác biệt đó là gì? Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, tôi bây giờ đang ở trên đường thành phố rừng mật, trưởng phòng Trình có chuyện gì sao? Là thế này, chủ tịch, về phương diện vài đồng chí làm nhân tuyển cho chức vụ ở phòng tài chính, tôi muốn báo cáo ngài khảo sát qua tình huống. Phùng Vũ Trạch khẽ gật đầu, lúc này mới nói, phòng tổ chức các anh tự xem xét vấn đề này, sau đó báo lên hội nghị thường ủy thảo luận. Như vậy sao được, ngài chính là lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên, tôi không báo cáo với ngài thì không được. Trình Phú Hưng lên tiếng, giọng nói làm cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Chương 1685, một có thực lực mới được lên tiếng. Những ngày nay Phùng Vũ Trạch phải nhận áp lực rất lớn, nếu như trước đó khi chưa biết mình tiến lên làm bí thư thị ủy, hắn sẽ cực kỳ cảm động với những lời nói này của viên trưởng phòng tổ chức. Thế nhưng bây giờ hắn căn bản không còn tâm tình này, chỉ dùng giọng nhàn nhạt nói, sau khi tôi quay về thì sẽ gặp mặt sau. Tuy Phùng Vũ Trạch cũng coi như là người có kinh nghiệm quan trường, thế nhưng cảm giác này cũng không khỏi làm cho hắn sảng khoái. Hắn còn chưa suy nghĩ kỹ càng nên nói chuyện với Chủ tịch Vương như thế nào, lúc này điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi điện thoại đến chính là trưởng phòng tuyên truyền Lý Thanh Quân. Phùng Vũ Trạch hiểu vì sao Lý Thanh Quân lại gọi điện thoại đến cho mình, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười nghe điện thoại. Phùng Vũ Trạch là chủ tịch thành phố, tất nhiên điện thoại cũng rất bận rộn, bây giờ thì điện thoại càng giống như biến thành đường dây nóng, có không ít người gọi điện thoại đến, mục đích chỉ có một đó là chúc mừng hắn. Người điện thoại đến cho Phùng Vũ Trạch căn bản đều có thân phận, thế nhưng điện thoại của thư ký cầm trong tay lại không có phản ứng, xem ra bên dưới còn chưa nhận được tin tức. Khi Phùng Vũ Trạch cúp điện thoại thì lúc này điện thoại của thư ký vang lên. Phùng Vũ Trạch đưa mắt nhìn thư ký của mình rồi nói, nếu như là những cuộc điện thoại không quá cần kíp, nói là tôi đang trò chuyện cùng lãnh đạo. Chủ tịch, là điện thoại của trưởng ban Triệu. Thư ký nhìn số điện thoại gọi đến rồi tranh thủ thời gian báo cáo. Trưởng ban Triệu, là trưởng ban Triệu nào? Phùng Vũ Trạch hỏi ngược lại một câu, sau đó dùng giọng nóng lòng nói, có phải là trưởng ban Triệu Hiểu Bạch không? Đúng vậy, thư ký nói rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch biết rõ địa vị của Triệu Hiểu Bạch đối với Vương Tử Quân, hắn không dám chậm trễ với một người là tâm phúc của Chủ tịch Vương, thế cho nên nhanh chóng nghe máy. Không chờ hắn lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch bên kia đã cười nói, Chủ tịch Phùng, điện thoại của anh thật sự là khó thể nào gọi thông được. Trên lầu 3 của khu thường trú thành phố Thanh Chuyên ở rừng mật, Phùng Vũ Trạch nhìn nhà bếp bận rộn rồi trầm giọng nói với vị giám đốc khách sạn. Lần này Chủ tịch Vương và Chủ tịch Hà đến đây là sự giúp đỡ lớn nhất cho thành phố Thanh Chuyên, mọi người cần phải bộc lộ tất cả bản lĩnh của mình, để cho Chủ tịch Vương nếm thử những món đặc sản của Thanh Chuyên chúng ta. Viên giám đốc khách sạn vốn là người được Phùng Vũ Trạch đề bạt lên, lúc này biết rõ Phùng Vũ Trạch sắp tiến lên làm bí thư thị ủy, tất nhiên cực kỳ chấp hành lời chỉ thị của Phùng Vũ Trạch. Hắn liên tiếp gật đầu tỏ thái độ, bí thư Phùng, ngài cứ yên tâm. Hôm nay chúng tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Vũ Trạch có chút sững sốt, ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm khắc. Tuy hắn biết sự việc mình tiến lên làm bí thư thị ủy đã là 9 phần 10, thế nhưng trước khi mọi việc chưa thật sự chính thức, hắn cũng không muốn người ta cảm thấy mình quá rêu rao. Vị giám đốc khách sạn là một người tám mặt lung linh, lúc này thấy gương mặt không vui của Phùng Vũ Trạch thì nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Chủ tịch Phùng, anh xem. Tôi vì quá vui vẻ mà đã sớm gọi chức vụ mới của ngài rồi. Tiểu tử cậu nên an phận một chút, hiểu không? Phùng Vũ Trạch có chút hưởng thụ nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm khắc để phê bình thủ hạ của mình. Phùng Vũ Trạch biết sự việc này mình càng tô càng đen, thế cho nên cũng không dây dưa quá nhiều. Hắn trầm giọng phân phó, Chủ tịch Vương có tác phong chất phác, không thích lãng phí, thế nên các món ăn hôm nay chủ yếu là đặc sản địa phương, hơn nữa cũng không nên làm quá nhiều. Chúng ta cũng chỉ có 4-5 người, thế nên làm 6 món là được. Mời Chủ tịch Vương nhưng chỉ làm có 6 món, chú trọng đặc sản, điều này không khỏi làm cho viên giám đốc khách sạn vã mồ hôi, phải làm sao để vừa không quá ít lại vừa có được sự tinh tế. Chủ tịch Phùng, điều này,
Viên giám đốc có chút do dự, cuối cùng định nói ra lời đề nghị của mình, thế nhưng lại bị Phùng Vũ Trạch khoát tay từ chối, cứ làm như vậy, cậu không nên nhiều lời. Đúng lúc này điện thoại của trong tay thư ký của Phùng Vũ Trạch vang lên. Sau khi nghe máy thì viên thư ký đi đến bên cạnh Phùng Vũ Trạch rồi khẽ nói, chủ tịch, thư ký trưởng Tần đến rồi. Phùng Vũ Trạch nghe nói đó là Tần Hoài Trung thì lập tức nói, các anh chú ý cho tôi đi ra nghênh đón thư ký trưởng Tần. Khi Phùng Vũ Trạch từ trên lầu đi xuống nghênh đón thì Tần Hoài Trung cũng từ bên dưới đi lên. Khi thấy Phùng Vũ Trạch đi xuống thì Tần Hoài Trung tươi cười nói, chủ tịch Phùng, chỉ là vài bước đường mà thôi, còn phải làm phiền đến anh, đây không phải là quá khách khí rồi sao? Ha ha ha, thư ký trưởng đại nhân, ngài là lãnh đạo tỉnh, tôi dù thế nào cũng phải đi ra nghênh đón, nếu không thì người ta sẽ nói Phùng Vũ Trạch tôi không hiểu quy củ. Anh yên tâm, sau khi hai người chúng ta là người một nhà, tôi sẽ tuyệt đối không khách khí với anh. Phùng Vũ Trạch nhiệt tình vươn tay bắt chặt tay của Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung tuy có chút không thoải mái nhưng lại là người thông minh, hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không phải thời điểm mình có biểu hiện không hay. Dưới tình huống này Chủ tịch Vương có thể giúp đỡ Phùng Vũ Trạch lấy được vị trí bí thư thị ủy, căn bản thấy rõ địa vị của Phùng Vũ Trạch trong suy nghĩ của Chủ tịch Vương là thế nào. Hai người bắt tay với nhau rồi đi đến ngồi xuống một gian phòng cách đó không xa. Nhân viên phục vụ tiến vào châm trà rồi nhanh chóng bỏ đi. Thư ký trưởng, nói về tuổi tác thì tôi lớn hơn ngài 6 tuổi, nếu cứ mãi gọi anh là thư ký trưởng thì cũng có vài phần xa lạ. Tôi thấy không bằng tôi trèo cao một chút, gọi anh là anh Tần, không biết như vậy có đường đột hay không? Phùng Vũ Trạch nhìn Tần Hoài Trung rồi mỉm cười nói. Tần Hoài Trung cười cười nói, chủ tịch Phùng, đề nghị của anh thật sự quá tốt, anh cứ mãi gọi tôi là thư ký trưởng. Điều này giống như xưng hô với người ngoài vậy. Hai người trò chuyện với nhau rồi cùng nở nụ cười. Sau khi nói được vài câu thì Phùng Vũ Trạch cười nói, anh Tần, sao anh không cùng đến với Chủ tịch Hà? Hai vị lãnh đạo không nói gì về thời gian đến đây sao? Anh Phùng, tôi là thư ký trưởng đã được Chủ tịch Hà thả ra, thế nhưng vừa rồi tôi liên hệ với Chủ tịch Hà, anh ấy đang bàn việc với Chủ tịch Vương, sau khi xong việc thì hai vị lãnh đạo sẽ cùng đến. Có được sự giúp đỡ của hai vị lãnh đạo thì tôi cũng yên tâm. Anh Tần, anh tuy ít đến thành phố Thanh Chuyên chúng tôi, thế nhưng anh cũng nên tìm hiểu một chút. Tuy tổng sản lượng phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên căn bản không được như toan tính, thế nhưng cũng có thể nói là đang dần đi lên, nhân tâm tốt đẹp, có đủ thế lực phát triển. Lúc này con đường nối thông thành phố Rừng Mật và An Dịch sẽ đi qua Thanh Chuyên. Tôi tin tưởng anh em chúng ta đẩy mạnh hợp tác nhất định sẽ làm cho địa phương phát triển lên giai đoạn mới. Phùng Vũ Trạch ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói với Tần Hoài Trung. Chương 1685, hai có thực lực mới được lên tiếng. Tần Hoài Trung căn bản cảm thấy có chút không vui vì câu nói tỏ thái độ này của Phùng Vũ Trạch, anh làm gì vậy? Muốn làm tôi sợ sao? Trước tiên phải áp chế tôi một chút cái đã sao? Dù thế nào thì thành tích cũng là quan trọng nhất, dù anh có quan hệ hay không, những mối quan hệ kia là sâu sắc hay vừa phải, vào thời điểm mấu chốt nếu anh muốn tiến lên thì phải có thành tích. Tần Hoài Trung và Phùng Vũ Trạch là đối thủ cạnh tranh của nhau, Phùng Vũ Trạch lại được Chủ tịch Vương xem trọng, tất nhiên sẽ có chỗ dựa rất lớn. Nhìn từ điểm này thì Tần Hoài Trung cảm thấy mình không có ưu thế quá lớn. Bí thư thị ủy chính là chư hầu một phương. Nếu không phải là thế cục quá rõ ràng thì căn bản không có vị thường ủy tỉnh ủy nào vi phạm lương tâm để nói tốt cho Tần Hoài Trung. Vì lựa chọn như vậy là có tính khuynh hướng, anh phải tiến hành một giai đoạn chăn đệm, vì không có người nào tình nguyện đứng ra làm cây che bóng cho người khác một cách công khai. Tần Hoài Trung thầm nghĩ như vậy, càng cảm thấy lời nói của Phùng Vũ Trạch có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Thế nhưng ngoài miệng lại cười nói. Vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng đặt thêm gạch ngói dưới sự lãnh đạo của anh Phùng cùng thúc đẩy thành phố Thanh Chuyên phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy Tần Hoài Trung nói rất có thứ tự nhưng sao có thể che giấu được ánh mắt sắc bén của Phùng Vũ Trạch. Hắn biết rõ Tần Hoài Trung không thể tiến lên làm bí thư thị ủy, thế nhưng nó cũng không là vấn đề, sau này hai người còn nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Khi hai người trò chuyện khá hài hòa thì giám đốc khách sạn chạy vào bẩm báo, nói là xe của Chủ tịch Vương đã đến. Hai người Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung không hẹn mà cùng nhau đứng lên, cùng nhau đi ra bên ngoài nghênh đón lãnh đạo. Khi hai người đi ra đến cổng khách sạn,
chợt thấy Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương được mọi người vây quanh đang chậm rãi đi về phía bên này. Khi hai người bọn họ tiến lên nghênh đón thì Vương Tử Quân đang trò chuyện với Hà Kiến Trương. Anh nhìn mà xem, hai vị lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên đang ra đón chúng ta kìa. Vương Tử Quân mỉm cười chỉ vào hai người Phùng Vũ Trạch rồi nói với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương cũng cười nói, tôi nhìn hai người bọn họ đứng cùng một chỗ với nhau, thế là càng có thêm niềm tin vào tương lai phát triển của thành phố Thanh Chuyên. Hai người Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương trò chuyện vài câu, sau đó bắt tay với Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung. Phùng Vũ Trạch là lần đầu tiên bắt tay với Hà Kiến Trương, hắn cảm thấy bàn tay của Chủ tịch Hà như của phụ nữ, rất mềm. Thế nhưng khi hắn bắt tay với Chủ tịch Vương, lại cảm thấy bàn tay của lãnh đạo rất có lực. Đã chuẩn bị xong chưa? Vương Tử Quân cũng không buông tay của Phùng Vũ Trạch ra mà cười hỏi. Cũng đã chuẩn bị xong, có vài món ăn của thành phố Thanh Chuyên, kính mong hai vị lãnh đạo cho ra lời phê bình. Phùng Vũ Trạch biết rõ Vương Tử Quân bắt tay với mình lâu như vậy chính là gia tăng thêm địa vị của mình, thế nên hắn cũng rất tình nguyện. Bên ngoài khách sạn cũng không phải địa điểm trò chuyện, sau khi nói đơn giản hai câu thì Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương được mọi người vây quanh đi vào bên trong. Sau khi vào phòng, nhân viên phục vụ tiến vào châm trà, Vương Tử Quân cười cười với Hà Kiến Trương, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch Hà, vì con đường cao tốc ở thành phố Thanh Chuyên, tôi đã bỏ ra không ít lực lượng. Hôm nay mới được ăn vài món của Thanh Chuyên, tôi thấy cũng không dễ dàng gì. Vương Tử Quân nói lời trêu chọc làm cho Phùng Vũ Trạch không khỏi cảm khái, nếu như Chủ tịch Vương tình nguyện, ngày nào cũng được ăn món của Thanh Chuyên. Vì đã sớm có chuẩn bị nên thức ăn đưa lên rất nhanh, chỉ là một lát sau thì 6 món được dâng lên. Phùng Vũ Trạch nhìn những món ăn được dọn lên bàn, hương sắc vừa đủ, thế lại yên tâm hơn. Vương Tử Quân cũng không lập tức nâng ly rượu lên mà nhìn về phía Tần Hoài Trung rồi nói, Hoài Trung, cậu là thư ký trưởng trẻ tuổi nhất trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là cán bộ được anh Hà coi trọng, tôi cũng cực kỳ tán thưởng khả năng của cậu. Cậu là người có năng lực, có trình độ, nhưng cậu có biết vì sao tôi không cho cậu đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên hay không? Tần Hoài Trung đã nghĩ sẽ nói ra những lời khiêm tốn đối với câu nói của Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân vừa mở miệng đã đi vào chính đề. Điều này làm cho hắn không kịp chuẩn bị, không biết trả lời thế nào cho tốt. Hà Kiến Trương ngồi bên cạnh Vương Tử Quân có chút xấu hổ, hắn chỉ cười cười với Tần Hoài Trung mà không nói gì thêm. Tần Hoài Trung nhanh chóng suy nghĩ, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm công tác cơ sở, nếu bây giờ đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy thì có chút không thích hợp. Không phải, cậu là người có năng lực, có tích lũy nhiều kinh nghiệm công tác cơ sở. Tôi sở dĩ phản đối đưa cậu lên làm bí thư thị ủy, chính là vì cậu còn chưa đủ hiểu biết về thành phố Thanh Chuyên. Lúc này là vào thời điểm phát triển quan trọng của thành phố Thanh Chuyên, tôi không thể trơ mắt để cho một thời kỳ quan trọng như vậy lạ bị trì hoãn và hao mòn thời gian trong tay cậu. Vương Tử Quân nói đến đây thì chỉ vào Phùng Vũ Trạch rồi nói, Phùng Vũ Trạch là người công tác nhiều năm ở Thanh Chuyên. Nếu như cậu vừa mới xuất hiện đã tiến lên làm bí thư thị ủy, chắc chắn anh ấy sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Vương Tử Quân nói làm cho bầu không khí trong phòng chợt trầm mặc, lúc này mọi người đều hiểu rõ thế cục hiện tại, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng căn bản không ai nói ra. Nhưng Vương Tử Quân đến lại mở miệng bày tỏ không chút che giấu. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Tần Hoài Trung và Phùng Vũ Trạch, hắn cũng không tiếp tục mở miệng. Sau phút trầm mặc thì Tần Hoài Trung đã lên tiếng, Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hà, tôi lúc này đứng đây đảm bảo với hai vị lãnh đạo, nhất định sẽ cố gắng tất cả chức trách, cố gắng làm tốt công tác, cố gắng cúc cung tận tuy dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Phùng, sẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố Thanh Chuyên. Hai vị lãnh đạo, tôi đảm bảo sau này sẽ kết hợp chặt chẽ với Hoài Trung, sẽ toàn lực giúp đỡ công tác của anh ấy. Phùng Vũ Trạch giật mình, hắn thật sự muốn cảm tạ Vương Tử Quân. Vì những lời không thèm che giấu của Chủ tịch Vương mà sau này hắn và Tần Hoài Trung căn bản là ném bỏ đi chướng ngại tâm lý với nhau. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi nhớ kỹ thái độ của hai vị, sau này tôi còn nhìn biểu hiện của hai vị trong lúc công tác. Tôi và Chủ tịch Hà hy vọng hai vị có thể chung tay công tác, căn bản cố gắng cho ra cống hiến vì sự quật khởi của thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân nói đến đây thì nâng ly rượu lên nói, ly rượu này không khác nào tôi giao quân lệnh. Chúc hai người công tác thuận lợi, tâm tưởng đạt thành.
Tần Hoài Trung nhìn Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn cũng nhanh chóng nâng ly lên, thế nhưng trong đầu lại nghĩ về câu nói tâm tưởng đạt thành của Chủ tịch Vương, thầm nghĩ Chủ tịch Vương nói như vậy có ý nghĩa gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.